Ok, hay nha mọi người ơi, nhận được thông báo của em không? Trên này em đang xem mà phải đi công chuyện rồi. Tối nay vào sân nào xịn sò nhá. Tối nay khoác lông xịn lắm, lâu lâu mới lại về like cho các chị một cái số like áo khoác lông thỏ xịn như đây. Bắt đầu mình đã ngủ rồi, mọi người vào like tay nha. Các chị mới vào được like tương tác thì nhà em lên để dễ chốt đơn nào các chị ơi. Các bạn comment nha. Và like auto chia sẻ cho nhà em là kiểu gì cũng tăng tương tác nha các chị nhé. Em mời thì chị Nguyễn Oanh này, chị Nguyễn Ngọc Hân này. Còn chị nào comment lên cho nhà em nhìn thấy nào các chị ơi. Xem bọn trẻ con nó bị tiêm buồn cười quá. Giờ vừa ngủ thì không bị tiêm. Thì nhìn nó phải gặp cái kết. Kết. Hello mọi người. Nào, bắt đầu nhìn thấy em hổ rồi mọi người ơi. Chưa nhận được thông báo nó đang lướt Facebook lại nhìn thấy cái clip bọn trẻ con yêu quá. Lên đâu nhở? Mọi người ơi, mọi người muốn nhận quà đồ like không? Hiếu ít vào chia sẻ like luôn để xong chưa đấy? Nhận quà nào các chị ơi? Chị đây, các em xem nào. Em có thấy chị Quế này. Để xong à? Làm người anh thế. Cái gì nhở? Lấy cho chị lên rồi hôm qua cái bọc lên tăm đâu đây nơi. À Lệ ơi, lên tăm làm sao đúng không? Đây, chị tặng quà đồ like rồi. Thế bảo anh đem đi chưa? Hỏng quà. Bao nhiêu bao hỏng quà? Mọi người thích tặng lên tăm không hay là thích em like luôn? Mua nhiều quá hết xiền rồi em. Hết xiền làm sao được, xiền ngân hàng in mà. Đấy mà. Phải không? Không, hôm qua em đang đúng rồi. Sao Lệ lại vác lên rồi đúng không? Không, hôm nay nè. Các chị ơi, tương tác lên đầu like của nhà em nào. Em chưa nhìn thấy ai cả. Các chị vào chia sẻ luôn like cho nhà em nào. Nhà em lại đang chuẩn bị lên quà đấy ạ.
làm giá quà tặng đều vào sản phẩm đi chị phố A cũng được tặng luôn. Hi hi hi. Các chị chẳng chia sẻ cho nhà em. Thế thì phải ai cũng chia sẻ đi thì mới được đều như thế chứ. Rồi cứ bắt nhà em tặng quà. Đúng không? Thế thì phải đều như thế thì ai cũng mới được nhận quà chứ đúng không? Các chị vào cứ auto chia sẻ cho nhà em. Thì kiểu gì em chả chơi được. Quan trọng là mọi người thích kiểu gì một. Thôi. Mọi người thích kiểu gì thôi chứ em thì các chị thích kiểu gì em chiều lòng các chị cũng nhảy được. Nhạc nào cũng nhảy. Văn ca cải lương chuồng tèo rồi. Các thể loại luôn. Thì kể là bolero luôn à. Bà mỡ ơi, bà lai chân tay lên nèo. Xinh nhỏ, bà lúc tỏ ngay đẹp lắm. Xin đừng chân. Trời ơi, mày con dài dài để mà mặc đi bốt nhỏ vậy nhở. Hai cái bốt kia của chị cầm lên rồi. Một cái thôi em ạ, một bọc em hai mang hai bọc ở hai bọc được. Để cứ để cho chị. À, để sao sao chị bóc cho sao gì ra chị biết. Vâng. Để. Ừ. Ăn đi xong rồi sang nhờ gọi điện cho cô là cái xong rồi sang lấy đi nhá. Vâng. Xinh à, màu sang dã man luôn ấy. Cái màu sang hơi sang. Nên cái son này nó màu mít thế nhỉ. Sắc áo đây từ sau các bạn đừng có phát được trên này như thế này xong rồi là lúc nào cái sản phẩm gì cũng sẽ còn một cái ở đâu sao này. Anh đứa lại bắt cái này đấy. Lại còn thừa lại một cái này đây nhỉ. Ngủ hạng nữa nhỉ. Chơi tường đẹp quá. Hello chị Dương Mai. Em có thấy chị Diệp Nguyễn ạ. Mọi người chia sẻ like luôn cho nhà em nào các chị ơi. Để nhà em bắt đầu lên mã quà nào. Trong lúc công đoạn em làm các thủ tục trước khi like thì mọi người chia sẻ like cho em đi. Tránh trường hợp tí nữa em đầu like lên 100 lượt chia sẻ cho nhà em nha. Đầu like các chị auto cho em lên 100 lượt nha các chị ơi. Hai mươi lăm lượt chia sẻ. Em có thấy chị Ngọc Hân, em thấy chị Ngọc Hân đã có logo chia sẻ này. Chị Kim Trung đã có logo chia sẻ, chị Phương Phạm ạ. Các chị còn lại chia sẻ luôn cho nhà em nha. Đẹp lắm, đẹp mà ấm nữa chứ. Đẹp ấm và rất là mới. Cái này là cái dài 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 một chút này. Mình muốn em tặng áo lên tăm không? Cái chiếc giường xinh nhỏ, cái chiếc giường giống y như cái em đang phết mà mọi người. Cái chiếc giường giống y cái em đang trên phết luôn ấy. Và đó là tình thích chưa? Cho đeo nha. Cái dòng này nhà em phố thì không cần phải quảng cáo đúng không? Phố bán bao nhiêu lâu rồi? Mấy năm rồi. Năm nào cũng gọi là hot hòn hợp luôn. Cái này chị làm tí cho size ML. Bao đẹp luôn. Xinh lắm. Này đi bốt là sang chảnh cực kỳ luôn ấy. Một khi chất lượng luôn. Mọi người có thích em tặng áo len tăm cho mọi người mặc ở bên trong không? Kiểu áo giữ nhiệt mặc bên trong như này này. Thì mặc với tất cả các dòng áo khoác, kể là áo khoác, kể cả là áo khoác lông thỏ này, hoặc là áo khoác dạ nhà em này, hay tất cả các dòng áo khoác ấy, thì rất ok. Cái này tay cánh rơi đẹp nhở. Tay cảnh rơi cho em ML thì nó bác nào chốt được cái này quá xinh luôn. ML cho em phố nhá mọi người nha. Bác nào nhìn thấy em rồi mọi người ấn cho em một nút chia sẻ lên trang cá nhân để chế độ công khai đi ạ. Mọi người nhận được thông báo cũng chậm nhỉ. Giờ mới chưa được trăm chị là xem like, mới chỉ mấy chị xem like đúng không? Trong lúc chờ mọi người vào thì lên áo lông thỏ thì em sẽ tặng cho mọi người một ít quà áo len tăm nhá. Để cho mọi người mặc ở bên trong nhá mọi người nhá. Sẽ có một số like em sẽ tặng mọi người cả một số like vào đâu thì tranh thủ những chị nào mà không... chị nào mà theo dõi like mà không có thời gian xem lâu thì đầu like sẽ tặng cho mọi người mấy cái. Ok. Đây là thùng tắc mới nhá. Để lên mã quà các chị ơi. 32 okay. Chia sẻ rồi ạ. Các chị vào chậm. Chị một cái nắp này. Ê, có phao nam không? Sao giờ này lại hỏi phao nam ở đây? Sao giờ này lại hỏi phao nam ở đây hả chị ơi? Cho chị cái ghế ra đây, chị mới tặng quà tí đồ lai like trong trong lúc chờ các bác đi vào. Phát nữa các bác đi vào thì không mấy cái dán dài này đẹp nha. Quà tí nữa được mấy cái dán dài này đẹp quá. Ơi. Mở à?
Nãy chị mua cho mẹ áo khoác ngắn đẹp quá, áo này cũng đẹp mà phải đi làm xem lại thôi cũng thích. Cái gì cơ? Chị Đỗ Minh Trang bảo là nãy chị ngồi xem lại like áo khoác dáng dài đẹp quá, like áo này cũng đẹp mà phải đi làm xem lại thôi cũng thích. Thế à? Xem lại thôi cũng gì à? Xem lại thì có gì mà thích? Xem phải xem trực tiếp nó mới vui chứ, lại mới phê chứ, lại xem lại gì? Nói làm gì? Nào mọi người ơi, bác nào có logo chia sẻ rồi Phố tặng cho mọi người 10 cái áo á. Trang chia sẻ luôn cho nhé. 10 cái áo giữ nhiệt nhá, 10 cái áo lên tăm mọi người mặc bên trong cho nó ấm nhá mọi người nhá. Những cái đấy chưa cần thiết mà em toàn làm phá sức thôi. Những cái đấy nó chưa cần thiết, chị còn đầy đấy, chị đã xong đâu. Mà cứ phải lo những cái đấy làm gì nhở? Kệ kể cả em có đi về chán chê xong chị mới cần cái đấy cũng được mà. Em ăn đi xong em đi lấy cái kia đi. Nào, tặng một cái màu nâu tây nhé mọi người nhá. Cái này thì ML, ML đều vừa cho em nhá. Size M, size L giúp em. Bác nào size M, size L em tặng luôn mọi người cái này luôn nhé mọi người nhá. Size M, size L tặng luôn cho các bác luôn cái này luôn không đồng. M và L cho áp dụng đối với khách chia sẻ like em nhá. Mở máy lên bác nào chia sẻ like tặng luôn cho các em tặng các bác cái này. Lên nhé em thì khỏi phải nghĩ đúng không? Đanh mịn xịn cho các bác mặc giữ nhiệt bên trong rất là ấm luôn. Mix với tất cả các dòng áo khoác. Màu sắc thì tùy mọi người đang có những cái đồ gì đấy. Em thấy ví dụ như áo bên trong thì chúng ta cứ nhiều màu, chúng ta có thể mix được nhiều dòng áo khoác ở bên ngoài. Các chị comment cho em phổ mã cho em là mã A96 nhá. Em tặng mọi người luôn cái này luôn không đồng, áp dụng đối với khách chia sẻ like. A96 nhìn thấy bác nào đây ạ? Mới có 100 chị 108 bác và xem hôm nay mọi người nhận thông báo like chậm nhà 112 chị vào rồi. Nào, chốt mã này cho em phổ là mạng mẹo có ổn đó mọi người ơi. Để em lau cái cam nhé cho đỡ bị mờ nhá. A96 cho em phố nha. Phương Liên ơi, chia sẻ luôn cho nhà em nha. Em chưa thấy mình có logo chia sẻ đâu ạ. Không qua nữa chị ơi. Các chị ơi, mời vào chia sẻ like luôn cho nhà em. Nhà em đang lên mã quà đấy ạ. Áp dụng cho các chị đã có logo chia sẻ like với các chị nhá. Cái này thì ai cũng cần dùng, ai cũng cần phải có. Từ bố, à từ mẹ cho đến chị gái, em gái, con gái này nè. Chị em mình, ai cũng cần hết luôn cái món này. À, em sẽ tặng đồ cho mọi người. Các số điện thoại giúp em ạ. Nay có thấy thông báo đâu? Ông anh cũng thế, mà em cũng không thấy thông báo luôn. Bây giờ mới có 120 chị vào xem live. Có khi bật thông báo có những hôm nào mà tương tác tốt mới gì á, Facebook nó không có vấn đề gì á. Bật thông báo cái có 150, 160, 70 chị vào ngay luôn ấy. Nào. A96 tặng không đồng cho mọi người áp dụng đối với khách chia sẻ like nhá. Chị Đỗ Thoa chia sẻ like chưa? Chị Đỗ Thị Hoa Lý, em ghi mà bình luận lên cho chị nhá em nhá. Đỗ Thị Hoa Lý ơi, mã cái số. Hello Thảo Suka. Hello Phạm Thoa, cái này ML đấy nào. Size M, size L, chất mã A96 tặng quà không đồng áp dụng với khách chia sẻ like. Chị nào có, chị có thông báo. Đấy là chị tương tác tốt đấy. Bác Quế vẫn có thông báo là bác tương tác rất là tốt luôn đấy. Rất là nhiều chị không có thông báo luôn. Trong đó có cả em là cũng không có thông báo luôn kìa. Em tay, nay thì áo khoác lông tỏ rất là VIP mọi người nhá. Em tặng một tí đâu like. Nào, bác nào có logo chia sẻ. Chị tặng cho Phạm Thoa, chích luôn Phạm Thoa có logo chia sẻ cho em ơi. Đang tương tác với bài like này. Hôm trước thì okay, chia sẻ like rồi đúng không? Tặng cho Phạm Thoa cái này không đồng nè. Ok, Phương Linh chia sẻ like chưa? Sam Sam chia sẻ like chưa? Phương Linh chia sẻ like luôn cho em nào. Nào, chị nào chưa chia sẻ like thì bổ sung luôn nhé. Em tặng cho mọi người mấy cái áo len tăm cho mọi người này. Mặc đầu like, áp dụng đối với khách chia sẻ like cho các chị có động lực chia sẻ tí cho nó sướng. Cái này thì em quà tặng, em làm quà tặng cho mọi người để mọi người mặc mix đồ với áo, các loại áo như em. Kể cả mọi người mix đồ với các áo ghi lê cũng rất là ok nhá. Ghi lê len này, ghi lê lông cừu. Hôm nay em sẽ có một số like ghi lê lông cừu nữa cho mọi người là em hết sạch ghi lê lông cừu đấy. Ghi lê lông ấy, mọi người đã săn được ghi lê lông nhà em phố chưa? Sau đây cho em phố SM đều vừa. Hai size SM đều vừa, chất len tăm đanh xịn cực kỳ luôn nhá. Đanh và siêu xịn luôn. Chất mã quà cho em là mã A81. A81 cho em phố nhá, tặng mọi người luôn cái này luôn. Năm nay làm cái mã này cũng vẫn là quà tặng cho mọi người và tặng dần dần nhá mọi người nhá. Tặng khoảng độ tầm bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 100 lượt chia sẻ tặng 3 cái đầu like không đồng nhá mọi người nhá. Mã này là mã A81 không đồng. A81 không đồng giúp em. A81 lượt chia sẻ. 62 lượt chia sẻ. Áp dụng đối với khách chia sẻ like, 110 mấy chị xem like rồi. Mỗi chị cho em phổ xin một lượt lên trang cá nhân để chế độ công khai cho em nhá. Chốt mã này cho em là mã A81 cho em mọi người, nhanh tay chốt mã A81 nhá. Không đồng luôn, chốt mã A81 luôn. Đây, tặng một cái màu đen cho bác nào mà cũng ok. Cái này lên kiểu luôn ý, sướng nhá. Cái này lên kiểu luôn cho em này. Sau này cho em nó bo gấu bên dưới, SM đều vừa. A81 bo gấu bên dưới. Chốt chị Lục Linh này. Ấy mặc chưa lên, đợi tí em lên nhá. Em tặng mấy kéo ghi lên mấy kéo lên tăm xong tí em lên chị ơi. Màu đen nhá,
Tặng tiếp một cái này áp dụng đối với khách chia sẻ like. Mỗi chị cho em có một lần lên trên trang cá nhân để chế độ công khai đi ạ. Sao này mờ và lờ giúp em. L84 không đồng tiếp này. L84 áp dụng đối với khách chia sẻ like cho em nhá. Cho chị cái em mặc, đợi tí em lên bây giờ đây. Lông thỏ chờ em một tí, em tặng quà một ít áo lên tăm đã xong em sẽ lên áo lông thỏ bây giờ nhá. Em không nhận được thông báo à? Alo? Alo, alo? Còn gì đấy? À quên. Quên mất hôm nay bọn này hỏi là ăn quả gì mà mình không order quả hồng giống của bà. Con thích mua nhưng mà. Thế á, ngon, quên, cô sư quên sướng mất. Mai, mai kêu mua. Đây, quả nóng. Ăn vừa ăn ngậm ngậm cái kẹo phí quá. Thôi rồi. Nhanh, giải tán quốc hội đi nên cho tôi làm việc là hết giờ rồi. Hơn cái nữa là để cho mẹ làm việc đây. Tay cầm quýt để có thêm động lực. Ấy giờ à, để có thêm động lực tay cầm quýt rồi mẹ còn lấy quýt. Ngồi quýt rồi. Lờ làm tư em cho chị Đỗ Thị Hoa Ly, em mời gửi luôn địa chỉ ạ. Con trai hôm nay trước khi mẹ làm từ ngoài cầu thang vừa nãy đã thơm mấy cái rồi. Chúc mẹ hôm nay bán hết sạch hàng không còn một cái nào. Xong lại đi một câu nữa đấy, chúc mẹ bán hàng vui vẻ. À xong rồi vừa nãy lại bà thơm lại thơm mẹ cái cho mẹ có động lực. Sợ thật. Lẹo mép. Nào tặng tiếp cho mọi người cái này nữa nha. Mã cho em là mã L84 này. L84 cho em vô luôn, tặng các chị luôn chất mã L84 không đồng tiếp nha. L84 là không đồng tiếp cho bác nào có logo chia sẻ nhá. Mạng lắm. À hoa ly rồi ạ. Đang bài buôn dưa lê với con dai quá. Nào. Chị ơi 79 lượt chia sẻ rồi, lên cho em 100 lượt chia sẻ nào. 100 lượt chia sẻ cho em vô đi ạ. Không có là thôi dừng quà đây đấy các chị ơi. 100 lượt chia sẻ đi để em còn tặng thêm cho mọi người nhá, mọi người nhá. Nhanh tay cho em luôn, màu đen thì dễ mặc cực kỳ luôn rồi. Màu đen lông thỏ ép luôn, xịn nhờ. Rất là đẹp luôn nhá. Tặng các bác cái này luôn nhanh tay nhá. 38.000, mã cho em là mã C13. C13 38.000 giúp em, áp dụng đối với bác nào chia sẻ like. Mã C13 38.000 giúp em một cái áo á. Màu đen, lông thỏ ép màu đen cho em mặc ở bên trong. Màu dương màu đen thì các chị mix với cái gì cũng đẹp rồi mọi người nhá. Mã này cho em vô là mã gì nhỉ? C13 giúp em nhá. 38.000 mà C13. 38.000 mà C13 giúp em. Xinh chưa? Chị nào thích màu tím nhẹ là cái này cho em SM đều vừa. Tông màu tím nhẹ size S, M đều vừa giúp em. Bác nào mặc size SM đều vừa nhá. 45 đến dưới 55 cân chất mã A10. A10 cho em vô luôn nhá mọi người nhá. Chốt mã A10 cho em luôn. C13 cho chị Yến Dương. Em này là mã A10 cho em mọi người nhanh tay nhá. 50.000. 50.000 được rồi, em sẽ làm như kiểu là vừa nãy bác nào vừa bảo nhỉ. Trừ trực tiếp vào sản phẩm xong rồi là lên mã cho tất cả ai cũng có thể chốt được cho dễ, chứ bây giờ tặng 1-2 chị thì rất là khó đúng không? Mà một mã thì đến cả đến 100 chị hay là mấy chục chị đều comment luôn, xong rồi người nào nhanh nhất thì cũng chỉ được có một người. Em sẽ áp dụng với em sẽ tặng cho các mọi người khoảng tầm 10-20 cái này nhá. Với giá 50.000 một cái thôi. Ok cho mọi người. Áp dụng đối với khách chia sẻ like đầu like nhé mọi người nhá. Áp dụng đối với khách chia sẻ like. Màu này là màu rất là dễ mặc đồ này. SM đều vừa cho em phố luôn nhá. Size S, size M đều vừa, đúng rồi. Làm thế cho công bằng đúng không mọi người? Size S, size M đều vừa mà nhiều bác đều chia sẻ nhưng mà lại có 1-2 bác có chốt được quà thôi đúng không? Nó rất là phí không công bằng với những chị còn lại vì là chậm tay hơn. Chị nào chưa không chia sẻ thì mất quyền lợi thôi các chị ơi. Đầu like em cứ mở tắt lên những chị nào chia sẻ like thì em nhắc nhá. Chị nào mà đang thấy comment rất nhiều nhưng mà lại vì chưa có logo chia sẻ thì nhắc các bác ấy không biết em nhá. Chị Đỗ Thoa, chị Thoa Trần này chưa có logo chia sẻ. Đó, hai bác Đỗ Thoa và Thoa Trần với Hương Cẩm Liên là đang không có logo chia sẻ đâu nên là có chút mã mấy mã này cũng sẽ không chốt được đâu đấy nhá. Em này là mã A86 cho em biết 50 này. A86 tặng các chị 50 mã A86 này. A86 50. Chị ơi. Từ luôn địa chỉ của nhà em chuyển sang cho bác phía sau luôn ạ. Mỗi mẫu có đúng một cái thôi các chị nha. Nhà em phố là hàng xịt tuyển, các bác lưu ý cho em. Xinh nhở. Size S mặc đẹp luôn. Cái này dưới 50 cân quay đầu. Size S mặc đẹp màu be này là màu rất dễ mặc đồ lên này. 50 cân quay đầu giúp em nhở. 50 cân quay đầu san san là bạn của Yến Dương hả? Size cho em luôn. Mã này là mã A79 á. A79 cho em nhé. 50.000 và A79 size S XS 50 cân quay đầu. A79 cho em nhở. Size S XS mà A79 50 luôn. Chia sẻ rồi đấy ạ. Ok chị Lan Bùi. Chị em có chưa? Có logo chia sẻ chị ơi. Chị ơi chắc là chia sẻ chế độ bạn bè hay gì đấy rồi. Mọi người chia sẻ chế độ công khai cho em nhá. 86 em cho chị Nguyễn Thị Trang. Sao này cho em luôn dưới 52 cân quay đầu. 40 cân đến 52 cân quay đầu giúp em nhá. 40 cân đến 52 cân trước mà A76. A76 giúp em nhá. Không lấy chìa khóa à? Em chưa đi à? Không ăn đi thì không ăn đi. Tí nữa em đi. Đây chìa khóa đây em, chìa khóa xe máy đây. Không đây mà, đây đi xe của. Xe của Linh á. À? Xong rồi vẫn chưa thấy cái chìa khóa của chị chưa? Khách mời mà, cách số điện thoại giúp em ạ. Mày từ giờ đến tối mày tìm ngay chìa khóa của chị nhá.
Sao đây cho em nhá, SM đều vừa. SM đều vừa cho em luôn nhá. Size S, size M đều vừa giúp em luôn. Mã cho em này. Đen ơi Đen. Dạ. Có khi nào em vẫn để trong xe chị không? Chị Nguyễn Lài chưa chia sẻ này chị ơi. Hoa Bùi mã cách số điện thoại giúp em nào. SM đều vừa giúp em, size S, size M đều vừa cho mã A76. A76 cho em nhá, 50.000 mã A76, 55 cân quay đầu đều vừa. 55 cân quay đầu chất mã A76. A79 cho chị Bảo An. Mấy cái này mọi người mặc mix đồ, mấy cái màu này mix đồ dễ lắm luôn ấy. Em chọn mấy cái trơn cho mọi người mix đồ cho dễ nhá mọi người nhá. SM đều vừa cho em này. Cái này ML đi ạ. Chất tanh chưa? Xịn cực kỳ. Dưới 60 cân, 52 đến 60 cân giúp em. Có con nào có mũ không em? Có chị ơi, áo lông thỏ hôm nay có mấy cái có mũ liền ấy. Sao đây cho em nhá, để biết dưới 60 cân. 60 cân quay đầu giúp em chất mã A90. A90 50.000 này. A90 50.000. Em tặng mọi người mấy cái áo lên tăm để mọi người mặc ở bên trong cho nó mix với áo lông thỏ nha em, cho nó ok thôi nhá mọi người nhá. Với cả okay, mix với áo dạ hoặc là mix với tất cả các dòng áo khoác ở bên ngoài. Còn đợi tí đợi thì em lên áo lông thỏ bình tĩnh nhá. 55 cân quay đầu cho em này. 55 cân quay đầu cho em vô luôn nhá mọi người nhá. Dưới 55 cân em tặng các chị luôn 50. Mà A80 50.000 này. A80 50.000. A80 50.000 giúp em tiếp. Nhanh tay mọi người nhá. Sau này cho em nhá. M 45 đến dưới 56 cân quay đầu. 45 cân đến dưới 56 cân quay đầu giúp em nhá mọi người nhá. Chị đặt gạch áo trắng phố đang mặc nhé. Mặc nhà chị cái gì cơ? Tặng mama nhà chị. À tặng mama nhà chị, cứ tưởng mặc cái gì. Ok tình yêu. 55 cân quay đầu, 55 56 cân quay đầu. Mã A43 cho em nhá. A43 cho em nhá, 50.000 mã A43. 50.000 mã A43 giúp em, màu đẹp nhỉ. Em này cổ của nó có mấy cái viền hơi điệu điệu một chút này. 55 cân quay đầu cho em vốn nhá. A90 chị Sun Bắc. 55 cân quay đầu giúp em. C84 cho em nhé, 50.000 mà C84. 50.000 mà C84 giúp em luôn. C84 50.000 cho em mọi người nhá. Sau này tiếp tục luôn cho em này các chị ơi, nhanh tay. Sau này đẹp nhất chị nào phân cân nặng size ML đi ạ. Size M, size L giúp em nhé mọi người nhá. M và L giúp em. Mã cho em là mã A51, 50.000. Chị có quần dạ Becky không? Có. Quần dạ Becky chưa mai chắc chưa xong được, chắc phải ngày kia nhỉ. Chưa ngày kia là xong. A43 chị Đỗ Thoa. Chưa ngày kia mới xong mới có quần dạ. Trời ơi, quần dạ này toàn Becky với cả dáng quần cực đẹp. Bác chưa mua quần dạ nhé bao giờ đúng không? Size M, size L giúp em ngày kia thì mới có quần dạ. Mã cho em là mã A51 cho em nhé, 50. Tối mai có dạ handmade rồi mọi người nhé. Tối mai có dạ handmade, không có gì thay đổi được. Chưa mai có. 84 chị Hoa Bùi gửi luôn địa chỉ nhé chị Hoa Bùi ơi. Chưa mai có áo dạ cho trẻ con đấy. Nếu mà không có gì thay đổi thì chưa mai có áo dạ cho trẻ con mọi người nhé. Hồng Solar ngày mai cho em. Chưa mai áo dạ hot hit của trẻ con. Em làm một buổi trưa, buổi tối mai sẽ lai áo dạ của trẻ em mình. A51 chị Hoàng Mai. SM đều vừa đẹp nhỉ. 55-56 cân quay đầu cho em chất siêu đanh luôn. Dưới 55-56 cân giúp em chất mã A28 50 này. A28 giúp em nhé, 50.000 mã A28. 50.000 chất mã A28 giúp em. Đến lúc cái này xong rồi là lai áo đã nhá. Cuối lai mọi người thích thì em cho tặng thêm cho mọi người cái này nhá. Ok chưa mọi người? Được không? Được không các bạn? Được không các bạn? Nha, yeah, ok, nào lên nó cho mọi người cái áo này màu đỏ. Kết thúc quà tặng. Ok, A28 em chốt chị làm gì hỏi. Size chuẩn M, size chuẩn M cho em nhá. 57-58 cân quay đầu chốt mã A44. A44 cho em vốn 50. Nào mà chưa có quà nên tăng cuối like nhá mọi người nhá. Cuối like em sẽ, tại vì hôm nay lông thỏ em chỉ có tầm hơn 300 con một tí thôi chứ không có quá nhiều nên là thành ra là cuối like em sẽ lên cho mọi người áo lên tăng. Bác nào vừa đặt cái con này của em nhỉ? Mở hàng con đầu tiên vốn đã mặc trên người nhá. Hôm nay có khoảng độ tầm 4-5 cái dáng dài dài đến đầu gối thôi, còn đâu là tầm 100% là dáng ngắn hết mọi người nhá. Sau này chị nào cho chị Sam Sam. Chị nào có cân nặng cho em vô nhá. Đẹp nhất cho em dưới tầm 52 cân quay đầu giúp em SM nhỏ. À, từ từ một chút nhá. Em vô cao 1m6 nặng 52 cân. Các chị ơi nhìn chiều cao cân nặng của em vô mặc áo size S. Em suy em đọc cân nặng là suy từ chiều cao của em ra và em sẽ nói thêm cả size cho mọi người chốt ở nhà, mà các chị mặc size gì thì các chị cứ chốt size đó nếu không biết suy nhá mọi người nhá. Còn không thì nếu bác nào mà biết suy luận từ chiều cao của em ra thì bác nào xem em được thấy em nào mặc đẹp cái nào hoặc là thích cái dáng nào thì mọi người chốt. Còn những chị nào mà cao hơn em thì chiều cao có thể cao trên em mọi người nhá. Chiều cao cao trên em thì cân nặng trên em thì vẫn mặc vừa size của em. Chiều cao thấp hơn em và cân nặng của các chị cũng lại thấp hơn em thì đương nhiên là các chị cũng vừa size của em luôn nhá mọi người nhá. Sao này cho em nhá mọi người nhá, mở hàng cái đầu tiên. Các bác khách mới vui lòng mua hàng Văn Minh lịch sự. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Mắt có ảo không mà 8, gần 800 chị mà xem live đấy. Hả các bà? Thật hay đùa là chắc chưa mạng có bị lỗi gì không? Hay là các bà hỏng cái áo lông thỏ của nhà em nhiều thế này? Thả tim cho phố xem là thả tim thật cái xem là khách ảo hay là khách thật đấy. Mắt ảo hay là thật đấy mà 750 chị vào xem live rồi. Rất cao mình. Mọi người thích cái này thế à? Hả? Thích thì em làm nhiều lên cho. 700 chị đang xem em phố live, 764 chị, đúng là 764 chị thì thả tim màn hình tối lên cho em, đúng em biết là sự thật cái hay là đang ảo tung chảo đấy mọi người.
Ok mọi người hóng cái này thế thì mọi người phải bảo em chứ. Em có nhiều áo lông đỏ lắm. Mà các chị không hóng nên là em không like liên tục đấy chứ. Đầu mùa thì nóng chảy mỡ em like cái này nhiều lắm. Ôi, thật đúng không? Thật thì mọi người phải like thả tim cho em nhiều đấy. 703 chị đang xem em vô like. 761 chị, ok. Đúng rồi, các chị ơi, mọi người thả tim mạnh mẽ lên cho em vội xem nào. Xem là em đúng xem là nhìn ra được đúng là khách thật hay khách ảo đây. Các bạn nào đang xem like nhìn thấy em vội rồi, mọi người thả tim mạnh mẽ lên nhá. Giật cao mình, đúng không? Bình thường em like những ví dụ set len này, áo dạ handmade này, hoặc là những sản phẩm mà các chị rất là hóng thì mọi người sẽ vào xem rất là đông luôn. Ví dụ như dạ handmade hôm trước là gần 1.000 chị xem like. Đó, vì mọi người hóng. Ok, hóng đúng không? Nào lên mã này đầu tiên đã thế thì làm một cái mã quà tặng cái này luôn cho sướng đời mà nó chút được bài sướng. Ok chưa mọi người? Áp dụng đối với những chị nào đang thả tim cho em hoặc là bác nào khách quen khách cũ mà vừa chia sẻ like. Đúng không mọi người? Tất cả các chị đang thả tim có cơ hội được mua cái áo này của em với giá quà tặng. Ok chưa mọi người? Mã C17 cho em phố. Hôm nay áo lông đỏ sách giá dưới 300.000 hết luôn cho sướng đời. Được chưa mọi người? Mọi người hóng thế mọi người phải bảo em chứ. Rồi ơi. Đơn giản. Bán dưới 300.000 hết luôn cho sướng. Được chưa mọi người? Em này là mặt C17, cái đầu tiên định bán, vừa nãy định mở hàng, bà nào đặt gạch từ nãy giờ định đoán 300.000 rồi đấy. Mở hàng cái đầu tiên cho mọi người luôn. 186.000 cho sung sướng cuộc đời. 168, em thích số 68 hơn. 168.000 áp dụng đối với chị nào đang thả tim cho em. Được chưa mọi người? Một trong những chị có thể chốt được cái mã này của em đó là gì? Các chị có đang thả tim cho em vô này, hoặc các bác nào khách quen nick cũ của em vô và đang chia sẻ like cho em rồi. Ok chưa mọi người? Hai yếu tố để ưu tiên chốt đơn cái mã C17 cho em. Khách mới comment mã cách số điện thoại được ưu tiên chốt đơn, mã cách số điện thoại trên cùng một dòng. Được chốt mã nào nhà em sẽ gửi tin nhắn mã đó là mọi người sẽ được chốt nhá. Không được nhận tin nhắn là không được chốt mọi người nhá. Và sau khi được nhận tin nhắn là mọi người sao gửi cái địa chỉ luôn. Có địa chỉ thì thích săn con siêu phẩm nào của em thì mọi người cũng có thể có cơ hội được săn nữa nhá mọi người nhá. Tránh trường hợp địa chỉ chưa bổ sung là thích con trên tường lắm nhưng mà địa chỉ chưa cho thế là phố lên con trên tường ra thôi, mất luôn. Mọi người nhá. Này chưa lớn luôn bà ơi. Ok mọi người, mã C17 em tặng mọi người luôn, 168.000. Bác nào nhanh tay cho em nhá, em ơi, chị nào đang thả tim quá thì... nhiều chị chưa chia sẻ luôn ạ. Các chị ơi, thả tim và chia sẻ like. Bác nào khách mới thì chỉ cần yêu cầu là thả tim em nhá. Khách mới em không cần các bác đi chia sẻ like, bác đi đã biết mình là ai đâu mà bác đi chia sẻ like. Cái này vừa bán hàng đã muốn người ta chia sẻ like là biết người ta là ai đâu đúng không? Tất cả các bác khách cũ nhà em phố, khách quen khách cũ đã mua len nhà em rồi, đặc biệt là len lông nhỏ nữa. Chia sẻ like cho em hố, một lần lên trang cá nhân. 2 lần đến hỗ trợ nhóm lớn, tối nay phải 3 lần nhá, bởi vì là áo đẹp thế này, đúng không mọi người? 3 lần hỗ trợ nhóm lớn, tổng 3 lần cho em. C17 cho em vô luôn, nhanh tay. Em chốt đi để chị lên tiếp nhá mọi người nhá. Em ngậm bên ngậm nữa cho nó, giọng nó thanh thoát đi mọi người nhá. Các chị tương tác mạnh mẽ với nhà em đầu like đi để dễ chốt đơn ngày hôm nay nhá. Bởi vì hôm nay quá nhiều chị vào xem luôn, là sẽ hơi khó một tí. Các chị cứ tương tác. Bạn nào chị có tương tác nha. Tương tác bằng cách gì? Tương tác bằng cách thả tim, thả like. Tương tác bằng cách gì? Tương tác bằng cách comment hỏi em vô cái size của các chị mặc này. Tương tác bằng cách các chị chia sẻ bài like của em ở chế độ công khai này. Đó là ba cách tương tác để mọi người chốt đơn rất dễ nhá mọi người nhá. Không có là sản phẩm thì không có quá nhiều. Ở một số like nhưng mọi người sẽ chốt đơn lại sẽ khó hơn bình thường nếu như mà các chị cứ ngồi im xem like. Còn các bác khác thì các bác ấy hỏi nhiều rồi comment nhiều nên là khi mà cái comment của các chị comment cái là nó sẽ hiện lên đầu tiên luôn đấy. Nào, ok, em chốt C17 cho chị Sam Sam luôn, đang tương tác cực tốt với nhà em này. Chúc mừng Sam Sam, mã C17 luôn, vừa xong 168.000. Nào, em lên cái này nhá, size chuẩn M cho em. Size chuẩn M cho em vỗ riêng lông thỏ này các chị ơi, em mặc này thật mọi người mặc bao chảnh luôn. Mọi người đi đâu bớt đùi cho em, những cái dòng dáng ngắn này mọi người đi bớt đùi cho em cực đẹp và nhìn nó rất là có gu luôn ấy. Size này cho em vỗ nhá, chuẩn size M. Chị bảo như chờ quay sổ số ý. Như chờ quay sổ số à? Lăn bùi như là chị bái vừa bảo đặt gạch lấy cho mẹ hay cho mama để được đúng không? Vâng. Thì nữa em có cái nào xem để em lấy ưu tiên cho lăn bùi nhá. Size này cho em size M này. Size chuẩn đét size M cho em dưới 55 cân quay đầu cho em. Đỉnh chóp luôn mọi người nhanh tay. Mã đầu tiên cho em là mã K11. K11 cho em vổ nhá. Xuất sắc luôn nhanh tay. 290 mã K11 ạ. Đỉnh của chóp luôn. K11 cho em vổ 290. Lên luôn con beo này đi. Lên luôn con beo này cho các bác luôn nhá. Một em da beo cho em vổ luôn. Xịn sò chưa? Một em da beo chị là size ta ML. Size ta ML cho em luôn nhé mọi người nhá. M và L giúp em phổ luôn, xuất sắc chưa? Chị nào có cân nặng cho em cái này đẹp nhất, size M, size L. Size M, size L giúp em, mã cho em là mã K29 á. K29 thôi, không phải cài khuy nhé, cài khuy vào rất là lâu. M và L, S bằng rộng cho em. K11 em chốt chị Oanh Hà. 52 cân thì 60 cân giúp em, cái này tay hơi cánh rơi, mặc cái này che khuyết điểm rất tốt luôn. Chị nào đậm người một chút cho em. 60 cân quay đầu, lông tỏ xịn mọi người nhá. Mã trên là mã K29, 290.000 mã K29. Con này năm ngoái mà bán không bao giờ có giá dưới 3,5 cân đâu mọi người nhá. Chốt ngay vào luôn cho em vào luôn. Mã bao nhiêu? K29 ạ. 290.000 mà K29 cho em. Rồi. Con này thì cực xịn lắm mọi người nhá. Con này thì cực xịn luôn cho em vào luôn này.
Size S cho em mặc đẹp, M nhỏ nha, em quay đầu. Ok, ok, K29 em chốt chị Yến Dương. S và M nhỏ quay đầu cho em vô nhá. Size S, size M nhỏ giúp em luôn. Dáng của em này thì các chị đi với cả bốt đùi cũng được, đi với cả bốt cổ ngắn cũng ok. Màu siêu sang luôn. Cân nặng dưới 52 cân cho em mặc đẹp, size S chuẩn luôn. S chuẩn là từ 45 cân đến 50 cân. M nhỏ như em là 52 cân quay đầu vẫn mon cho em được. Em tư vấn các chị từ 45 đến 52 cân, suy từ chiều cao của em nhé, ở nhá. Và C34 giúp em 300.000 đẹp cạn lời. C34 300k giúp em nhá. Em có mấy cái dáng dài thôi, hình như chưa đến 5 cái đâu, nên là bác nào thích dài chốt luôn nhé mọi người nhá. Bác nào thích dài chốt luôn cho em phố luôn, đỉnh chóp chưa? Sổ. Có size to là bao nhiêu cân này? Thực ra là lạnh này này, bằng mặc dài là gọi là sung sướng luôn đấy nhỉ mọi người nhỉ. Mọi người thích có like nguyên một số like dài đâu để mọi người bảo em. Dài thì nhà em đổ xỉ là chủ yếu, em không like lẻ dài mấy đâu. Bác nào thích dài? Vũ Hường C34, à Văn Hường à? C34 chốt chị Liên Đào. Văn Hường tới nay đã xuất hiện trong like của em chưa? Lúc nào cũng chờ phố like lông thỏ dáng dài. Bao nhiêu năm vào like lúc nào cũng chỉ hóng lông thỏ dáng dài. Bác thì không thích lông thỏ ngắn, chỉ thích lông thỏ dài. Sau này che ML này, đẹp chưa? Size M, size L giúp em, xuất sắc dáng áo có mũ cho em nhá. Ít nhất các chị cân nặng từ em 52 đến 60 cân đi ạ. 52 cân đến 60 cân giúp em nhé. 52 cân mặc như em mặc này. Nhanh tay cho em vô lấy các chị 300.000 thôi. Mà C32 đẹp tuyệt vời. C32 cho em nhá. 300.000 và C32. Đỉnh chóp luôn. Quá đẹp mà mọi người nhỉ. Ôi giời. Cái này gần giống với kia nhỉ? Cái khuy của nó hơi khác tí thôi. Đẹp quá, như cái này size to hơn này mọi người này. Size này cho em nha. Chị đã có cái nặng size ML cho em này. Size M, size L giúp em, lông tỏ xịn cực kỳ luôn. Bạn nào nhanh tay thì được, thậm tay không có. Ưu tiên cho chị con K29. K29 em chốt rồi ạ. Chốt xong rồi chị Yến Hương ơi. C34 lên nhà phố đẹp xuất sắc luôn. Ok, cảm ơn Yến Dương. Lên nhà phố ơi, đẳng cấp lên. Người nói đến lên, nhớ đến xem thì không đẹp thì làm sao mà có thương hiệu được. Không đẹp thì làm sao mà có thương hiệu. Em có mua bản quyền hay là có làm gì chạy quảng cáo cái lên nhà em đâu mà. Nhưng mà vì là các chị yêu nhận hàng, các chị gọi là sao nhở, tự cảm nhận và tự cho em một cái biệt danh luôn, để cho em thành một cái thương hiệu lên nhà em luôn rồi mà. Sau này chơi ML, ít nhất cái nặng từ em trở lên 52 đến 60 cân. 52 cân đến 60 cân giúp em lên áo hồng đằng sau đi ạ. Em lên hết mọi người ơi, cứ bình tĩnh em lên hết. Tối nay việc của các chị đấy là gì ạ? Kiên trì theo dõi em for like, xem từ đầu đến cuối. Chị ơi, C17 nhà em chốt lâu rồi, lên đừng, mới đi đừng ạ. Đừng bỏ phút giây nào cả nhá. Em có siêu nhiều quà cho mọi người nhá. Mọi người nha, mã trên là mã C90. C90 chị nào chưa được nhận áo giữ nhiệt, áo lên tăm ở bên trong ấy thì cuối like em tặng cho mọi người nhá. Mọi người nha, để các chị về mix với áo khoác nhà em rất là ok. Mã C90 thì bạn đấy em chỉ làm quà tặng cho mọi người thôi. C90, nhanh tay cho em. Chốt mã C90 giúp em vô luôn, nhanh tay nhé. Cảm ơn đấy mọi người, 300.000 thôi. C32 chị Thanh Hà. C90 cho em vô nha. 300k mã C90, rất là đẹp. 300.000 mã C90. C32 chị Cúc Nguyễn, khách mời của chị ạ. Tối nay làm sớm nghỉ sớm, lên phố chơi đây. Chú ý. Hai tình yêu. Nghỉ sớm lên phố chơi đây. Nghỉ sớm à? Đón. Hết hàng đi nghỉ. Thì la nhanh đây, giờ chị la nhanh. Nghỉ sớm. Em muốn la nhiều hơn đấy. Ôi trời ơi, mày tham vừa thôi, chị tèo đấy. Mai nhà em, thực ra hôm nay nhà em về cả. Các chị cứ ủng hộ đi nhà em, đang về hai hàng hot. Tối nay là cái này với ạ. Về cái này với cả về cái gì ta? Về cái này với cả gì nhỉ? Dạ kẻ lót lông, cực kỳ hot luôn. Cực kỳ hot hit luôn. Hôm nay em hơi mệt đấy, không có đấy à. Lệ nhà em nó đang bảo là chị like 300 con này đi, xong chị like cho em 200 con lông kia nữa, một like 500 con này luôn. Thì bình thường mà không mệt ấy thì là like được, nhưng mà hôm nay thì mệt lắm. Cái lót lông ấy mọi người chờ đến em ngày mai đi. Số ơi, chị thích cái này, lệ này đẹp dã man luôn. Chất hơn nước cất. Con này mà mua không có giá dưới 1,5 triệu nhá. Không bao giờ có giá dưới 1,5 triệu luôn cho em khi các chị mua hàng mới. Hello chị Lại Thanh. Bao đội mới cho các bác luôn, size vừa size em thôi. 52 cân quay đầu đi các chị ơi, đỉnh của chóp nha. 52 cân quay đầu cho em, đẹp nhờ. Xuất sắc luôn, bản này thì gọi là xuất sắc luôn cho em nhá. 350, phố dư bị cái này luôn, không sang hoàn em lấy cho. Mã C76 cho em nhá, 350, bên trong cũng nó xịn luôn. C76 cho em nhá, 300 mà chị Cúc Nguyễn, khách mới gửi cho nhà em địa chỉ luôn nào chị ơi. Các chị ơi, tí có chị nào mà mua tặng mẹ nhá, tặng mẹ chồng hay là Phương Nguyên. Tặng mẹ chồng hay là mua tặng người thân của mình lớn tuổi một chút nhá, em có cái này rất là sang, tí nữa lên cho. Nên làm quà tặng cho mọi người, về làm quà tặng luôn. Đó, một em da bèo, hay là bác Lại Thanh, em nhìn thấy rồi. Áo đen cạnh áo đỏ, chị vừa không phủ áo đen cạnh áo đỏ hả? Đen cạnh đỏ là áo nào ta? Chắc là cái áo treo ấy ạ. Đây hả? Vừa. Vừa. Em cũng chưa chắc lắm nên tí em mặc lên người là chuẩn nhất. Đang treo nó hơi khó nhìn. Sao này cho em tiếp tục này, da beo cho em xinh chưa? Một em da beo cực kỳ đẹp cho em mọi người nhá. Nhanh tay cho em vô luôn, chị nào cân nặng cho em này. SM nhỏ cho em, xinh đấy. Da beo này, 50 cân quay đầu giúp em. Chị nào form size S và size M nhỏ cho em 300.000 gói cho nhanh nhá. Một em beo cực kỳ VIP luôn. 50 cân quay đầu cho em vô luôn nhá. 52 cân nhé, vẫn bon cho em được. Chị nào cân nặng dưới 52 cân giúp em. Mã cho em vô là mã A18, 300.000. A18 cho em vô nhá, 300k mã A18. C76 chị Nguyễn Ngọc Huyền. 300.000 mã A18 giúp em nhé mọi người nhá. Lên một con màu hồng đi.
nên nhiều dáng đẹp lắm. Lên nào đây, Ngọc Tra sau lưng đi chị. Em lên hết, mọi người cứ bình tĩnh nhá. Tập trung chốt những cái mã em lên trước đi, xong những cái đằng sau em sẽ chốt ưu tiên cho. Size này cho em, chị nào có cân nặng cho em này, 55 cân quay đầu cho em. Những cái dáng này mọi người đi bót em nói thật, mọi người chấm hết luôn. Đi bót thì chấm hết luôn cho em nhé. 55 cân quay đầu cho em vô luôn này. 55 cân quay đầu cho em vô luôn, đỉnh của chóp luôn. Dưới 55 cân giúp em nhá. Từ 48 đến 55 cân mặc bao đẹp, mã A9 300.000đ. Nhận hàng áo. Chị Trần Hương. Mã A9 300.000đ nhận hàng về nhà áo nhanh phố xem là chất lượng không nhá. Nhận hàng cái áo nhanh phố xem chất lượng không? Ui, chỗ này mấy cái hồng xinh này. Các chị khách mời ơi, chốt được một mã gửi luôn địa chỉ cho nhà em để được chốt mã thứ hai nào các chị ơi. Lấy được chưa? Em lấy rồi. Ok, em lên làm đi. Rồi, để cho em biết con làm sao này. Không phải nhá, ư. Khổ thật đấy. Tôi ghét mệt thế nhỉ? Không có trong đấy đâu. Không có đâu, tôi tìm trong đấy của tôi rồi, không có, hai cái túi sách của tôi đều không có đâu anh ạ. Không có mặc quần nào áo nào, có để trong túi quần với áo không? Em để trong túi áo đây mà. Size etiquette cho em nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến 50 cân cho quay đầu cho em nhá. 52 cân như em vẫn vừa. 52 cân quay đầu như em vẫn vừa luôn. Size S và size ghét xinh chưa? Nhìn cái bộ khuy chất lượng chưa? Đẹp giá man luôn. 300.000, mã cho em vốn là mã A11 ạ. A11 các chị ơi, săn nhanh nhá. Sản phẩm gọi là cực kỳ VIP và hot trong cái thời điểm như thế này. Nhanh tay mọi người. Mã cho em là mã A11 300.000 ạ. Đâu quá. A11 300k giúp em. A11 cho em nhá. 300.000 mà A11 cho em một luôn. Đính của shop luôn. Một cái cổ sen này. Mã H31. Có H31 em ơi. Tập trung vào làm việc nhá. Để chị lao cho mình. H31 chị Quách Liễu. Sao lại cho em cổ nào? Chị nào form size cho em M cho em mặc đẹp này. Mà chuẩn size M. Dưới 55 cân quay đầu giúp em. Bên tập. Đến giờ rồi mẹ làm việc rồi, đừng xuống đây nữa. Hết giờ dưới này rồi. Nhá. Size M cho em. Tất cả mọi thứ ngày mai giải quyết. Ok. H31 ạ. Có. H31 ở đâu ấy? Nhìn ở dưới hai cái mặt đấy xem nào. Hồng có. Hồng H31 đúng không? Chuẩn M, 57 cân, 58 cân quay đầu ạ. 52 cân đến 58 cân giúp em, không có em yêu. Không có. Chị Quách Liễu ơi, chị có men H31 ở đâu ra đấy ạ? Em này cho em 57, 58 cân quay đầu này. Dưới 58 cân quay đầu giúp em, chốt mã này cho em là mã C30. C30 giúp em nhá. 58 cân quay đầu chốt mã C30 cho em. Cực phẩm C30. Lấy các chị yêu luôn cái này luôn. 280 và C30. 280 và C30 giúp em. Úi dồi ôi. Bài vào live file bài chốt H31 ở live file. Hữu ích. Chị mình cũng có. Chị mình thì nghĩ là khách comment thì cái gì chẳng là đúng. Không trúng thì trượt. Hữu ích. Để với đi với đôi dép của chị. C30 chị Ngô Thu. Xin đừng chạm vào anh nếu như anh không còn cơ hội. Đúng không? Nhà béo nhà phải câu đấy không? Chị hát đúng chứ? Sai bét là chị hát ra. Đọc lại điều 1 em ơi. Hát thì làm gì mà điều 1, điều 2 mày. Với mày, là mày làm tao quân phiền có mày. Đang ở ca lai mà. Đang vừa làm việc. Sai tao ML giúp em. Sai tao ML cho em nhé mọi người nhá. Sai M, sai L rằng áo có mũ này. 55 cân đến các chị yêu, 62 cân quay đầu. 55 cân đến 62 cân nhé, cài hết cả khuy vào thì nó hơi mất thời gian, em khoác ra cho nhanh mọi người nhá. 55 cân đến 62 cân quay đầu giúp em. 62 cân quay đầu giúp em mọi người nhá. 62, 63 cân quay đầu ạ. Đó, dáng áo này, chị áo đậm đậm người. Em 51, 52 cân mặc bị rộng. Các chị yêu 55 cân trở lên. 55 cân trở lên đến 60, 62, 63 cân vẫn vừa. Chị nào xem M, xem L nhá. M và L giúp em lên tay. 280, chất mã này là mã K35. Đó là các chị K35. 280.000 mã K35 giúp em. 280 chất mã K35. Úi dồi ôi, màu đen này. Xuất sắc chưa? Cái cổ của nó đẹp nhá. Đẹp nhức nách luôn. Sau này chị nào có cái nặng cho em. Rồi. Hách tuổi cực kỳ luôn nhá. Cực kỳ hách tuổi luôn ấy. Nhanh tay cho em. Bảo An ơi, chốt cái này đi. Đừng có tăm tia cái đấy của em làm gì. Nào, chốt luôn đi này. Xinh chưa? Không chốt nhanh cái này em để lại bây giờ. Nhìn như học sinh cấp 3 luôn bây giờ đây này. Hách đến 5-7 tuổi luôn cho em. Size SM đều vừa. 48 đến 56 cân quay đầu cho em mặc xinh ạ. 48 cân đến 56 cân quay đầu giúp em. Đẹp dã man. 300.000 mã C18. 300k chất mã C18 giúp em mọi người nhá. Cho áo mẹ. Cho áo cho mẹ 80 cân không ạ? Quà áo cho mẹ 80 cân á. Chị theo like đi 80 cân. Không biết là có không. Sao hơi to nhỉ? Khả năng có nhá. Theo dõi like giúp em xem tí có em video chốt cho. Xinh quá. Em rất là thích cái này luôn này. Mã cho em là mã C18. 300.000 C18 cho em vô luôn nha. 300k mã C18 giúp em. Rất là đẹp luôn. C18 chốt chị Hoàng Mai. Xinh chưa? Size này cho em nhé, chị nào cân nặng size S, kích S mặc đẹp luôn.
size S và size kép cho em luôn nha. 40 cân đến, sorry các bác, cái này phải 43 cân đến các chị yêu dưới 50 cân. 43 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Size S và size kép thôi ạ, các chị dưới 50 cân chốt luôn. Dưới 50 cân quay đầu chốt mã này cho em là mã C20. C20 cho em phổ luôn nhanh tay, xịn vô cùng. 300.000 vào C20. 300.000 vào C20 giúp em. Đây. Cho Nhung là cái này luôn nha. Lấy em suy nghĩ từ dần cuối like đã cho anh nhá. Sau này cho em luôn nhá. Chị nào cái nặng cho em S M đều vừa. M này cho em dưới tầm 53-54 cân quay đầu cho em quá xinh. Dưới 53-54 cân giúp em cực phẩm. Chị nào chốt nhanh được con này cho em ạ. Dưới 53-54 cân quay đầu giúp em. Mã C41 cho em luôn nhanh tay. 300.000 vào C41 đỉnh chóp. 300.000 vào C41 giúp em vô nhá mọi người nha. Mã cách số điện thoại chị cùng một dòng là các chị được ưu tiên chốt đơn nhá. C20 cho chị Phương Nguyên. Sau này cho em màu kem be. Tông màu kem be giúp em nhá mọi người nha. Sau này cho em hồ luôn chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em dáng ngắn ngắn xinh à. 48 đến 55 cân quay đầu. 48 lên cho con lên cho con lông nhím à. Đợi tí. Xem có con nhím nó xù lông ra đã. Sau này cho em luôn nhá. 55 cân quay đầu giúp em. 55 cân quay đầu cho em vốn là 48 đến dưới 55 cân giúp em. Màu quá đẹp luôn. Mã cho em là mã C40. C40 giúp em nhanh tay nhá. Lấy các chị luôn 290. C40 cho em 290.000 và C40. Màu xanh này. Em bông thỏ này có lớp lót ở bên trong rất là đẹp mọi người này. Bông thỏ em này có lớp lót size chuẩn M cho em mặc xinh. Size chuẩn M giúp em nha mọi người nhá. Bác nào size chuẩn size M cho em một cái này. Chị Lê Triều Nguyệt. 50 cân đến 57 cân quay đầu cho em nhá. Size này size M. 50 đến 57 cân giúp em rất là đẹp luôn ạ. Chị nào 50 cân đến 57 cân quay đầu giúp em, xuất sắc chưa? 50 đến 57, 58 cân quay đầu, đỉnh của chóp luôn, trời ơi. Bà nào được con này xịn vô cùng luôn, nhìn em bên trong lớp lót rất xịn luôn nhá. 330.000, mã cho em vô luôn là mã K7 đi ạ. K7 cho em nhá, gần 2 củ luôn cái này luôn đấy. K7 cho em vô luôn, đẹp dạ, cạn lời luôn. Em bê đi chị. Em bê á, em bê nhiều lắm, đợi em tí, nên cho các chị một cái màu vàng đó. Một em màu vàng size etiquette, 50 cân quay đầu. Size etiquette cho em nhá, chiều cao cân nặng khiêm tốn, dưới 50 cân. Chiều cao và cân nặng khiêm tốn dưới 50 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã K8, 300.000. K8 cho em vốn nhá, 300k và K8. Em be đúng không? Em be nhiều màu xinh, nhiều cái xinh lắm. Đây, em be cho mọi người luôn. Thích màu gì em có màu đấy luôn. Cổ xinh đấy. Sau này cho em nhá, chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em dưới tầm 55 cân quay đầu cho em là maximum nhá. Maximum dưới 55 cân. Anh tư vấn các chị dưới 53 cân là đẹp nhất ạ. 45 đến 53 cân. 45 cân đến 53 cân giúp em nhá. Size S và size M nhỏ. Size S, size M nhỏ cho em dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp giúp em. Em này là mã A14 cho em nhá. 300.000 mã A14. 300.000 chốt mã A14 giúp em luôn. A14 300.000 giúp em. Đẹp quá. Một cái này rất là sang chảnh luôn này. Khoác rất là xinh nhá mọi người nhá. Chị nào cân nặng cho em SXS dưới 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em này. Size S và XS cho em nhá. 40 đến 50 cân. Hello, em nhìn thấy chị triệu sĩ rồi. Em này là mã A12. A12 cho em vô luôn nhanh tay nhá. 300.000 mã A12. 300.000 chốt mã A12 giúp em mọi người nhanh tay. Ui dồi ôi, cái màu này mấy đứa ơi, hai đứa ơi. Sợ. Sang chảnh chưa? Đẹp vãi chiều luôn nhá. Chị rất là thích cái dáng kiểu bao gấu như này này. SM đều vừa các chị ơi. Size SM đều vừa giúp em nhá. Không sang, không lấy tiền các bác luôn. Đẹp dã man. Hai size SM đều vừa, chuẩn gu em nhá. Nhanh tay cho em vô luôn nhá. 330 chứ mà K6 á. K6 330. Ôi, hai bàn tắc, còn bàn tắc ở dưới này nữa chứ. Sửa đây là K6 đi. K36 hay K6 nhá. K6 á. K6 cho em nhá. 330.000 mà K6. 330 cho K6. Sản phẩm nào nhà em không có mã lên mã giúp em nhá. A12 chị Thủy Vân. ML đi ạ. Size M size L lên dáng cardigan, lông thỏ lên dáng cardigan, size M size L. Size M size L cho em nhá. S mặc rộng rộng như em luôn. Cái dáng cardigan và cái chị bốt. Không vấn. Dạng cardigan này đi bốt rất là đẹp luôn, size M, size L nhá. 55 cân thì các chị yêu dưới 63 cân. 55 đỡ cân thì dưới 63, 64 cân ạ. À. Em này nhá, dưới 63, 64 cân giúp em. 50 cân, 51 cân mặc như em mặc này các mọi người này. Mẫu cam X6 chị ơi. Nhìn chiều các em ghi bình luận dưới đó. Cam X6 nhá. Sau này chị là size to M và L giúp em nhá. Từ 55 cân đến 65 cân quay đầu. Chất mã A8 cho em nhá. A8, 300.000 mã A8 á. 300k chất mã A8 giúp em. Màu rất là sang luôn này mọi người này. Đẹp và xịn lắm, mọi người cứ nhận cái áo của em chất lượng cực kỳ luôn. Đây là lòng dòng lông thỏ VIP nhá mọi người nhá. Dòng len lông thỏ rất là VIP luôn cho em. Sau này cho em SM đều vừa này. Dáng bo, ôi trời ơi. Cái này mặc với cái dịu xinh đằng sau của nó có hình con gấu mọi người nhìn thấy không? Đẹp dã man luôn. Sau này cho em SM đều vừa. Hai size SM đều vừa dưới 55-56 cân quay đầu chốt mã A4, 300.000. A4 cho em vô nhá. Chốt nhanh A4, 300k. 300.000 chốt mã A4, quá đẹp luôn. 300.000 chốt mã A4 giúp em nhá. Màu hồng này. Tông màu hồng lên dáng cardigan nhẹ nhàng xinh xắn luôn cho em nha. Chị nào có cân nặng cho em cái này. Đẹp nhất size M đi ạ.
Size M, size L cho em nhé. 52 cân đến 60 cân quay đầu. 52, 53 cân thì các chị dưới 60 cân giúp em. Chị là size to ML. Size to ML em lấy 280. Chất máy này A17. A17, 280.000. Size to ML. Ui, nhìn ở sau lưng này. Chị Hà Nguyễn. Cái này các chị mặc với các dòng quần của nhà em đều rất là hello, ok. Chị Thùy Ninh. A4, chị Thùy Ninh. Sau này cho em tiếp tục luôn cho em nhé mọi người nhá. Chị nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em lên giá mơ. Bà Thùy Ninh dạo này đi đâu vắng nhà mình hơi lâu nhỉ. Là hơi lâu. SM đều vừa cho em vào sau lưng này. Lên giá bomber cho em vừa nhá. Lên giá bomber cho em. Cái này đẹp dã man. SM đều vừa mở này dưới 53 54 cân C100 300.000 ạ. C100 cho em vừa nhá. Size to là bao nhiêu cân ạ chị? Cho bomber. C100 300.000 giúp em ạ. C100. 300k chất mã C100 màu đẹp thế. Các chị cứ tương tác comment size lên đi. Có nhanh ưu tiên luôn nhá các chị nhá. Sao lại cho em SM nhỏ tiếp này. Dưới 51 52 cân quay đầu. Dưới 50 51 cân quay đầu. Chị Lại Thanh. Em này chị nào size cho em nhá, từ 43 cân đến các chị dưới 51 cân 52 cân quay đầu như em vừa. Size S. Size M nhỏ cho em mặc vừa A13 300.000 tiếp này. A13 giúp em nhỉ. 300.000 chất mã A13 giúp em rất là đẹp luôn. 300.000 chất mã A13 giúp em nhỉ. Ôi cardigan màu hồng các chị ơi, xinh chưa? Cardigan màu hồng cho em vào luôn cho em nhá. Oversize SML em tư vấn cái này ML là đẹp nhất. S mặc bị rộng rộng như em này. Size M size L đi các chị ơi. Chị nào ML cho em 53 54 cân trở lên nhá, để các chị 60. Cái khuy của nó nhá, cái bộ khuy xứng đáng đồng tiền vắt gạo luôn cho em, đẹp chưa? Size M size L chị nào mà thích mặc kiểu size S mà rộng rộng như này cũng ok, xong rồi mới đi bóp cho em rất đẹp. 300.000 mã cho em là mã A10. A10 cho em vào nhá. 300.000 cho mã A10, ngồi trước nhanh. A10 cho em luôn, 300k chất mã A10 cho em. Tông màu đen nhé mọi người nhá. Tông màu đen cho bác là size S cho em này, dưới 50 cân quay đầu cho em màu đẹp luôn ạ. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu cho em nhé mọi người nhá. Size này cho chị nào cân nặng size S ạ. Size S cho em này, 40 cân đến các chị yêu dưới 50 cân cho em nhá. Lông thỏ màu đen, chiều cao cân nặng khiêm tốn. Mã A5 đi ạ. 50 cân quay đầu chất mã A5 giúp em luôn, 300.000. A5 cho em vô nhá, 300k chất mã A5 luôn. 60 cân nhà em có size mà chị ơi. Cái gì cơ? Chị đang hỏi 59-60 cân chị ạ. Đấy, 59-60 cân thì mặc size ML. 59-60 cân, lông thỏ size M size L này. Lông thỏ 59-60 cân chốt luôn cho em. Má cho em là má C91. A10 chị Lê Xuân Bảo Ngọc. Em này là dáng kiểu dáng cardigan oversize nhá. Má C91 đừng lấy 250. Chị nào vừa hỏi size to lấy luôn. C91 250. C91 250 giúp em luôn. Rồi ML tiếp đây này. 59-60 cân lấy luôn. 59-60 cân cái này quá ok. Size M size L đấy ạ. M và L giúp em, họ tiếp tể cho em. Em này là mã C84 cho em nhé. 280 mã C84. 280k mà C84 giúp em nhé. C84 280. Bên trong của nó là phần da lộn rất xịn luôn mọi người này. Bên trong là phần da lộn cực kỳ xịn luôn. Chị nào cân nặng cho em từ dưới 55 cân quay đầu. Siêu phẩm C91 luôn. Chị Nguyễn Ngọc Huyền. 55 cân quay đầu giúp em siêu phẩm. Mã cho em này mã C94 cho em nhé. 300.000 mã C94. 55 cân quay đầu cho mã C94 cho em 300.000. Một con lông thỏ ngắn hàng hiệu xịn cho em luôn. C84 chị Phương Nguyên. Lông thỏ ngắn hàng hiệu xịn cho em nhá. Size này cho em SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá mọi người nhá. S và M đều vừa cho em lên dáng cardigan, lên dáng kiểu dáng ngắn lớp top xinh nhỉ. Lên dáng ngắn lớp top cho em nhá. SM đều vừa hai size cái này luôn ạ. Dưới 55 cân chị là chiều cao khiêm tốn mà càng xinh. C95 cho em vừa luôn nhá. Chất mã C95 cho em luôn, 300.000 ạ. 300k chất mã C95 cho em. C84 chị Sana. Size này cho em luôn nhá, chị nào có cái nặng SM đều vừa. Cardigan lông thỏ rất xinh luôn, hai size SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em, mã cho em là mã C88 cho em nhé. 280 C88 á. 280k cho mã C88 giúp em luôn. C88 280.000 nhá mọi người nha. Màu siêu tây luôn. Chị Thu Hồi ơi, mã cách số điện thoại giúp em ạ. 55 cân quay đầu, mã cách số điện thoại trên cùng một dòng cho em nhá. Size SM đều vừa giúp em luôn ạ. Hai size SM đều vừa cho em phố luôn nhá. Đỉnh chóp, mã cho em là mã C92. C92 cho em phố luôn nhá. 300.000 mã C92. 300k chất mã C92 giúp em luôn. Chị Kim Oanh ơi, check tin nhắn giúp em ạ. Rồi, xịn sò chưa? Sau này chị nào có cân nặng cho em nhỉ? Đẹp nhất cho bác nào cân nặng dưới tầm 55 cân quay đầu giúp em. 55 cân quay đầu cho em vừa nhé. C95 chị Nguyễn Thúy Hà. Màu rất là trắng da. Khách mời 55... gửi em địa chỉ luôn ạ. 55 cân quay đầu giúp em mà C87. 300.000 và C87. 300k chất mã C87 giúp em luôn nha. Ôi, cái này chốt nhanh các chị ơi, nghĩ xong không còn. SM đều vừa cho em luôn này. S và M nhỏ cho em đều vừa nhá, dưới 52, 53 cân cho em. Tông màu đỏ, dáng áo quá đỉnh luôn. Chất lên đỉnh chóp. 300.000 cho em, mã cho em là mã A1 ạ. A1 cho em vừa nhá, 300.000 chất mã A1. 300k chất mã A1 giúp em luôn, rất là đỉnh luôn. Bomber cho em này các chị ơi. C92 lên dáng bomber cho em siêu phẩm luôn. C92 chị Lào Xuyên. Khách mới gửi luôn địa chỉ ạ.
Sau này chị nào có cân nặng cho em nhé. S10 là vừa, đằng sau có cái túi đẹp nhờ. Lên dạng áo này, mặc với cái gì cũng xinh. Quần hay là chân váy hay là quần dài hay cái gì cũng rất là đẹp luôn. Quần baggy rồi quần cặp cao. Rồi, S10 được vừa giúp em, mã cho em vô làm mã C97, có các chủng mã 97 không? Không ạ. C97 giúp em nhé, 300.000, cái này em rất thích luôn, mã C97. 300k mã C97 giúp em nha. C88. Em này cho em cái áo có mũ, chị nào vừa thích có mũ lấy luôn này. Sau này cho em 43 cân đến dưới 52 cân đi ạ. 43 cân đến dưới 52, 53 cân quay đầu nhá. Dưới 52, 53 cân giúp em cả áo có mũ mà C81. C81 giúp em nhé, nhanh tay. 300.000 mà C81. 300.000 mà C81 cho em nhé. Đây này, em có cái này vừa em bảo các chị lấy tặng người thân này. Bên trong có lớp lót rất xịn nhá mọi người nhá. Bên trong có lớp lót rất xịn luôn, size chuẩn bờ. Các chị mua tặng chị, tặng mẹ, tặng người thân của mình trên trên 50 tuổi, trung dung tuổi cho em cái màu này mặc rất là sang luôn. Trên 50 tuổi cho em và mặc size chuẩn mờ nhá. Mặc size chuẩn mờ cho em dưới 55 cân cho em. Xuất sắc các chị ơi, lấy cái này tặng người thân nhé, em tặng mọi người luôn. Mã C82, C82 tặng các chị 260 cho mọi người, tặng người thân của mình nhá. Bên trong lớp lót đây này. C82 260k giúp em. Xịn sò cực kỳ, C82 260 nhá mọi người nhá. 260k chắc mã C82 giúp em. C81 chị lưu hàng, khách mời gửi luôn địa chỉ ạ. Cổ nó quá xinh luôn. Các chị khách mời ơi, gửi luôn cho em địa chỉ nào các chị ơi. Tông màu kem be cho em nhá, cổ của nó này. Size này XM đều vừa cho em nhá. Size XM đều vừa giúp em luôn, cổ nó cột sen nhá. 55 cân quay đầu cho em mặc đẹp, 55 cân quay đầu chất mã A22. 55 cân quay đầu chất mã A22 giúp em phối luôn nhanh tay. 300.000 mã A22. 300.000 chất mã A22 giúp em luôn nhá. Màu trắng cho em này. Màu trắng size cho em cái này từ 48. 48 đến 55 cân quay đầu cho em mặc xinh nhá, dáng của nó ơi. Chiều cao dưới 1m6 mà càng đẹp luôn. Dưới 53 54 cân mà C98. C98 cách xứng tận trên cùng một dòng nhá, 300.000 mã C98 á. 300k chất mã C98 giúp em luôn nha. Cái dáng áo này chị Minh Dung ơi, lấy hàng gửi luôn cho em địa chỉ nhá, chị nha, like trước mình chưa cho địa chỉ rồi ạ. Em rất là thích cái này luôn này. Các chị ơi phải có mua C88 chị Kim Anh. Mua hàng phải có số điện thoại và địa chỉ cho nhà em thì nhà em mới gửi được hàng chứ. S và M nhỏ cho em dưới 52 53 cân. S và M nhỏ dưới 52 53 cân quay đầu chất mã C16. Cực phẩm C16 cho em nhé, 300.000 mã C16. À, chốt được C16 quá đẹp luôn. A22 chị Trà My. 300.000 mã C16 giúp em luôn. Size này cho em vừa luôn nhé, chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa. Size S, SM đều vừa cho em nhé, 45 đến dưới 53 cân ạ. 45 cân đến 53 cân quay đầu giúp em nhé. 53, 54 cân quay đầu cho em là C6. C98. 53, 54 cân quay đầu cho em là C6. 300.000. Hay mở cái địa chỉ chị Thu Hồi ơi. C6 đúng không em nhỉ? C96 ạ. C96, 300.000 giúp em. Các chị ơi nghe nhanh nhưng mà chắc nhé các chị nhá. Nghe rõ giúp chiều cao cân nặng giúp nghe em ạ. Em nói nhanh nhưng mà lại phải chốt chắc, nghe có chọn lọc vào. Sau này cho em nha, chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em dưới tầm 50-51 cân quay đầu cho em nhá. Dưới 50-51 cân cho em xinh. Cân nặng từ em quay đầu, chiều cao dưới em thì mặc càng đỡ bị ngắn tay nhá. Em mặc kiểu dáng lửng, tay lửng lửng ấy. Nhưng mà cái phao áo này là sẽ là tay kiểu là tay lửng lửng như này cho em nhá. Dưới 51-52 cân quay đầu cho em. Phạm Hiến nhanh tay ạ. 45-52 cân quay đầu cho em, mà K9 cho em 300.000. Lớp lót bên trong rất xịn nhá. K9 cho em luôn 300.000 ạ. 300k cho em, mà K9 cho em. Sau này chị nào con cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất size to ML đi ạ. Size to ML giúp em nhá. Chị nào có cái nặng cho em cái này đẹp nhất từ 52 cân đến 60 cân quay đầu. 52 cân đến 60 cân quay đầu giúp em. 52 cân đến 60 cân quay đầu giúp em. Chốt đi, đừng có tập trung LV, LVL gì. Mã K10 này. K10 cho em nhá, ngồi trên tay size M, size L giúp em nhá. Size M, size L nhìn em cái kẻ đẹp chưa? Đẹp dã man, chị phải thoát ra khỏi cái đấy thì chị mới mạnh mẽ chốt cái khác nhá chị nhá. Mã cho em là mã K10 giúp em. 300.000. K10 giúp em nhá, 300k trước mã K10 ạ. 300.000 chất mã K10 giúp em, quá xinh. Rồi, em có một cái màu đỏ cho em đỉnh chóp nha mọi người. Em có một cái màu đỏ đỉnh chóp cho các bác luôn nha. Sau này cho chị nào có cái nặng cho em này, S cho em mặc đẹp này. Size S cho em mặc đẹp nha mọi người nha. K10 chị Thu Hương. Sau này cho em chị nào cân nặng size SM đều vừa, 55 cân quay đầu. Size S, SM đều vừa cho em nhé. 55 cân quay đầu cho em nhé, tông màu đỏ chất kiểu nó siêu đanh luôn. Mã cho em vừa là mã K13. K13 giúp em nhé mọi người, nhanh tay chất mã K13 đỉnh chóp. 300.000 mã K13. K10 chị Phương Chu, Phương Chu gửi địa chỉ. 300.000 mã K13 giúp em nha. K13 300.000. Chị Phương Chu ơi, comment lại số điện thoại địa chỉ cho em nha. Sau này cho em vô luôn nhé, đỉnh của chóp luôn. Tiếp này các chị này. Sau này cho chị nào có cân nặng cho em cái này SM. Trời ơi, mặc Tết mặc Noel quá hấp luôn. Sau này cho em 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu cho em vô nhá. K13 chị Thủy Tiên. 55 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã K18. 55 cân quay đầu chất mã K18 giúp em nhé. 300.000. Hai size SM ạ, K18 cho em vô nhá.
300.000 số điện thoại để được chốt đơn nhé chị nhá. Nay em nhận được hàng rồi, đẹp lắm, nhận được cái gì đấy? Bà nào đang comment cái gì đấy? Chị Giang Phương Kha, à chị này em làm áo khoác hiệu ạ. Ờ, áo thể thao à? Vâng. Cảm ơn chị Giang, và săn áo tiếp này chị này. Và săn áo lông thỏn dày dặn và siêu xịn luôn này. Size SM đều vừa, tông màu đen nha. Tông màu đỏ có viền đen chưa? Màu đỏ có viền đen rất là nổi luôn. 48 đến 56, 57 cân quay đầu. 48 đến 57 cân quay đầu giúp em nhá. Mã cho em là mã T20. Chị T20. Chị Chip Sinh và chị Hà Vương, mã cái số điện thoại các chị ơi. T bao nhiêu quên rồi? T20 300.000. Chị đấu mỏng 300.000 và T20 luôn giúp em. Màu vàng bò nha. Tông màu vàng bò. Mời mã cách số điện thoại giúp em để được chốt đơn nào. Tông màu vàng bò, ở đằng sau có lưng có một hàng phi cho em rất đẹp nhá. Tông màu vàng bò cho em nhá. Chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa. Size S, size M, M này M nhỏ dưới 52 cân. Cân nặng từ em quay đầu. K18 chị Nguyễn Thị Hà. 52 cân quay đầu chốt mã K11 này. K11 cho em phổ 300.000 nhá. 52 cân quay đầu mã K11. 300k mã K11. Ôi chỗ này mấy cái màu tây dã man luôn ấy mọi này. Chị Thúy Hà ơi, check tin nhắn giúp em ạ. Size etiquette dưới 50 cân quay đầu các chị nhá. Size etiquette cho em 50 cân quay đầu cho em quá đỉnh luôn ạ. 50 cân quay đầu cho em phổ luôn ạ. T20 chị Phạm Thảo. Chị nào có cân nặng dưới 50 cân cho em quá xinh. Dưới 50 cân quay đầu giúp em mà K14. 50 cân quay đầu cho em mà K14 cho em phổ luôn nhá. 300k mà K14 á. 300.000 mà K14 giúp em. 300.000 cho em mà K14 cho em phổ nhá. Siêu phẩm K14. Trần Liên. Sợ. Tuyệt vời chứ các chị ơi. Size cho em phổ nhá. Chị nào cân nặng size S mặc xinh. Mới nhỏ như em vẫn vừa, hoa tiết của nó màu có màu hơi kể như này cho em mọi người nhá. Sau này cho em phổ đẹp nhất là dưới tầm 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giúp em quá đẹp luôn. Bỏ qua cực tiếc, 300.000 thôi. Mà C22, 300.000 mở ra một cái để mua một cái áo rất là VIP như thế này. Thừa sự chỉ đáng luôn cho em mọi người nhá. Mã cho em là mã C22, 300.000 thôi nha. Lên một cái màu hot trend năm nay đi. Lên một cái màu xanh hot trend năm nay, lông thỏ màu xanh nhá. Lông thỏ màu xanh cho em phổ luôn nhá. Chị nào có cái nặng trend này đẹp nhất cho bác nào từ 48 đến 58 cân ạ. 58 cân quay đầu giúp em nhé. Dưới 57-58 cân mã C36. 57-58 cân chất mã C36 giúp em mặc đẹp luôn ạ. C36 giúp em nhé mọi người nhé. 300.000 mã C36. 300k chất mã C36 giúp em luôn. C22 chị Nguyễn Ngọc Huyền. Đẹp chưa? Nào, sau đây cho em 48-50 cân để các chị yêu dưới tầm 57-58 cân quay đầu giúp em. Mã C36 cho em nhá. 300.000 mà C36 này. 300k mà C36 giúp em. Trời ơi, em lên cho một con beo. Năm nào con beo này nó cũng hot hòn hòn luôn các chị ơi. Hot mãi không thôi. Hot mãi không hết hot luôn cho em. Ok cho mọi người. Sau đây cho em SM đều vừa cho em này. Size S, size M đều vừa giúp em phổ nhá mọi người nhá. C36 chị Thúy Vân. Hai size SM đều vừa giúp em. Đẹp tả man đẹp luôn. S và M đều vừa cho em phố luôn, nhưng tay dưới 55-56 cân mà K24 giúp em luôn nhưng tay nhé. Ủa ơi, 300.000 nữa. K24 giúp em, 300k mà K24 ạ. 300.000 mà K24. Màu hồng xinh đấy nhở. Etiquette đi ạ. Size etiquette cho em nhé, 50 cân quay đầu cho em. Đẹp quá các chị ơi. Cái tông màu này các chị nhìn ở bên ngoài ra nó rất là xinh luôn ấy. 50 cân quay đầu cho em phố nhá. Chị nào chiều cao khiêm tốn mặc cái này càng đẹp. Size S và size etiquette cho em xinh. Size etiquette cho em nhé. Tí nữa ba đứa làm ba kéo đâu. Nên phố chơi nó sướng. Em chơi muốn bị. Sao này cho em luôn nhá. Để nhất là chị nào có cân nặng cho em nhá. Size etiquette dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu bị làm sao? Hả? 50 cân quay đầu giúp em. Trời ơi em thích cái này. Cái này mặc với cả quần jean. K24 cho chị Phạm Hiến. Đằng ngắn ngắn này em hay mặc với cả quần jean của em ấy. Quần jean cao cao ấy. Rất là ok luôn mọi người này. Trước nhanh cho em này là mặc K21. K21 cho em nhé, phụ dự bị K21 300.000 này. K21 giúp em 300k mà K21 luôn. Tông màu vàng cho em mỗi nhé mỗi nhé. Tông màu vàng cho em luôn, chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa. Size etiquette đi ạ. Size etiquette M thì mới nhỏ như em thôi. 40 cân đến các chị yêu cái đại dưới. Cái này 43 cân, 50 cân. 50 cân quay đầu giúp em, chất hơn nút cất luôn. 300.000 mà K20. K20 giúp em nhé, 300.000 mà K20 ạ. 300.000 mà K20 giúp em. Trời ơi, mặc Tết mặc Noel thì chuẩn bài luôn. Em này xịn vô cùng xịn nhá, nó có lớp lót ở bên trong nữa cơ. Đẹp dã man. Etiquette tiếp các chị ơi, mở nhỏ như em vẫn vừa. Etiquette tiếp cho em nhá, size mở nhỏ vẫn vừa luôn cho em này. Đẹp xuất sắc luôn cho em. Chị nào cân nặng cho em cái này dưới tầm 51 cân quay đầu, chốt mã K22. K22 cho em phổ luôn trên tay nhá. Em lấy 300.000 thôi. K22 300.000 giúp em nhá mọi người nhá. 200.000 và K22 giúp em.
Đây là thiếu móc hả? Hay là gì mà lại để như vậy? Sao lại cho em nhá? Chị nào có cái nợ cho em. Chị Phương Nguyên. Chị nào có cái nợ cho em SM đều vừa, xin chưa? Sao này giảng áo váy cho em nhá mọi nhá. 55 cân quay đầu giúp em tay kiểu dạng tay lửng, giảng áo váy á. Tay lửng giảng áo váy giúp em cứ hai size SM là mặc auto đẹp cho em này, cái giảng áo có mũ luôn. Cái này đi bốt chuẩn xinh luôn. Em này 300.000 tiếp mà C54 đỉnh chót. C54 cho em nhá. 300.000 mà C54. 300k mà C54 giúp em. Siêu siêu phẩm luôn. Trời ơi. Size của từ em quay đầu em 22 chị Nguyễn Hương. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân giúp em. Dưới 50 cân quay đầu giúp em. Màu quá sang luôn. Mã cho em là mã K34 300.000 này. K34 giúp em đỉnh chóp nhá. 300.000 mà K34 ạ. 300.000 mà K34 giúp em. Toàn những màu sang xịn thực sự luôn. Em mua mới những cái này thì nó rất là đắt luôn. Bao độ mới cho mọi người nhá. Sướng. Nói chung là nhận được cái lô áo VIP này của em thì mọi người sung sướng luôn. Size này cho em vừa luôn này, dạng áo váy nhá. C54 chị Lê Bảo Ngọc. Lên form dạng áo váy cho em nhá. Size này 52 53 cân quay đầu. Sang dã man sang luôn. 45 cân đến các chị dưới 52 cân này. 45 cân đến 52 cân quay đầu cho em đỉnh chóp luôn. C54 chị Phạm Huệ. Bạn nào chưa được cái áo chất lượng cho em nhá. Mà C57 cho em nhá, 320. C57 cho em vừa nhá, sang xịn luôn cho em. C52 cho em nhá. C57 320. Ờ, C57 320 sorry các bác. C57 320.000. Màu của nó là sẽ là tông màu trắng cho em nhé mọi người nha. Các chị tay lên, ta 34 chất rồi ạ. À. Không cọc là không được đặt đà. Mua nhiều thì phải cọc chị ạ. K34 chất rồi. Xanh biển đó con à, đây hả? Chị Hà Vương ơi, mã cách số điện thoại giúp em để được chốt đơn nào chị ơi. 50 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhé. 50 cân quay đầu cho em này. 52 cân thì mặc như em các chị yêu nhá. Size S và size M nhỏ. Size S và size M nhỏ cho em nhá. Lên dàng quá đỉnh luôn. C57 Hà Vương. 52 cân quay đầu giúp em. Mã chân K12. K12 giúp em phố nhá. 320 và K12. 320.000 và K12 giúp em luôn. Sao này có lẽ đỉnh chóp luôn nhỉ. Sao này cho em các chị mặc đi bốt thì xinh xỉu luôn. Màu đỏ cho em nhé, mix với capot cho em rất là ok luôn. Sau này chị nào có cân nặng cho em này, SM đều vừa. Ơi, cái kia là cái gì nhỉ? Mã. Ờ, treo lên nha chị. K12. 55 cân quay đầu giúp em nhỉ? 55 cân quay đầu cho em vừa luôn. Chị nào cân nặng dưới 54-55 cân, xinh chưa? Mặc Tết mặc Noel thì chuẩn bài luôn. 55 cân quay đầu giúp em. Dưới 55 cân quay đầu chất mã K16. K16 cho em cực phẩm K16 nhé. Chị nào chốt nhanh mã K16 cho em để cạn lời. K16 cho em nhá. Chốt nhanh được K16 320. Xuất sắc. K16 cho em vô nhá. 320.000 mã K16. 320 mã K16 giúp em. Tông màu này. Dưới 50 cân tiếp size etiquette này. Dưới 50 cân ạ. 40 cân đến 50 cân giúp em size etiquette nhá. Size etiquette cho em nhá. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu. 40 cân để dưới 50 cân quay đầu giúp em nha. K12 chị Phương Nguyên. Chị đã sang etiquette cho em một cái này xinh này. Dưới 50 cân quay đầu giúp em 300.000. Màu siêu sang. Mã K32 nhá. K32 cho em luôn. 300.000 mà K32 luôn ạ. 300.000 chất mã K32, chị nào thích màu trắng lên con này nhá. Tông màu trắng cho em màu luôn này, lên dáng bomber. Màu trắng lên dáng bomber, SM đều vừa. Size S, size M đều vừa giúp em in tay nhá. 280 lên dáng bomber K36, bản tắc cho chị K36. 280.000 mà K36 giúp em luôn. Tông màu vàng cho em luôn này. Dáng kéo khóa cho em nhá mọi nhá. Màu vàng lên dáng kéo khóa cho em rất là đẹp luôn. K32 chị Thủy Vân. Size này cho em SM đều vừa này. Hai size SM đều vừa giúp em 55-56 cân quay đầu ạ. Dưới 55-56 cân cho em đẹp nhở. Nên rằng áo quá đỉnh luôn. Dưới 55-56 cân giúp em. Chốt mà K38 đi ạ. K38 cho em vô nhá. 300.000 mà K38 này. 300k chốt mà K38. Chị đang thích cầu mũ lấy luôn nhá. Em có mấy cái cầu mũ. K36 chị Trang Anh. Đẹp quá xích luôn. Sao này cho em SM đều vừa. Ui đằng sau lưng của nó xinh chưa. Đẹp quá đi thôi. Sao này cho em nhá, dưới 52-53 cân quay đầu quá xinh cái này luôn. Mà cho được cái này cực đẹp mọi người nhá. 300.000 và C73 đỉnh chóp có mũ ạ. C73 cho em nhá. 300.000 và C73. 300.000 và C73 giúp em luôn. Nga Đông ơi, mã cách số điện thoại giúp em ạ.
Sau này cho em luôn này. Chị nào có cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất dưới tầm 50-51 cân quay đầu. C73 chị Thanh Trà. 50-51 cân quay đầu giúp em. Hello bác Thanh Huyền Trà. Mấy hôm không vào xem em like. Xinh chưa này mọi người này. Bác nào xuất nhanh được cái này cho em nhé. Dưới 51-52 cân quay đầu. Xinh nhỏ. 51-52 cân quay đầu giúp em. Mang trên là mã C73. C73 giúp em nhé. 300.000. Nhận quà chất lượng luôn. 300.000 mã C73. Em thấy tiền bây giờ mất giá lắm. 300.000 mua được cái gì này. Ông nghĩ cả luôn. Cạnh nhau luôn à? Tao đi chụp lên lại cái mã này chưa? Cái hai cái mã sắp nhau đều là C73. 338 chị Nga Đông. Nga Đông gửi em địa chỉ luôn ạ. Cái này các chị comment vào C731 đi. C731 nhá. Cái này các chị bác nào thích C731 thì comment cái này nhá. Hello chị Cúc Vũ. C731 cho em. C731 giúp em nhá. Đây, cái này là C731 ạ, 300.000. C731 giúp em 300k và C731. Em nhớ chiều cao cân nặng của chị Cúc Vũ rồi đấy. Chị mà không thể thì còn lâu mới được em nhớ đúng không? Yêu sợ tiên. Sao lại cho em luôn nhá, cái hết khuy vào đây cho em. Chiều cao cho em. Cái này các chị ơi, mã C73 sau là mã C731, không là bị trùng mã nhá các chị nhá. Lần này comment lại giúp em ạ. Sao lại cho em luôn dưới 50-51 cân quay đầu. 50-51 cân quay đầu giúp em. Không trẻ, không đẹp, không xinh, không lấy tiền các chị luôn. Nhanh tay cho em một luôn nhá. Mã cho em là mã K33. K33 giúp em, mọi người nhanh tay chất mã K33 cho em nhá. K33, để các bác luôn cái này đơn 300.000. Hiểu ít. Nhăn không? Nhăn không? Nga Đông ơi, gửi luôn cho em địa chỉ nào chị ơi. Không, thế nên là không phải rồi. Chị ơi, nói. Chị lên lại cái mã C73 sau đi chị. Lên lại hai lần rồi. Người anh bị trùng mã. Thì đấy, chị lên lại, chị còn mặc lại lên người, chị còn đọc lại là C731 mà. Thế ạ? Ừ. Không mở điện thoại bên cạnh à? Có, comment lại, à, các chị comment C73, không thể toàn C731, chả thấy chị nào comment lại. Thì chị, các chị đang comment C731 kia kìa em kìa. Thì C731 là cái con mà C73 mà nó trùng thứ hai đấy. Thì chị đọc lại là C731 đây, hiểu không? Vâng, đấy, thì anh đang bảo con đấy. Thì chị mặc rồi mà, chị mặc rồi, chị lại còn lên lại mã là C731 mà. Chị xem áo đỏ. Etiquette cho em này. C731 là mã đấy đấy, chốt cho các chị. C731 là cái màu B đấy. 50 cân quay đầu này, chị nào sao etiquette chị Ngọc Huyền. 40 cân thì 50 cân quay đầu. 40 cân thì 50 cân quay đầu giúp em, quá xinh cái này luôn. Size etiquette cho em này. Chị nào cân nặng dưới 50 cân, mã cho em là mã C26. C26 cho em nhé, mọi người nhanh tay chất mà C26 cho em luôn. Quá đẹp. 300.000 mà C26 á. 300k mà C26. 300.000 mà C26 giúp em. Giàng áo này. Đỉnh chóp luôn cho em, SM đều vừa nhá. Size SM đều vừa giúp em luôn. 55-56 cân quay đầu. Dưới 55-56 cân quay đầu giúp em luôn. Mã cho em là mã C83. C83 cho em vừa nhá. Siêu phẩm C83 lấy cái chị luôn 300.000. C83 giúp em nha. 300k mà C83. 300.000 mà C83. Trời ơi, mà nào được con này đẹp chưa? Size chuẩn M cho em mặc đẹp nha. Size chuẩn size M cho em vô luôn này. Chị nào size M lấy luôn cho em, đẹp xuất sắc. 55 cân quay đầu, đương nhiên S thì bọn trên được rồi. 55 cân. Màu trắng cho em rất là đẹp luôn. K33 chị Nguyễn Yến. Sau đây chị nào có cân nặng cho em nhé. 55 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã C64. C64 giúp em vô nhé. 300.000 mà C64. 300k mà C64 giúp em. 300.000 mà C64. Sau này cho em nhé, chị nào có cái nặng size ML đi ạ. Size M, size L giúp em nhé mọi người nhá. C83 chị Hương Phạm, khách mời cho em địa chỉ luôn ạ. Đây, không lạnh à? Sau này cho em nhé, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em luôn, mã cho em là mã C65. 55 cân quay đầu mã C65, 300.000 mã C65 ạ. 300k chất mã C65 giúp em luôn. 300.000 mã C65 giúp em nhá. C64. Chị Xuân Phạm ơi, mã cách số điện thoại giúp em nào. Cổ xinh nhỉ. Sai này cho em dưới tầm 53-54 cân quay đầu. Dưới 53-54 cân quay đầu giúp em. Quá đẹp luôn. Dưới 53-54 cân quay đầu chiếc mã này là mã C19 á. C19 cho em vô luôn nhé, 300.000. Dưới 53-54 cân quay đầu mã C19, 300k. 300.000 mã C19. C65 chị Lê Bảo Ngọc. Đẹp ơi, đẹp luôn. Sau này tiếp tục luôn cho em nhá. Chị nào có cân nặng cho em dưới 52-53 cân này. 45-52-53 cân. Chị Hương Phạm, chị Nguyễn Yến gửi cho em địa chỉ hai chị ơi. Bác Hương Phạm này, bác Nguyễn Yến gửi địa chỉ luôn nhá. Ok, nhớ địa chỉ của chị Hương Phạm rồi. Còn chị Nguyễn Yến nữa. Khách mời gửi địa chỉ luôn. Các chị phải có địa chỉ, các chị mới chốt đơn thành công cái mã đó. Và sau cái mã đó thành công rồi thì mình có thích thêm người nào thì mình được chốt tiếp, còn không là sẽ không được chốt đơn tiếp đâu mọi người nha. Sau này 19 chị Cao Hải Bình. Sau này chị nào có cân nặng cho em người này đến hết dưới tầm 52 cân quay đầu. 45 đến 52 cân. Không đẹp không xịn hoàn em. A16 cho em nhé, 300.000 mã A16. 300.000 mã A16 giúp em vô luôn, đỉnh chóp. A16 300.000 giúp em nha mọi người nha. Nguyễn Hương ơi, mã khách số điện thoại cho em ạ. A16 300k.
Sau này cho em vội luôn nhé, chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em dưới 50 cân quay đầu size etiquette. Xinh nhỉ. Trang của nó cổ màu rất là xinh luôn. Size etiquette cho em nhỉ. 50 cân quay đầu. A16 chị Hiền Nguyễn. 40 cân đến dưới 50 cân cho em, xuất sắc. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em nhé, thực phẩm luôn. 40 cân đến dưới 50 cân. Mã này cho em là mã Q34, phải tác chị Q34. 208. Mã Q34 giúp em. 208 mã Q34, cái dáng này các chị đi bốt rất là đẹp luôn này. Sau này cho chị nào có cái nặng size chuẩn M dưới 56-57 cân quay đầu. Dưới 56-57 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhé. Buộc dây vào số trên. Số điện thoại nào chị Nguyễn Hương ơi. C65 chị Nguyễn Hương. Xin chưa. Comment cho em số điện thoại luôn ạ. Size M, size L cho em nhé. Quá xinh. S bon cho em như em vẫn được nhé mọi người nhé. Em mặc áo là mặc áo size S đấy ạ. Em mặc áo là mặc áo size F nhá mọi người nhá. Các chị size ML mặc cái này bon trên ok luôn nhá. Size M, size L cho em phố luôn. Mã T30. T30 cho em phố luôn nhá. 300.000 mất. Bao nhiêu bên rồi? T30. 300.000 mất T30 nhá. Không, 300k mà T30. T34 chị Thơ phụ khách mới gửi cho em địa chỉ ạ. 300.000 mất T30 giúp em luôn. SM đều vừa. Size S, SM đều vừa giúp em nhá. Hai size SM đều vừa lên giá bomber. M này cho em dưới 52-53 cân thôi ạ. 40 đến 53 cân cho em nhé. 40-43 cân đến dưới 52 cân như em được được. Size chuẩn đấy, size S, M nhỏ bon chen ok mọi người nhá. Ok, nhìn thấy địa chỉ của bác Thảo rồi. Còn chị là khách mời chứ gửi địa chỉ thì bổ sung luôn giúp em. 51-52 cân quay đầu chất má K15 đi ạ. K15 cho em vội nhá mọi người, nhanh tay chất má K15. Để các chị yêu luôn 300.000 thôi. 300k mà K15. Chị là thích màu vàng lấy luôn cái này nhá. Thảo, mình chưa chốt được má nào đâu chị ơi. Màu vàng của... Chị thì em ưu tiên chốt đơn nhá. Này bên trong của nó có cái phần lớp lót rất là xịn luôn mọi người này. Form nó cứng hơn, đứng hơn form những cái form áo kia nhé mọi người nhé, đẹp nhá. Etiquette tiếp. Chị Chi Vương, Chi Vương gửi cho chị ạ. Etiquette tiếp cho em nhé, 50 cân quay đầu. Size etiquette tiếp giúp em nhé, 50 cân quay đầu giúp em luôn ạ. Dưới 50 cân, mã trên là mã K2. 50 cân quay đầu chất mã K2, 300.000 này. K2 cho em vội nhé, 300.000 giúp em mã K2. Trời ơi, xinh chưa? Len hạt gạo cho em vội luôn này. Len hạt gạo cho em vội luôn nhá. Size cho em SM đều vừa. Size SM đều vừa, len hạt gạo cho em quá xinh. Cái này lên giảng cardigan cho em nhé, len nhung hạt gạo cho em ạ. Dưới 55 cân quay đầu, từ 45 đến dưới 55 cân giúp em nhá. 208, mã này là mã K37. Bản tác là chị K37 này. 280.000 mã K37 luôn ạ. 280k cho mã K37 giúp em nhá mọi người. Một cái màu trắng bên trong có lớp lót, cái này lúc đầu lai em mặc đây, em mặc cái này nó hơi bị chật một tí nhá mọi người. Mặc cái này bị chật một chút. Sao này cho em luôn nhá. K2 chị Thủy Vân. 40 cân đến 47-48 cân nhận, chiều cao khiêm tốn, chiều cao và cân nặng khiêm tốn, mặc size S, mặc size XS và size S nhỏ nhá, dưới tầm 47-48 cân thôi ạ. Dưới 47-48 cân giúp em nhận cái áo vàng và hồng treo đằng sau đi chị ơi. Áo vàng và áo hồng ok, vàng và hồng đúng không, nhiều lắm, để em lên cho. Mã C44 đi ạ, C44 cho em hồi nhá mọi người nhé, tay nhanh tay mà C44. Để các chị ơi, bỏ cái này ra kia chị, C44 cho em nhá. 300.000 với C44, xịn cực kỳ, cái đấy mặc đầu la đấy nhưng mà em mặc hơi bị chật. Có lấy rổ đấy mà không cần đâu, móc này cứ để ra ngoài đã được, sao tí nữa này thì phải rổ tí nữa, rỡ ra còn khó hơn. Xin chưa, lên dáng bomber đẹp nhở. C44 chị Nhật Nga. Size SM đều vừa, lên dáng bomber, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em nhở. 47-48 cân đến dưới 55 cân, họa tiết không bao giờ có cái thứ hai luôn. C10 cho em nhá, 300.000 thôi. C10 cho em hồi nhá, 300k mà C10. 300.000 chất mà C10 giúp em, màu quá đẹp luôn này. Chất bao xịn cho mọi người nhá. Em nhấn mạnh về chất rất xịn luôn, chị nào nhanh tay thì được. Size này cho em vốn đẹp nhất, chị nào cân nặng dưới 50 cân, xinh chưa? Etiquette cho em nhở, 50 cân quay đầu giúp em, size S và size S ạ. Size S và size S, 50 cân quay đầu, chiếc máy này là C11. C11 em lấy mọi người 300.000, quá đẹp luôn, nhìn thấy chị Hạnh xin hô rồi bảo gì ạ? Chị phố lên áo, đây đằng sau đi ạ. Áo đây đằng sau đợi tí em lên cho nhá. Cứ tập trung chốt những mấy cái mã mà em đang lên đi ạ. Giàng áo có mũ đây các chị này. Giàng áo có mũ cho em vốn nhá mọi người nhá. Size này chị nào cân nặng nên giá bomber, có mũ cho em đẹp chưa? Màu quá xinh luôn, chị nào cân nặng cho em size S mặc xinh này. 40 cân đến 52-53 cân đi ạ. Dưới 52-53 cân quay đầu giúp em nhé. 52-53 cân quay đầu, chất mã này cho em là mã C42. C42 cho em luôn nhanh tay. 300.000 vào C42. 300.000 vào C42, các chị ơi tặng mẹ, tặng chị gái, tặng người thân của mình này. Size này cho em luôn nha, xuất sắc chưa? Cái này các chị trên 50 tuổi mà rất sang. SM45 45 đến 55 cân quay đầu đi ạ. 45 cân đến 55 cân quay đầu giúp em vô nhá. 55 cân quay đầu giúp em. Mã C9 cho em nhá, 300.000 mã C9 á. 300k cho mã C9 nhá. Chốt cho cả C12 chị Lại Thanh.
Chúc tất cả khách mới khách cũ nhá em nhá. Có bác khách mới dạo này đang kiện lắm đấy nhá. Xem phố live bao nhiêu lâu mà không thể mua hàng được ở nhà phố luôn đấy. Epic Get Trend này 50 cân quay đầu, 40 cân đến dưới 50 cân giúp em nhá. Size S và size Get Trend 43 đến 50 cân là siêu đẹp luôn. 43 cân đến 50 cân đẹp nhở. Mà C25 đẹp được có xịn nữa chứ. 300.000 mà C25 mặc cái màu này mình test rất là. Ờ. À đây à, ok. Tiếp sử dụng luôn cho em mọi người nhá. Đây một con màu trắng đấy. Bên trong một lớp lót rất xịn luôn. Đẹp quá, mấy cái dáng mà kiểu thắt tai như này. Vâng thầy ơi, mã cái số điện thoại giúp em nhá. Mấy cái dáng này các chị đi bốt rất là ok luôn đấy. S9 nhá. C9. Chưa. Xinh xíu luôn. Các bác ơi, xinh xíu luôn. Đẹp không? Sao lại cho em nhá? Chị nào có cái nặng cho em vốn này. Đẹp nhất cho em dưới tầm 50 cân quay đầu đi ạ. 50 cân, sao đi các bác, 55 cân chứ. Hai size SM cho em nhá. 45 đến dưới 55 cân quay đầu giúp em mà A20 này. A20 cho em vội nhá, đỉnh của shop cho mà A20 đẹp cạn đời. Bên trong có lớp lót luôn. A20 300.000 ạ. 300k mà A20 giúp em nhá. Size 9 chị Xuân Thanh. Đây Xuân Thanh gửi em địa chỉ luôn ạ. Còn mấy cái màu đỏ, các chị chốt mấy cái màu đỏ cho em quá đẹp luôn. Màu đỏ lên dáng áo váy cho em vội nhá mọi người. Tông màu đỏ lên dáng áo váy giúp em nhá. Xinh chưa? Mấy cái dáng áo váy mặc vào thắt dây như này mọi người đi bốt rất là ok. Đây nơi lên cảm ơn chị cái sạc quá, sạc máy tính ấy. Sau này cho em luôn SM đều vừa này. Size S, size M đều vừa giúp em lên dáng áo váy quá đẹp luôn. Mặc tết 20 chị em ra. Mặc tết vào hoặc là chúng ta mặc kiểu Noel rất là ok luôn này, xinh nhỏ. Em đang gửi luôn địa chỉ cho em ạ. Lạnh này các chị mặc những cái tông màu này rất là trầm, rất là ấm luôn ấy mọi nhá. Hai size SM nhá, dưới 55 cân, 56 cân đều được C93. C93 cho em vừa nhá mọi người nhá. C93 giúp em đỉnh của chóp luôn. Chúc bạn C93 giúp em, đẹp tặng lời luôn. C93 giúp em luôn nhé mọi người nhá. Chúc nhanh vào C93, đấy mọi người 300.000. 300k mà C93. Chị Nhung Nhi ơi, nhà em làng sim mỗi mẫu chỉ có một chiếc, một size của nhà em like thôi ạ. Có một size thôi, có đúng một cái thôi mà, làm gì có cái thứ hai đâu. Trời ơi, xịn xò thế. Mã C25 ạ. Trời ơi, đẹp độc lạ luôn cho em nhé. C25 chị Yến. Sao này cho em dưới tầm 53-54 cân cho em này. Size S và size M nhỏ cho em này. Ôi các bác ơi, VIP luôn nhá. Size S, size M nhỏ cho em vội luôn nhá. Đấy mọi người 330 thôi. Chút mà C5. Nhà hàng chưa xấu hoàn em mà C5 nhá. 330 mà C5 bên trong một lớp lót rất xịn luôn. C5 cho em nhá. 330.000 và C5. 330 chút mà C5. Còn đúng một cái. C93 chị Linh Linh. Em mặc trên người thôi. Chứ không có cái em mặc trên người mà lại còn size khác đâu các chị nhá. Mỗi mẫu có đúng một cái. Và một line em sẽ line rất là nhiều sản phẩm lên em lên rất là nhanh. Nên là bác nào được chốt cái nào là lấy chắc chắn là cho em nhá. Em không bán hàng hủy xả đâu nên mọi người lấy cái nào là chắc cốp lấy cái đó. Suy nghĩ thật kỹ trước khi mua hàng. Chưa tin thì đừng mua nha. Và nào tin thì hãy mua hàng. Mua xong mai lại hủy xả thì mất công cả các chị thì xem em like rồi mất công cả em like nữa mọi người nhá. Chị Nguyễn Mát ơi. ML. Hôm qua chốt đơn nhà chị gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, hôm nay lại vào chốt tiếp ạ? Điện thoại chỉ dùng để live stream thôi, để xem live thôi chứ không, chứ điện thoại không để dùng để nhận hàng đúng không? Đúng không tình yêu? Hôm qua mới chốt đơn, sáng nay như thế nhà em nhắn tin thì không trả lời. Các bạn thì gọi thì cũng không trách máy hả? Không nghe máy hả? Vâng. Thế thì tối nay lại lên ai chốt. Thế ngày mai lại gọi điện không nghe và nhắn tin không trả lời. Báo ơi bà rảnh thế, có lấy hàng không? Em đứng chơi đùa nha mọi người nha, đứng chơi đùa nha. Em bán hàng nghiêm túc đấy các chị ơi. Nào size M, size L nhỏ đi ạ. Chị Trang Nguyễn ơi, check tin nhắn giúp em ạ. 52 cân để các chị 60 cân cho em nha. 52 cân để 60 cân giúp em. Ừ. Em bà chị ạ. Vâng. Chị em qua đặt hàng. Và chị sáng nay chị không trả lời tin nhắn nên tin em. 29 rồi chị ạ. Cẩn đơn. Hả? Đúng 29 rồi ạ. Ừ, chắc bận đấy. Ờ. Thế giờ chị cũng bận tiếp đi, chị bận mãi đi, chị đừng xem live nhá. Thế em không bán hàng như chị bận nữa. Không bán hàng cho các chị rảnh khi xem live và bận khi nhận hàng. Thế thì hàng hoàn đi lại hoàn về cho em nha. Bác ơi, bác bận thì bác đừng xem live của em, bác đừng mua hàng nhà em nha. Sau này cho em ML, bận thì mình thấy có cuộc gọi nhỡ thì mình phải gọi lại. Mình thấy có tin nhắn thì mình phải đếp tin nhắn mình trả lời chứ. Mình mua hàng online nhưng mà máy điện thoại của mình không online thì làm sao mà cấp nhà em giảm bán hàng được cho chị ơi. Có nhắn tin lại được mà cái kìa chị, mà có nhắn tin lại cái kìa em kìa. Chị hỏi là dồn được không, không các bạn ấy để cho dồn 2 ngày không thì dồn được gì. Các bạn ấy sáng nay muốn cho đi đơn thì gọi điện không nghe máy nhắn tin không trả lời luôn ạ. Chiều tối hôm qua. Vâng.
Tóm lại là chị mua hàng thì chị phải để ý điện thoại và phải check tin nhắn và nghe điện thoại để nhân viên nhà em có xem đơn, còn nếu không lấy xin phép mà không bán được hàng. Bác phải thông cảm như thế nhá. Dưới 58-59 cân đi ạ. Dưới 58-59 cân, lần sau nói cái gì thì phải nói đầy đủ như thế nhá. Đừng nói như kiểu mấy cái câu đầu thì là chị chuẩn bị, chị lại cho mà chơi chị ăn thế bây giờ đấy. Mà thế là thế từ em ra đấy. Chị Cúc Vũ ơi, đợt này bên Giao Hàng Tiết Kiệm nó hơi quá tải đơn ấy, chị chờ 1-2 hôm nữa, nếu mà không được thì em dục ra đơn nhé chị nhá. Ok. 58 cân quay đầu em rất thích cái này luôn. Mà K4 300 nghìn này. K4 300 nghìn thôi, đừng uống nước từ sáng. K4 300 nghìn. 300 nghìn mà K4 giúp em nhé mọi nha. Một em màu rất là xinh luôn. Một em màu siêu xinh luôn, SM đều vừa này. Size S, SM đều vừa giúp em nhé mọi nha, đẹp nhỉ. C17 không có. Các chị cứ không nên C17 đâu ấy nhỉ. Size S này. Nãy đến giờ cứ C17. 45 cân đến 55 cân giúp em, chị biết rồi. C17 là cái mã đầu like ấy. Chị cứ lạc vào mã áo nghỉ. Sao lại cho em nhá, 53-54 cân quay đầu. 53-54 cân quay đầu giúp em tiếp quá, chiều nay định lỡ mất cái like gì á. Phao của số. Thế á. Cuối tuần nhá. Lên ép nhỏ đi. Ok tình yêu. Cái này ép nhỏ bằng được đây này, dưới 51-52 cân cho em đây này, quá xinh luôn. 40 cân đến 52 cân như em thôi. 52 cân là maximum. Chốt má cho em là má S201 nha. S201 giúp em nhanh tay. 300.000 và S201 ạ. 300k chất má S201 giúp em rất đẹp. Ui. Đẹp nhờ. Nên giảm bomber cho em nhé. Đơn giản như các chị bằng với cái gì cũng xinh. Nhìn rất là khỏe khoắn luôn cho em. Etiquette đi ạ, 50 cân quay đầu. Bảo An đang xem live lấy luôn nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. S201 chị Thùy Vân. Dưới 50 cân giúp em nhé. 300.000 má cho em là má C8. C8 300.000 size etiquette dưới 50 cân. C8 300.000. Bảo An cho luôn. Bảo An nghĩ cái đấy xong thì hết hàng. C8 nhá, cực đẹp luôn. Em lên tiếp lông thỏ màu trắng này. Size cho em cái này size M cho em mặc đẹp nhá. Size cho em là cái này size M các bác nhá. Chị Đào Phong size M cho em phố này lấy luôn. Dưới 55-56 cân quay đầu. Dưới 55-56 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 55-56 cân quay đầu giúp em. Má cho em là má C4. C4 cho em phố nhá, 300.000 cho C4. Áo đẹp mặc lên người nó mới được đẹp như thế chứ chị. Size này cho em nhé, chị nào có cái nặng cho em nhé. Đẹp nhất cho em size M, L. 50 cân trở lên nha. 50 cân đến các chị đâu có cái nặng cho em. Cái này dưới tầm 58-59 cân quay đầu. 50 cân đến 58-59 cân giúp em nhé mọi người nhé. Dưới 58-59 cân chất mã K3. C8 chị Nguyễn Hảo. 300.000 mã K3. 300.000 chất mã K3 giúp em nhé. Màu kem be. Tông màu kem be giúp em, chị là size etiquette này. Dưới 50 cân quay đầu cho em mặc đẹp ạ. 40 cân đến dưới 50 cân nhá. Em mét 6 là em tay của nó sẽ bị ngắn ngắn. Chị nào chỉ có khiêm tốn mặc cái này xinh này. Chiều cao cân nặng đều khiêm tốn cho em nhá. 50 cân quay đầu giúp em. Dưới 50 cân má cho em khối là má T1 cho em nhá. 300.000 mã T1 ghi mã chị này. 300k cho mã T1 cho em nhá. 300.000 cho mã T1 giúp em. T1 300.000 giúp em luôn. Size này cho em luôn nhá. SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em ạ. Hai size SM đều vừa dưới cho em cái này đẹp nhất là 55 cân quay đầu thôi ạ. 47-46 cân đến 54-55 cân quay đầu giúp em tông màu xanh cho em nhá. 300.000 mã cho em nó C60. C60 giúp em nhé. 300k mà C60 luôn. Chị Mira ơi, mã cách số điện thoại giúp em ạ. C4. C4 chị Nhung Nhi. Lên giảm bomber. Lên giảm bomber SM etiquette chứ sao đi các bác. Dưới 50 cân. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. 40 cân đến dưới 50 cân mã cho em là mã C59. 40 cân đến 50 cân quay đầu mã C59. 300.000 mã C59 luôn. 300k chất mã C59 giúp em mặc đẹp nhá. C60 có. C60 chị Mai Quý. Nhung Nhi ơi, gửi em địa chỉ luôn nhá chị ơi. Size M, size L cho em phối nhá mọi người nhá. Size M, size L giúp em luôn này. Chị nào size M, size L lấy luôn cho em nhá. 50 cân trở lên đến 60 cân. 50 cân đến 60 cân. C4 300.000. 50 cân đến 60 cân giúp em chất mã C86. 50 cân đến 60 cân mã C86. 300.000 mã C86 ạ. 300k mà C86 giúp em nhỉ. A14 C86 300.000 giúp em. Không ạ. Chị Đặng Thảo ơi, mình chưa được chốt mã nào đâu nha chị nhá. Được chốt mã nào nhà em gửi tin nhắn, mã đó không được nhận tin nhắn, có nghĩa là không được chốt chị ạ. T1 có. T1 chị Milan. Milan cho em địa chỉ luôn ạ. Chị nhé. Dưới 50 cân quay đầu giúp em. Đẹp xuất sắc luôn. Dưới 50 cân quay đầu nhá. Size etiquette mà K56. K56 cho em nhá. Rồi đây ơi. Sau lưng. Đẹp ơi đẹp.
300.000 mã K56. Xe 86 chị Ngô Lê Hồng Hạnh. 300.000 mã K56 đúng không? K56 300.000 ạ. Màu cho em này. Đằng sau cho chị vẫn nhất là đằng sau dưới đấy này. Xe ta ML đi các bác ơi. Hạt tiền lên tay lên chị ơi. 55 đến 63 cân đi ạ. 55 cân đến 63 cân quay đầu giúp em nhá. 55 cân đến 63 cân chị là xe M, xe L. Mã trên là mã K57. Chị Vy Vy ơi, mã trên số điện thoại giúp em ạ. K57 giúp em nhá. Đây có mấy cái này nhấc lên cho chị trước đã. K57 300.000 giúp em. K57 300.000 giúp em nhá mọi người nhá. Cái này xe to này các chị ơi. Đây ML đi ạ. 55 cân đến 65 cân giúp em nhá. 55 cân đến 65 cân cái dáng này quá đỉnh luôn. Dáng kiểu dáng cardigan siêu phẩm luôn cho em này. 55 cân đến 65 cân giúp em. Ôi xinh thế. Và cái dáng rộng rộng thì yêu nhỉ. 55 cân đến 65 cân, 51 52 cân mặc như em mặc cái này này. Xuất sắc luôn cho em nha mọi người nhá. Nhanh tay 280 mã cho em là mã K39, bản tắc cho chị K39. 280.000 mã K39 đây. 256 chị Phạm Thảo. Quá xinh luôn. Úi giời. Chị Nhung Nhi ơi, Viu Tá nó không giao hàng buổi tối đâu chị ạ. Gì? Chị bảo là ngày chị đi làm không nghe được điện thoại xúc gọi cho chị vào buổi tối nhé. Viu Tá người ta không có giao hàng buổi tối đâu chị ơi. Viu Tá người ta làm sao mà người ta dùng buổi tối người ta cũng phải ở nhà với vợ với con, người ta cũng phải ở nhà với bố với mẹ chứ. Sao mà người ta đi làm cả đêm rồi các chị. Sao lại cho em nhá. XS cho em 40 cân đến 50 cân đỉnh chóp quả khuy chất lượng nhỉ. Sau này cho em chị nào cân nặng size XS cho em nhé. Lan Bùi lúc đầu thích cái màu trắng đấy cho mama này, rồi cái màu đen này này đẹp này. 50 cân quay đầu giúp em mà C mà K54 đi ạ. K54 giúp em nhá. 300.000 cực phẩm. K54 giúp em nhé. 300.000 mà K54. 300.000 mà K54 giúp em nhé. Tông màu xanh này các chị này. Tông màu xanh cho em một luôn nha. Sau này chị nào cân nặng cho em size XS này. Size S và size XS cho em nhé. 50 cân quay đầu. Size etiquette chị nào cân nặng từ 40 cân đến 48 49 cân đỉnh chóp luôn. 300.000 nhận hàng sướng mà K53. Chị Thoa Trần. K53 cho em nhé. 300.000 mà K53. K53 giúp em nha. 300.000 mà K53 giúp em luôn. Màu đen cho em đỉnh chưa? Em này cho em nhá. Nhỏ ơi chị thích cái màu đen này. Chất thân nó cất luôn, xịn cực kỳ nhá. 50 đã móc cân quay đầu, cái này các chị mặc với các cuốn jean cực đẹp. Mặc với các cuốn jean màu cực đẹp luôn. Sau này cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân nhận hàng trên số hoàn em nhá. Em này 330 K52 em dự bị K52 mặc với quần jean K52 cho em nhá. Để riêng K52 chị dự bị 330.000 mà K52. Rất nhiều áo len rồi nhưng mà nói thật với mọi người là quá đẹp. Đây cái dáng này là dáng em đẹp, đẹp mà đẹp lắm các chị ơi. Trần Hương ơi, muốn chốt cái nào thì chốt gửi địa chỉ cho em trước đã chị ơi. Có địa chỉ thì mới được cho tiếp chứ. Kể ô đây trắng này 48-58 cân luôn. 48 đến 58 cân. Trời ơi. 300.000 một cái áo vip như thế này, thừa sự xứng đáng luôn. K55, quan trọng là có nhanh tay hay không nha. K52 chị Chi Chi. K55 cho em nhá. 300.000 mà K55. Đẹp dã man. Ôi, quả áo xịn phò chưa? Em này thì bao xịn cho các chị luôn nhá. Lên dàn áo váy cho em nhá, size SM đều vừa, đẹp dã man. Size SM đều vừa giúp em, lên dàn áo váy cho em, đỉnh chóp chưa? Lên dàn áo váy cho em nhá, xinh thế. Size này cho em 55-56 cân quay đầu ạ. Dưới 55-56 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 56 cân quay đầu cho em, cực đẹp mọi người nhìn tay. Mã trên là mã C56 đẹp thế nhỉ? C56 các chị ơi, 300.000 mà C56 á. 300k chốt mã C56 giúp em mà đẹp luôn ạ. 300.000 mà C56 giúp em vừa nhá mọi người nhá. 300.000 mà C56. Chị Bông Bông ơi, sáng mai nhắn tin lại giúp em nhá. Ôi, một con màu trắng dáng dài nữa này các chị ơi. C56 chị Linh Nhi Nguyễn. Một con màu trắng dáng dài, hello Linh Nhi chị ơi. À, nhanh đi ạ, đẹp quá. 57-58 cân quay đầu giúp em. Một con này, đến đâu của em nhá. Hôm nay không có dáng dài đâu, có mấy con, bữa nào chút được xuống. 330 VIP luôn, mã trên là mã C45. C45 giúp em nhá. 330.000 mà C45. 330k chút mã C45 giúp em. Đẹp mã C45. Cuối tuần nhà em lên quần nhá chị ơi. Quần gì đấy? Bác đang hỏi quần gì đấy cuối tuần này về? Quần dạ.
Cuối tuần nhà em bị rất là nhiều quần, loại quần luôn, nhưng mà cuối tuần này sẽ có xong ít nhất là có quần dạ với quần đỉ nhá. Quần dạ, quần đỉ, quần nhung đều mai ngày kia là sẽ về hết cho mọi người luôn. Đang giặt xong hết rồi ạ. 55 cân quay đầu giúp em nhá. 55 57 cái này 57 58 cân được ạ. 50 cân để 58 cân quay đầu. Dưới 58 cân giúp em mà C33. Dưới 58 cân mà C33 giúp em nhá. C33 cho em vào luôn. Ui cái màu vàng 300.000 và C33 cái màu vàng đẹp này. Đỉnh cao sự xịn xò luôn. Xò. Chất lượng chứ chị Lệ. Úi giời. Ôi giời ơi. Mặc cái này vào xứng đáng có 10 người yêu các chị ơi. Chị Trang Nguyễn ơi, chị có nhận được tin nhắn của em không ạ? Chị để lại cái này mặc nhau. Em mới nhỉ. Dã man luôn. Có bác nào thích con vàng này không, để em để lại con vàng. Hơi bị xinh luôn chị ạ. Vàng chóe, vàng hơi bị đẹp luôn đấy. Quan trọng là các chị ơi, cái chất của con vàng này này, nước cắt phải gọi nó bằng cụ luôn. À bác nào thích thì lấy nhá, không thì em để lại mặc ạ. Các chị comment cho em mã này là VIP vàng. VIP vàng cho em vô luôn nhanh tay nhá mọi người nhá. 400.000 mà VIP vàng, chị nào thích thì lấy nhanh mà không mà nhanh tay, còn không lấy em để lại ngay luôn đấy ạ. Cân nặng bằng size bà vừa size cân nặng của em, size S với kép. Mờ nhỏ nghe bao trên được nhá. 52 cân nhưng các chị mặc size mờ nhỏ. Comment mã VIP vàng. VIP vàng cho em vô luôn nhanh tay 400.000. Tinh luôn nhá các chị nhá, mã này tinh luôn cho em. Nhá. VIP vàng thêm chữ CK ở đằng sau, chuyển khoản được luôn mà ngay. VIP vàng thêm chữ CK đằng sau thêm vô nhé mọi người nhá. Viết vàng và chuyển khoản được luôn. Đấy này. Rất là đẹp luôn. Em chỉ có quần giải Becky siêu nhiều luôn. Sau này cho em nhá, theo dõi page đi. Em like là em sẽ thông báo trước đấy. Cuối tuần là dễ sắp xong là em sẽ lên cho mọi người. Etiquette tiếp này. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em cho mã C53. 40 cân đến 50 cân quay đầu cho mã C53 giúp em mặc đẹp nhá. C53 em lấy mọi người 300.000 siêu phẩm. C53 giúp em nhé. 300k và C53 luôn. 300.000 và C53 giúp em rất là đẹp luôn ạ. Viết vàng cho chị Phượng Kít. Phượng Kít gửi luôn địa chỉ và chúng ta C53 giúp em nhé. 300.000 và C53 luôn. C53 300.000 ạ. Chị nhắn nhắn với chị Ngọc Đỗ Ngọc. Chịu. Cái gì á? Mình nhắn hai mã xong không thấy gọi gì. Chị nhắn hai mã khách đều chốt hết rồi. Ôi con này lông thỏ xịn nhá mọi người ơi. Con này là lông thỏ xịn nhá, mặc cảm giác lên người nó dặm nhá. Đây là lông thỏ cực xịn luôn cho em nhá. Các chị mặc áo dài tay vào nó sẽ không có cảm giác bị nhậm dặm như em mặc áo cộc tay. Rồi. Sau này cho em nhá. SM đều vừa lên dáng cardigan. Em này là lông thỏ cực kỳ xịn luôn. Cái lông của nó này mọi người. Cái cảm giác của em mặc cái áo của cái em này ấy, nếu mặc cái phần tay, tại vì em mặc áo sát nách mà nó sẽ bị nhậm dặm ở phần tay nhá mọi người. Mặc áo lên tăm cuối like mọi người mặc. Em mà ok được thì em sẽ lên tặng cho mọi người mấy chục cái áo lên tặng cho mọi người mặc ở bên trong nhá. Mã C37 cho em 208. C37 giúp em nhá. 208 mã C37. Được kéo. 208 mã C37. ba giây có số tài khoản luôn chưa? Đúng rồi chị ạ. Em đi ghét đi ạ. C37 chị Nguyễn Hạnh. 40 cân đến 48-49 cân đi ạ. 40 cân đến 48-49 cân giúp em. Chuyên mã C38. C38 bên trong có lớp lót nha. Chuyên mã C38 giúp em. 300.000 mà C38 á. 300k chuyên mã C38 giúp em mặc đẹp luôn. Sau này cho em cân nặng cho em cái này ép mặc xinh nha mọi người nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em nhá. Số 40 cân đến dưới 50 cân cho em mặc xinh. 40 đến dưới 50 cân mã cho em là mã C31. Size etiquette mà C31 dáng áo có mũ. 300.000 mà C31 luôn. 300k mà C31 cho em, xin chưa này các chị này. Sau này cho chị nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho bác nào có cân nặng size etiquette. C38 chị Thúy Thúy. Cái này size etiquette cho em nhá, 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em ạ. Dưới 50 cân quay đầu cho em mặc C35. 40 cân đến 50 cân mặc C35 size etiquette cho em nhá. 300.000 mặc C35. 300k chất mặc C35 giúp em luôn. Tông màu đen cho em nhá, chất lên quá tuyệt vời luôn. C31 chị Hoàng Trang. 48 đến 58 cân cho em nhá. Các chị yêu 58 cân quay đầu. 48 cân nhá, đến 58 cân quá xinh luôn. Cái này 50 cân đến 58 cân. 50 cân đến 58 59 cân giúp em màu đen.
gọn dáng, chất của nó quá đỉnh luôn. Mã K3 ở K27 đi ạ. K27 giúp em với nhá mọi người, nhanh tay. 300.000 mã K27 đúng không? 300.000 mã K27 giúp em nhá. Dáng áo này cực kỳ sang chảnh luôn. Sau này cho chị nào có cái nặng cho em nhá, dưới tầm 53-54 cân quay đầu. Xuất sắc. Bạn nào thích đi bốt, đi bốt cổ đùi, đi bốt chân, đi bốt đùi, đi bốt cổ đùi. Mặc cái áo này cho em rất là chất luôn nhá. Sau này cho em 55 cân quay đầu này, 55 cân quay đầu cho em quá tuyệt vời. Đứng bác nào vào qua cái này nhá, từ 48 đến 55 cân giúp em. Cài hết cả cái quy vào đây cho em nữa này. Đó, 48 đến 55 cân giúp em, lên dáng chấm hết luôn. Em vẫn lấy mọi người 300.000 và C55 nhá. C55 cho em sang chảnh. 300k cho mã C55 giúp em nhá. K27 chị Mi Phạm. Ba trăm nghìn và C55. C55 chị Linh Nhi Nguyễn. Đấy đẹp lắm, bác Linh Nhi ạ. Đây cái dáng nó rất là xuất sắc luôn đấy. Đây chị nào thích kiểu mặc nhẹ nhàng, khoác nhẹ nhàng là cái này cho em này. Sau này cho em phố luôn nhá, 40 cân đến 50 cân quay đầu sẽ etiquette. Xinh nhỏ, nhẹ nhàng xinh xắn luôn. 40 cân đến 50 cân quay đầu. Lên giảng ngắn cho em size etiquette này. Lên giảng ngắn size etiquette giúp em chất K30. K30 giúp em nhé, 300.000 và K30 ạ. 300k chất mã K30 giúp em. Sau này ơi, chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa này. Size cho em dưới tầm 54-55 cân quay đầu. 54-55 cân quay đầu giúp em. Dưới 54-55 cân quay đầu giúp em nhá. Mã cho em là mã K31. K31 cho em luôn này mọi người này. Chất mã K31 cho em 300.000 mã K31 luôn. 300k chất mã K31 giúp em nhá. K30 chị Đoàn Thị Phượng. Màu xanh cho em luôn, màu này quá xinh. 50-52 cân quay đầu như em. 45 cân đến 52 cân ạ. 45 cân nhá, đến 52 cân quay đầu giúp em. Dưới 52 cân mã cho em là K23. K23 giúp em nhá, 300.000 mã K23. 300.000 mã K23 giúp em. Tông màu đen trắng cái này rất là xinh luôn này mọi người này. Tông màu đen trắng cho em nhé, SM đều vừa. Lên dáng cardigan. Lên dáng cardigan size SM đều vừa giúp em luôn. Cái dáng này đẹp này. Màu đen trắng là màu em rất thích luôn. Cứ hai size SM các chị mặc auto đẹp cho em nhé. 290, mã cho em vốn là mã K14 á. K14 cho em nhá. 290.000 mã K14. 290k mã K14. Sau này cho em, chị nào có cân nặng cho em cái này nhá. Trả lời chị như thế nào? Lát này em lên mã xong nhá chị ơi. Cần đọc lên tao mệt mỏi thật đấy đó. Tao như kiểu một bản năng ấy. K31 chị Nhi Nguyễn. À, tiếp tục cho em này. Sau này cho em, chị nào cân nặng SM đều vừa, size S, size M đều vừa giúp em. Mã cho em là mã C85 cho em nhá. C85 cho em luôn. 55 cân quay đầu mà C85. 300.000 mà C85 ạ. 300k cho mã C85 giúp em luôn nha. Sau này cho em này, etiquette cho em rằng áo váy này. Chị Đinh Thị Ngân ơi, nhà em làng si mỗi mã chỉ có một chiếc, chị phố nhà em like thôi ạ. Một size thứ hai. Không có size thứ hai đâu nên là phải có một cái mà xin người thôi. Etiquette này, 40 cân này 47, 48 cân thôi nhá. 40 cân này 47, 48 cân giúp em. C85 chị Tiên Phương. H15 cho em nhá. Hello tình yêu. H15 cho em luôn. 300.000 mà H15 ạ. 300k chất mà H15 giúp em. Quá tuyệt vời. Màu đỏ tiếp này. Chị nào thích là nào có mũ. Size gì? Mở. Vừa. Chị Đinh Thị Ngân lấy size lấy K31 thì comment số điện thoại giúp em nhá. Sau này cho em này. Sau này đánh mất cho em cân nặng dưới tầm 52-53 cân là S và M nhỏ. S và M nhỏ giúp em nhé mọi người nhá. Size S và size M nhỏ giúp em. Mã trên là mã T16. T16 cho em vốn luôn những tay 300.000 cho T16. 300k cho mã T16 giúp em nhé. Một em lông thỏ này mọi người này. Một em lông thỏ cho em nhé mọi người nhá. Sau này cho em size etiquette cho em. Size etiquette cho em dưới 50 cân quay đầu. 40 cân dưới 50 cân quay đầu giúp em. Lông thỏ xịn. Mã trên là mã C3. T16 chị Tiên Phương. C3 giúp em nhỉ, 280 ở C3. Chị Thi Sĩ ơi, nhìn tay lên chị ơi. Size này cho em luôn, SM đều vừa này. Size SM đều vừa, 48 đến dưới 56-57 cân quay đầu. 48 cân nhá, đến dưới 56-57 cân quay đầu giúp em. Dưới 56-57 cân cho đây, mã này là mã C24. C24 giúp em nhá, 300.000 mã C24. 300.000 mã C24 giúp em luôn nhá. C24, 300.000 giúp em. Sau này chị nào có cân nặng cho em, đẹp chưa các bác, ôi. Sau này cho chị nào có cân nặng cho em, SM đều vừa nhá. Size SM đều vừa giúp em, M này dưới tầm 53-54 cân quay đầu. Đẹp xuất sắc.
45 đến dưới 53 cân, mã C71 cho em nhé. 300.000 với C71 luôn. 300k chắc mã C71. C24 chị Phương Nguyên. Bác nào thích kiểu mặc nhẹ nhàng, mặc kiểu nhẹ nhàng là cái này cho em quá xinh luôn. Kiểu nhẹ nhàng xinh xắn cho em cái này luôn. Size này cho em nhé, chị nào có cân nặng cho em này. S mặc xinh cho em nhỉ. C71 chị Hoàng Thi Sĩ. SM điện màu rất là nhẹ nhàng luôn. Kiểu dáng của nó, chất lên của nó cũng nhẹ nhàng nha mọi người nha. 250, mã cho em là mã C63. C63 giúp em nha. 250 cứ SM đều vừa mã C63. 250 cho mã C63 giúp em luôn. Kem be cho em nhá. Tông màu kem be cho em vốn luôn này. Chị nào có cân nặng cho em cái này nha. Đẹp nhất dưới tầm 55 cân quay đầu. 54-55 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 54-55 cân quay đầu cho em luôn. Mã cho em là mã A15. 54-55 cân quay đầu chất mã A15 cho em nhé. 300.000 mã A15. 300k chất mã A15 giúp em. Khách hàng lên cho chị đây thôi. C63 chị Ngọc Khánh Hương. Sao này cho em, chị nào có cân nặng cho em size S mặc xinh này. Mười nhỏ dưới 52 cân đi ạ. 51-52 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã C70. C70 cho em nhé. 300.000 mã C70. Ừ. 300.000 mã C70 giúp em luôn. Chị Thọ Phùng có 500 like nhà em không chị ơi, gửi địa chỉ luôn giúp em ạ. Sao này cho em dưới tầm 54-55 cân quay đầu. 54-55 cân quay đầu giúp em nhỉ. Dưới 54-55 cân quay đầu cho em vô luôn. Mã cho em là mã C75. C70 chị Mai Quý. C75 giúp em nhé. 300.000 và C75 ạ. 300k cho mã C75 giúp em luôn nhỉ. C75 300.000 giúp em. Màu trắng nó kem này các chị này. S và M nhỏ cho em này. Size S, size M nhỏ giúp em màu đẹp luôn nhá. Size S, size M nhỏ 50 cân quay đầu giúp em. Cái này là mã C3. C3 cho em luôn những tay. 290 cho C3. 290.000 cho C3 giúp em luôn. A15 chị Bùi An. Bùi An gửi em địa chỉ luôn ạ. Màu siêu tây luôn cho em nhé. Chị nào có cân nặng dưới tầm 55 cân quay đầu. 54-55 cân quay đầu ạ. Từ 48 đến 55 cân. 48 đến 55 cân giúp em nhé. 48 đến 55 cân cho mã 14. Chị Nhung Nguyễn. Mã 14 giúp em nhé. 290 mã 14. 290k cho mã 14 giúp em luôn. Mã 14, 290. Màu đen cho em này. Dáng dài, trứng mông một chút nhá. Sau này cho em dưới tầm 57-58 cân quay đầu. 50 cân đến 58 cân đi ạ. 50 đến 58 cân giúp em. Mã E5 cho em nhá, 300.000 ạ. E5 cho em vô nhá. 300k cho mã E5. 300.000 cho mã E5 giúp em. Mã thích kẻ kẻ cho em nhá. Lên dáng bomber. 55 cân quay đầu cho em nhá. 55 cân quay đầu giúp em nhá. 55 cân quay đầu cho mã Q11. Q11 giúp em nhé. 55 cân quay đầu chất mã Q11 cho em. Đỉnh của chóp mã Q11. Bắt đầu nhanh tay chất mã Q11 cho em. 300.000. 300.000 mã Q11 ạ. 300k chất mã Q11. E5 chị Vi Phạm. Sàng chưa ép đi ghép các chị ơi. 50 cân quay đầu. Chị nào mua tặng người thân cũng được. Cái này mà chung chung tuổi nhá. Trên 45-50 tuổi mặc rất đẹp luôn. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 đến dưới 50 cân mà C97. C97 cho em vô nhé. 300.000 mã C97. 300k cho mã C97 giúp em luôn. 300.000 mã C97 giúp em mọi người nhá. Sao tay lỡ này, cái chị này xinh chưa? Họ rất đẹp luôn. Size SM đều vừa, 45 đến dưới 55 cân quay đầu. 45 cân nhá, đến dưới 55 cân quay đầu giúp em luôn. Mã cho em vô luôn là mã S1. S1 cho em nhá. 270.000 cho mã S1 luôn. Q11 chị Vân ạ. 270 cho mã S1 cho em. Trời ơi cái này. C97 chị Vui Nguyễn. Chất của nó quá xịn luôn. Chị nào form size cho em vô này. Em gửi lên địa chỉ cho em ạ. Sao này cho em luôn nhá. 53 cân, 54 cân quay đầu. 45 đến dưới 53, 54 cân. Chất mã Q16. Q16 cho em vốn luôn nhanh tay chất mã Q16. 280.000 mà Q16 á. Ủa cái đen này chất lượng chưa? Cái đen này siêu chất lượng luôn cho em nhé mọi nhá. Chị nào xem ML. Size M, size L giúp em nhá. Size M, size L cho em mặc đẹp này. S1 chị Đoàn Thính Phương. Size M, size L nhỏ cho em nhá. 50 cân đến các chị yêu 58 cân. 50 cân đến 58 cân quay đầu chất xịn cực kỳ. Mã 161, 300.000 bên trong có lớp lót nhỉ. 161 cho em nhá. 300k chất mã 161 ạ. 300.000 mã 161 giúp em nhá. 300.000 mã 161 giúp em. Sao này cho em luôn nhá. Chị nào có cân nặng cho em này. SM đều vừa, 55-56 cân quay đầu. 55 cân, 56 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã C46. 300.000 mã C46 luôn này. 300k cho mã C46 giúp em nhé mọi người nhá. C46 cho em 300.000. 161 chị Nguyễn Hà.
Cô ơi lên cái đây đằng sau đi. Lát nhà em lên nha chị Tiên Phương ơi. Lên cho bà chốt xong rồi bà đi ngủ đúng không? No. Em lại cho em đẹp nhất cho em 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em. C46 chị Vân Anh. Đừng có ngủ khi em còn thức. 50 cân quay đầu mã C mã S73. 50 cân quay đầu chiếc mã S73 giúp em nhá. S73 cho em vô luôn nhá. Lên tay, đi lên nhưng mà thôi lại không lên. S73 300.000 giúp em. Sao hỏi phải dỗ ấy. Đừng có dỗ nữa chả. Cầm. Đừng cầm, cầm người ta đuổi việc. Nhà này giờ nó còn tuyển cái người cầm nữa. Chút đơn là tín hiệu. Ôi, sang chảnh chưa? Đẹp nhờ. SXS cho em nhé, 40 cân đến 50 cân quay đầu. Mai còn dậy làm hàng sớm kệ bà. Tôi cũng làm cả ngày. S73 chị Mai Thu Hường. Chị còn làm đến 3-4 giờ sáng cơ chị ạ. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Chiếc máy này là K50. Mai Thu Hường. K50 300.000. K50 300.000. S73 chị Mai Thu Hường. Mai Thu Hường gửi cho em địa chỉ luôn ạ. Màu đen cho em này. Một em lông thỏ nha mọi người nhá. Một em lông thỏ lên dáng cardigan. Chị là size to ML. Size to ML giúp em bằng đẹp nhá. Size M, size L cho em các chị ơi. 52 cân đến 60 cân cho em. Xuất sắc. 52 cân đến 60 cân mà K60. K60 giúp em nhá. 208. Trần Lan Dung ơi, ca live farm của tối hôm qua và trưa nay nhà em kết thúc rồi ạ. Ca live này chỉ có lông thỏ thôi ạ. Tối nay chỉ có khoác lông thỏ thôi. Phao tối hôm qua và trưa nay rồi. Cuối tuần này em về được chủ nhật, khả năng em về được phao tiếp cho mọi người đấy. Chủ nhật về được phao rằng là biết cho em mọi người. Sao này cho em nhé mọi người nhé. Sao này đẹp nhất chị nào cái nào SM đều vừa. 55-57 cân quay đầu thoải mái á. 55-57 cân quay đầu giúp em mà K48. K48 cho em nhé. 300.000 mà K48. K48 300.000. Linh nó không biết nó bảo là truyền tuần này nó về hay là tuần sau ấy nhỉ? Tuần này ạ. Tuần này luôn hả? À, mà tối mai nó về đúng không nhỉ? Hôm nay cho chị con đỉnh nha. Tối mai lại chạy. Ok, chị Cúc Vũ luôn. Nhờ, yeah. Đúng không? Mà có đỉnh đèn mặc cho chị rồi. Sao xoắn nhờ. Nếu em có đỉnh đèn mặc cho chị. Lệ cứ để sẵn chỗ nào cần trước hồi sau. Cho chị con đẹp đỉnh nhé, chị đợi đến cùng. Ơi. Chị Cúc Vũ đang bảo hôm nay cho chị con đẹp đỉnh nhé, chị đợi đến cùng. 55 cân quay đầu giúp em. 55 cân quay đầu giúp em nhá. Cái này 53 cân đẹp nhất ạ. 53 cân quay đầu. Bây giờ chị đi ngủ một giấc xong rồi tí chị và chị sang đến cùng với em đúng không? Phao dài phải để đến tuần sau nhá chị ơi. Sao phao dài phao ngắn để đến một là cùng chủ nhật, hai là đầu tuần nhá chị ơi. Phải chờ giặt lá giặt xong, tối qua vừa like trên anh vừa like rồi làm sao mà còn nữa. Sao lại cho em nhá. 50-52 cân quay đầu. 45 cân đến 52 cân giúp em. Má trên là má C 58 300.000. C58 300.000, chị Cúc Vũ đúng kiểu như kiểu câu béo hay đọc với nhà. Hơi tí đọc sau rồi đọc hơi sớm. Lên dáng cardigan đi. Lên con treo trong góc chị. Màu gì chị ơi, trong góc nhiều con lắm. C58 chị Kim Oanh. Sau này cho em lên dáng cardigan cho em này. SM đều vừa cho em lông thỏ nhá. Lông thỏ cardigan SM đều vừa cho em. Má này là 305. Má 05 cho em nhá. 250 chất mã 05. 250 chất mã 05 giúp em. Chị là thích tông màu xanh này. Màu đen này. Vẫn là con đấy không? Ở dưới á. Sao em ở con đấy? À đây. Chị Lục Linh. Yep. Soi sợ thật đấy. Bà có dùng kính hiển vi và soi không đấy? SM đều vừa cho em này. 48 đến 56 cân cho em bằng đẹp này. 48 cân đến 56 cân giúp em nhá. Áo đào đằng sau đi ok chị. 48 đến 56 cân quay đầu này. Dưới 56-57 cân quay đầu giúp em. Chất máu Q7. Q7 cho em hồn luôn nhá. 300.000 máu Q7. Đây, lên cho bác nào một cái đỏ nhá. Có hai cái đỏ, lên cho một cái đỏ trước. Chị ạ. Ơi. Chị Trang Nguyễn hôm trước mua một cái áo bên nhà mình nha chị. Lốt bé tí xong rồi chị zoom màn hình thật to vào. Chạm vào cho nó cái lỗ đây thật to chị ạ. Sao này cho em. Chiều nay bọn em cười gần chết. Sao này cho em. Vừa chứ nhiều khi tao chết cao bọn mày tao cũng cười còn chết theo chúng mày. Chúng tao thôi. Tao chết cao xong rồi tự dung ngủ ấy.
Sao lại cho em nhé, 55 cân, 53 cân. Chị Đường toán mã cách số điện thoại giúp em ạ. 45, 43 cân đến 53 cân quay đầu giúp em nhé. Dưới 52, 53 cân trước mã C7. 300 nghìn mã C7. 300k mã C7 giúp em nhé. Thực phẩm này các chị ơi, thật chưa? Xuất xuất sắc cho em nhỉ? Các chị khách mời mã cách số điện thoại nhé, chị Lương Toán ơi. Ôi, sang chưa? 53, 54 cân quay đầu cho em, chất đỉnh chóp cho em. Rồi, 45 cân đến các chị dưới 53, 54 cân ạ. 45 cân đến 53, 54 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã C79. Chất thích chất fan nhà em Phú không mua được cũng vui. C79 cái gì ạ? C79, 300 nghìn ạ. 300 nghìn mà C79. Chị Cúc à? Đều với mình thấy người khác hỏi lên ngay, mình hỏi thì không bao giờ lên. Ôi. Ôi, tại vì là mình thích thì mình thích mình phải làm mình mà. Lương toán gửi em với chị luôn ạ. FDF các chị ơi, 50 cân quay đầu nhá. Em 52 cân em on chain được size này. FDF 52 cân quay đầu. Size S với cái cho em nhá, mờ nhỏ nha em on chain được ạ. Em tư vấn mặc đẹp từ 43 đến dưới 50 cân. 43 đến dưới 50 cân cho em cực phẩm. Cái này là mã C23 cho em nhá. 320 C23. 320 nghìn mã C23. Mã cách số điện thoại giúp em ạ. C7 có không? Mã cách số điện thoại là được trước đơn nhá mọi người nhá. C7 khác C79 đúng không? Đúng, đúng chuẩn luôn. C7 chị Ngoan Yến. Size này cho em hết rồi chị ạ. Hai size S M đều vừa giúp em. Hai size S M đều vừa cho em rồi nhá mọi người nhá. S và M đều vừa cho em luôn. Chị nào nhanh tay được cho em này. S M xinh thế. Mã cho em là mã Q28. Q28 cho em nhá. 300 nghìn mã Q28. Mùng 2 tháng 1 năm 2023. Có quà Mizi hả? Ủa đâu chị? Trên vòng tràng. Nếu ngoan ta xem xét từ dưới này hôm nay ta đặt cái tên. Ây xây ấy. Ngoan. C79 Sana. Hôm trước đã trượt một phát rồi. Cái gì á? Em mà chị đã lại gọi tất cả mọi người đi tiếp. Mai xuống dưới phòng chữ đơn kể to lên như thế nhá. Kể to vào nhá. Chị ơi, đừng nói trên này chị ạ. Sao lại cho em luôn nhá. Chị nào phong sai to, nếu nào thích đi thì lộp tiền, đóng góp tiền. Nếu nào tối nào thì gõ trên like ấy. Sao này che nhá, chị nào farm sao che cái này M và L cho em đi. C23 chị Lệ Thủy. 50 cân Lệ đến 50 em địa chỉ ạ. 50 cân đến 58 cân dáng lốp tốp cho em quá xinh ạ. Dáng lốp tốp cho em vô nhá. Mã trên là mã Q17 300 nghìn ạ. Q17 giúp em nhá, 300 nghìn size M mã Q17. 300k trước mã Q17. Hôm nào tôi sẽ thấy hiện lên Phương Anh này, rồi hiện lên là Huyền này. Rồi thì có một Thanh Huyền mới là chưa thể hiện lên. Thanh Huyền mới suốt chị ạ. À đây xin em kết bạn với chị lên nào. Bà nào chưa gửi địa chỉ. Sao đây cho em size M, size L nhỏ này. M và L cho em nhá. À, để ý kèm đơn của Ngọc vào nhá. M và L nhỏ cho em nhá. 52 cân đến 58, 59 cân và C77. C77 giúp em nhá. Chất của nó bên trong lót lót cũng xịn luôn. 300 nghìn và C77. 300k mà C77 giúp em nhá. Em làm đơn mà chị rút như cây sấy. Có mà run, mày run quá. Thật chị, chiều nay em hỏi nó liên tục cơ chị ạ. Size cho em này, size chuẩn M. 50 cân đến 56 cân năm quay đầu. 50 cân đến 56 cân quay đầu giúp em cái gì? Sao? C77 chị Ngô Lê Hồng Mai. Nhưng mà lại mặc áo cộc thì kia. Với cả cái quần kia ngắn quá chị ơi. Em pháo, phát cho em pháo đi rồi. Mang lên cho có cái quần nào ngắn ngắn nhặt một loạt đi cho cô Thủy gửi về cho em pháo nhá. Em pháo tao lạnh lắm. Xong rồi là hôm nay mẹ mua một loạt quần mới cho năm nay ngắn hết rồi. Toàn cởi chuồng đi ngoài đây. Sao lại cho em luôn? Áo dài đâu? Áo dài tay mỏng mỏng đâu hết rồi. Mà mặc áo gọc cái kia. 55 56 cân quay đầu giúp em. 55 56 cân quay đầu giúp mã này là mã C46. C46 cho em nhá. 300.000 mã C46 á. 300k trước mã C46 giúp em luôn. Size này cho em luôn này. Chị nào có cái nặng size to ML đi ạ. Size to ML chắc hai chị kia bắt nạt đúng không? Hai chị kia bắt nạt đúng không? Đúng. Đấy là bắt nạt con trai của mẹ nào. Đấy luôn. Này size to rồi các chị ơi, size L. Em có chị tiền. Chị ơi, chị nào cũng thích con trai chị ạ. Hello Ngọc Jenny. Đâu, vào đây. Nào, đứa nào lại trêu con trai tao nào. Hả? Mặt kiểu rất là. À được chưa? Nó bắt nạt em đúng không? Ôi dồi ôi. Chị là đâu chị con trai? Lại chị đang đổ. Nó bắt đàn con đúng không? Lại. Ăn mặc kiểu gì con đang có lạnh đấy, mai ho đấy nhá. Chị cài, à quên đi chị cài. Nhớ đóng cái cửa sổ ở trên tầng vào nhá, không lạnh đấy nhá.
Thằng con dài cô mới sợ chứ. Thằng con dài cô. Chị Linh bảo con ngáo chị xuống, hôm nay ngồi chị con xuống, hôm nay ngồi đây. Mày biết sao chưa? Đấy, nghe lời chị thế còn gì nữa. Ngon thế còn lại. Ngon thế còn gì nữa? Lên ngủ đi. Đấy, quát đuôi người ta xỉ. Đuôi đuôi xỉ luôn á. Chị cho em bột sữa Milo, sữa bột đi nhá. Bột sữa Milo hay sữa bột bà chị bao đâu nhá. Đuổi là đi luôn. Đuổi là đi luôn, bảo xuống bảo la thì xuống luôn. Xa lờ cho em nhá. Size L cho em, các chị ơi, cái này size L cho em rất là đẹp luôn này. Chị nào có cân nặng cho em cái này đẹp nhất là 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu giúp em mã K17 này. 60 cân quay đầu trước mã K17, cái này size L nhá, cuối M và L. Mã cho em là mã K17, em thấy mọi người cái này 300.000 thôi, cái này chất lượng cực kỳ luôn đấy. K17 cho em nha. 300.000 chốt mã K17 giúp em, rất là đẹp. K17 300k. Gì? Lên gì xì đấy. Màu xanh cho em nhá, bên trong lớp lót rất là xịn luôn. À, nào mai dậy sớm cho bọn trẻ con đi chơi tí được nhỉ? Thế nào? Chị hứa trước rồi bọn kiến cái phần ăn. Không, chị không đâu, chị có dạy gì mà chị hứa trước. Nói thì nó nhèo nhèo ấy. Tốt nhất là chị dậy được thì chị mới nói, thì chị mà dậy được thì chị nhấc đít đứng lên đi luôn, chứ còn chị không hứa trước rồi mai chị không ngủ được với chúng nó. Mà cái là dậy từ 8 giờ đi học, không phải dậy từ 6 giờ. Sao lại chơi màu xanh đẹp nhỉ? Đây bác nào thích màu xanh, 58 cân quay đầu giúp em nhá. 58 cân quay đầu các chị yêu nhìn tay. 57-58 cân quay đầu chốt mã lên trên là mã K28. 57-58 cân. 57-58 cân mà K28 cho em nhá. 300.000 mà K28 á. Có nhà em lấy hết mà chị ơi. Trời ơi, cái nào cũng lên, cái bình tĩnh. Bình tĩnh. Mua hàng nhà em vô chỉ vực cần. Các chị chỉ cần là kiên trì thôi. Size M cho em mặc đẹp này. Xinh chưa? 50 cân đến dưới 55 cân cho em mặc xinh nhá. 48 cân được ạ. 48 đến 55 cân quay đầu chốt mã này là mã V1 cho em nhé, 300.000 cực phẩm. V1 cho em nhé, 300k chốt mã V1. 300.000 chốt mã V1 giúp em luôn. Chị Lương Toán ơi, ok chị. Thế nhỉ, lông lông tần lông. Chị Lương Toán ơi, ok chị. K28 chị Lương Toán. Đang định gào bóng cho mình chắc thấy chị gửi địa chỉ rồi. Xinh đấy, màu trắng kem này. Tông màu trắng kem Lương cho Toán em xinh đẹp. Lương Toán thích nhắn giúp em nha. Xinh thế nhỉ? V1 54-55 cân quay đầu. V1 chị Nguyễn Hà. 54-55 cân quay đầu cho em nhé. Từ 15 ấm, ấm và đẹp cực kỳ luôn ạ. Ấm và đẹp cực kỳ luôn. Trước mặt C50 nhá. C50 giúp em 300.000 đỉnh chóp. C50 300.000. Con là đóng cái cửa cái bàn nó không hút gió nữa. Ấm nhỉ? Nóng ạ. Cho chị ý. Mày cũng nóng rồi mẹ. Em không nóng, chị hát chị ơi, em chịu thế này à? Ôi thế, có một cái ổ của mày như thế là nó ấm rồi, béo ạ. Kép nóng này, à, chuyện này mà mày kép mặc trong mặc ngoài sữa. Ôi trời ơi, em bút hết chân tay, em vừa mặc 55 cân quay đầu. 55-56 cân quay đầu giúp em nhé, phù như tiên con đen cạnh con kẻ trên cá. Đi em, con đen cạnh con gì? Chị lại thay bảo con đen, đây à? Con đen cạnh con gì? Lệ đọc comment của chị bác lại thanh bảo cái gì đấy? Con đen cạnh con kệ. Đây đúng. Ôi. Không? Nó chỉ bị con này con vào đầu ấy. Không tìm gì cho hại não. 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em nhá. 48 đến 55 cân mà C51 cho em nhá. C51 giúp em luôn. 300.000 mà C51. Nào, ưu tiên. Ưu tiên nhưng mà không được đi ngủ đâu đấy. Em đi tiên xong các chị toàn bỏ em, các chị đi ngủ. Ôi dồi ôi, xịn chưa? Ôi giời ơi, là ôi giời ơi. Xịn cực kỳ luôn. Sao đây cho em nhá, S và M đều vừa cho em. 48 đến 55 cân quay đầu. 48 đến 55 cân quay đầu giúp em nhá, xuất sắc. Mã C49, 350, tuyệt vời. C49 cho em nhá, 350 chiếc mã C49 á. 350 chiếc mã C49. Em đi ngủ nào. Không, sau này cho em luôn nhé, chị nào cái nặng 55 cân quay đầu. 55-57 cân quay đầu giúp em ạ. 55-57 cân quay đầu giúp em nhá. 55-57 cân và C87 cho em nhá. 300.000 và C87. 300k và C87 ạ. C49 chị lại thanh hỏi với em nhá. Vâng ạ.
cái đi ghét cho em này. 40 cân đến 50 cân qua đây đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50-51 cân cho em đều vừa nhá. Dưới 50-51 cân giúp em. Mã K20 cho em nhá. K20 290 nhá. K20 giúp em nhá. Xe 49 chị Hoài Kim. K20 290k giúp em. Ok chị. Màu đỏ dáng dài trứng bông này. Chị nào dưới 57-58 cân quay đầu. 57-58 cân quay đầu giúp em nhá mọi người nhá. 52-58 cân là rất là đẹp. 52-58 cân bao ấm luôn ạ. Và T19 cho em nhá. T19 cho em vô lên tay các chị ơi. Siêu đẹp luôn. 300.000 mã. T19 ạ. 300k mà T19 giúp em luôn. Sau này nha chị nào có cái nặng cho em size M nhá. Size chuẩn đét size M cho em mặc đẹp luôn. Cái này đây. Cái xe kia đem cầm giấy tờ xe của anh Thành à? Vâng. À, về cầm đưa cho anh. Vâng. Tính cho anh bán hay sao? Anh hỏi là chúng mày có đi đến xe đấy nữa không? À không. Nhà đang thừa xe thì không đi đến xe. Ờ. Thế thì anh bán mà ok. Thì mày bảo đặt về chỗ nhà anh bảo đấy. À, đang để trên nhà rồi gì? Để móng bên đây cho anh đi. Ờ. 55 cân quay đầu này các chị ơi, con này cực xịn nhá mọi người nhá. Bên trong có lớp lót rất xịn nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Bạn nào thích màu xanh thì bỏ qua con này luôn, size chuẩn M. 55-56 cân quay đầu, đỉnh nhờ. 300.000 giá chất lượng K7. Chị nào nhận được hàng K7 feedback cho em nhá. 300.000 mã áo mã K7 cho em cầm kéo. Xứng tay. K7 giúp em luôn, 300k cho mã K7. Size này cho em, chị nào có cái nặng cho em. T19 chị Ngọc Khánh Phương. S, M đều vừa. Size S, M đều vừa giúp em nhá. Hai size S, M đều vừa giúp em luôn. 55-56 cân quay đầu. Lại cà phê đâu đấy? 55-56 cân. Cái nhà bên cạnh đúng không? 55-56 cân quay đầu giúp em. Dưới 55-56 cân mã M20 cho em nhá. M20 208. Thơm thế. M20 208. Nhà mình có làm tóc không nhỉ? Không ạ. Thôi chị ạ. Vui có chừng dừng đúng lúc. Mai lại dưới kia con hàng. Ờ chị biết rồi. Cắt tiếng cắt ra cái chị nhá. Thủy Đỗ gửi luôn em đấy chị ạ. Cắt thôi, không phải rũ đâu em, xong rồi em nghỉ sớm hôm nay mệt rồi. Lưu ý giúp em này, chị Phố nhà em tư vấn sai số chuẩn trên like rồi, mình vừa mình ưng mình mới chốt ạ. Thế cho nên là các chị mai các bạn làm đơn sẽ tư vấn xem lại giúp các chị nhá. Bây giờ em không nhớ mã nào đâu, đừng hỏi em. Chị Lương Toán ơi, mình là khách mới chốt được 2 mã. Ok. Lương Toán mã sao nhiêu tiên nha. Nào. Tiếp tục nha mọi người nha. 40 cân đến 50 cân cho em, cái này là giảng áo khoác choàng này. 50 cân quay đầu giúp em nhá. 280 chất mã Q52. 280.000 mã Q52 màu đỏ nha mọi người nhá. Q52 cho em nhá. 280k mã Q52. Tông màu kem be cho em này mọi người này. Bên trong có lớp lót rất xịn mọi người nhá. Ấm lắm mọi người ơi. Tông thỏ nhà em là vừa đẹp vừa ấm luôn, vừa thời trang còn vừa ấm. Ui cái cổ xinh chưa? Sau này cho em chị nào có cân nặng dưới tầm 52-53 cân quay đầu, cổ xuất sắc chưa? 45 cân đến 52 cân cho em mặc đẹp size S và M nhỏ nha em này. Size S mặc đẹp nha các chị ơi, các chị cứ size S mặc đẹp cho em, M nhỏ nha em bon cho em được mà T23. T23 cho em luôn 300.000 nữa. T23 giúp chị em nhỉ. Nguyễn ơi gửi luôn cho em 300.000 để được chốt mã nào chị ơi. Bác ơi có địa chỉ ạ. Có địa chỉ mới được chốt tiếp nha mọi người nhá. Khi nào có địa chỉ thì thích mã nào thì mới được chốt tiếp ạ. Nên là gửi địa chỉ ngay vào luôn khi được nhận một mã đầu tiên cho em nhà em nha mọi người nhá. Size cho em chị nào size M đi ạ. Chị nào size M cho em mặc đẹp luôn nhá. Xinh chưa? Đẹp nhất cho em 50 cân đến 57-58 cân quay đầu. 50 cân đến 58 cân giúp em. Mã này là mã 37. Mã 37 giúp em có lớp lót bên trong nhé. 300.000 thôi mà 37. 300k cho mã 37. Chị Thủy Đỗ còn đang xem like nhé em không chị ơi? Gửi luôn em địa chỉ ạ. Bác Thủy Đỗ gửi địa chỉ cho em phố luôn nhé. Sau này chị nào có cái nặng ok đây các chị mua tặng người thân này. Đẹp nhở. Trung trung tuổi một chút cho em nhé. S và M nhỏ đều vừa. Sau này đẹp nhất là chị nào cân nặng dưới 55 cân đi ạ. 45 cân đến dưới 55 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã C1 cho em nhở. C1 cho em phố luôn nhá. 280 mã C1 ạ. 280k cho mã C1 giúp em. 280 C1. Wow. Mã cách một... số điện thoại giúp em chị Nga Nguyễn Quỳnh ơi. Em có một cái lông thỏ mic cùng với cả phao nhá mọi người nhá. Lông thỏ mic cùng với phao cho em, bao ấm cho mọi người luôn. Sau này chị nào có cân nặng cho em nhá, size M và size L nhỏ. M và L nhỏ cho em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Size M, size L nhỏ cho em, xuất sắc chưa này? 50 cân thì các chị yêu cái đặng dưới 57-58 cân quay đầu. 50 cân đến 57-58 cân giúp em nhá. Đỉnh chưa? Em lấy mic cùng với phao nhá. Lông thỏ mic cùng với phao. Dưới 57-58 cân em lấy một người 300.000 bao ấm luôn. K45 cho em nhá. 300k cho mã K45 ạ. 300.000 mã K45 giúp em nhá mọi người nhá. Một em lông thỏ màu nâu tây cho em sang chảnh. Mã 37 số chị Mi Phạm. Rồi. Sau này cho em S và M nhỏ đều vừa cho em nhá. 52-53 cân quay đầu cho em các chị yêu.
dưới 53 cân cho em mặc đẹp nhá. 45 đến 53 cân, lông thỏ màu của nó này. Màu nâu rất là tây luôn cho em nhá mọi người nhá. Em này lông thỏ rất xịn luôn. Mã là cho em vô 5 mà K40 300.000, bản tác K40 chị này. 300k chất mà K40 giúp em. Lên dáng bomber nhẹ nhàng xinh xắn cho em nhá. À, trên tường thì em lên nhá chị Hoan Hiền nhá. Etiquette cho em 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em ạ. Dưới 50 cân quay đầu cho em hồ luôn nhá. Size S và size kép S72 208. Chất mã S72 giúp em nhá. 280.000 chất mã S72 giúp em ở trên tay nhá. Ok, nhìn thấy địa chỉ của bác Thủy Đỗ rồi. Còn chị nào khách mời chưa gửi địa chỉ thì gửi địa chỉ luôn giúp em đi ạ. Size này cho em này. 53-54 cân quay đầu giúp em nhá. 53-54 cân quay đầu cho em này. Dưới 55 cân được ạ, từ 45-46 cân trở lên đến dưới 55 cân quay đầu. Mã trên là mã T26, 300.000. T26 giúp em nhé, 300k mã T26 ạ. K45 chị Thu Thủy, 300.000 mã T26 giúp em luôn. Trời ơi, màu tây chưa các chị ơi. Size etiquette cho em hồi này. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em, đỉnh chưa. 40 đến 50 cân quay đầu giúp em mã K32, 300.000 mã K32 ạ. 300.000 chất mã K32 giúp em. Trời ơi, màu trắng dáng bomber các chị ơi. Tông màu trắng dáng bomber cho em nhé, siêu đẹp luôn. Sau này chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa. Sau này cho em SM đều vừa. Dưới 55 cân quay đầu cho em mặc đẹp. Dưới 55 cân mà K36. K36 giúp em nhé, 300.000 mà K36. 300k chất mã K36 giúp em luôn. K32 chị Lan Chi Pi. Hello Lan, trời ơi. Sau này không nhận được thông báo của chị à Lan ơi. Lâu lắm không thấy luôn đấy nhỉ. Vâng. 50 cân quay đầu cho em này. Dưới 50-51 cân cho em nhé, lông thỏ xịn ạ. 50-51 cân quay đầu giúp em chất mã K8. K8 cho em nhé, 300.000 mà K8 luôn. 300k chất mã K8 giúp em. Màu K36 đỏ. Chị Phương Mai. Mặc Noel, mặc Tết rất là hợp những cái màu đỏ như này mọi người nhá. Những cái dáng này các chị đi bốt cho em rất là ok luôn. Sau này cho em nha. Thơm quá à. SM đều vừa giúp em. Bao đường cốc cà phê đây. Ôi. Cà phê nó không vật được chị đâu chị. Tuần này chị vật cà phê đấy. Chị lập lờ. Thôi. Thôi. Lâm lâm cái gì? Hay thích nhỉ? À, thôi. Cho chị cốc cacao cũng được, cacao nóng cũng được. Cacao ở đâu? Ở đâu mới nói? Ở trên bàn ăn ở trên tầng 6 ấy. Cacao. À quên, Milo. Milo nóng, pha bằng nước nóng nguyên luôn. Ừ. Nhớ là nhấp thử xem nó ngọt hay gì nhá. Milo cho ấy nhá. Sao đây cho em nhé, cứ pha như pha nước đường ấy mà. Cho thêm tí sữa ông Thọ vào nhá. Đừng cho đường, cho sữa thôi, đừng cho đường nhá. K8 có. Mà K16 đẹp nhờ. K16 cái này các chị đi với bốt cho em quá xinh luôn. Đẹp dã man luôn. Hai size SM cho em mà K16 nhá. 300.000 mà K16. Cái áo vừa chất lượng vừa đẹp. Nhận hàng cái áo xứng lời luôn mọi người nhá. Phố Sinh Hải à. Hello Ninh Bồi. Hello Ninh Chầu Gái. Tiếp tục cho em luôn. À, em có một cái shop to đại đài đai này nè. Chị đang hỏi em vừa nãy đồ lai lúc đồ lai hỏi em là 80 cân đấy nhở, hay là bao nhiêu cân đấy nhở. Em nhớ là có một chị hỏi em size to lắm. Bác nào size to lấy luôn cho em nhá. Sau này ra chị nào cân nặng cho em nhá. LXL K16 chị Huyền Hà 60 cân đến 70 cân nhá. Size LXL 60 cân đến 70 cân có mũ này. 60 cân đến 70 cân, cái này size to đại em tặng một người 250. Mà Q81 250 nó chẳng khác gì mấy chất của mấy cái kia nhưng mà nó size to quá. Hello chị Bổn Tâm, vào muộn thế chị ơi. Hello bác Tâm, thả tim cho em. Các chị ơi mới vào sau thả tim cho em của mạnh mẽ lên. Sau này cho em luôn nhá, chị nào size to ML. Size to ML giúp em nhá. 53 cân trở lên thì các chị 60 cân đi ạ. 53 cân đến 60 cân giúp em, mã trên là mã C91. 53 cân đến 60 cân chất mã C91 giúp em nhá. 300.000 mã C91. Đúng em. Ăn cơm nó gọi FaceTime với Trang Nguyễn ấy. Ừ. Trang Nguyễn nó bảo chị ăn gì mà chị ăn lắm thế. Làm ăn tô cơm cho nó. Chị ăn gì mà chị ăn gì mà chị ăn lắm thế. Ăn luôn. À, một lần xong lại lấy một lần nữa xong rồi tôi ăn. Chị ăn gì mà ăn lắm thế. Chị ăn làm em lại đói. Dạ này có bụng rồi chứ chị. Chưa. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Dân ca và nhạc cổ truyền. SML 3 size này. SML 3 size cho em nhá. S mặc rộng rộng như em tư vấn M và L là đẹp nhất luôn. 55 đến 63 cân. Sao em ơi? 55 đến 63 cân giúp em A8. 55 cân đến 63 cân giúp em mà A8 cho em nhá. Chị nào size to ML cho em ạ. Size to ML. Size to ML giúp em. Sao ai chơi em? Ai chơi em? Là mình sẽ lên dưới đại đình đặt phòng khóc.
Không đôi, đúng đây. Trật tự để mẹ hỏi em. Sao con nói? Ai chưa con? Gọi cho Linh đúng đây. Linh đừng phải video rồi. Seta ML cho em này. Seta ML giúp em nhé mọi người nhá. Con màu rêu ở góc cửa. Màu rêu ở góc cửa. Đây hả? Con đấy hơi đỉnh chóp đây. Seta ML giúp em. 55 cân đến các chị yêu 63 cân, 64 cân đều vừa cho em nhá. 280 A8. Con này rất đẹp luôn. Em mặc hơi rộng. Em này là mã A8. 280.000 ạ. A8 cho em nhá. 280k cho em mã A8 cho em. A8 chị Đoàn Thúy Phương. S là mở nhỏ cho em này. Size S xem mở nhỏ cho em nhé. Size S xem mở nhỏ cho em. 40 cân đến 52 cân quay đầu cho em mặt xinh ạ. Dưới 52, 53 cân giúp em nhé. Lên con trên tường đi chị. Thì em lên nhé Vũ Hoàng ơi. Hello Giang. Giang ơi. Giang Đinh Đinh. Có phải là Giang Đinh Hương đấy hay là Giang khác đấy? Mời đến chứ đúng không? Cứ tưởng Giang Đinh Hương nhà mình. Em là 52 cân quay đầu đang định hỏi Sapa lạnh lạnh lắm không? 52, 53 cân quay đầu. 52, 53 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã C7 cho em nhá. C7 cho em nhá. 300.000 cho C7. 300k cho C7. Chị Giang Đinh Đinh mã cách của điện thoại giúp em ạ. Nè bác nào mình lấy cái con này mà mặc Tết không đến đây thì bán em nhá. Sau này cho em luôn cân nặng đẹp nhất dưới tầm 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu chị đang đứng con béo con béo. Nó đang ngồi cười kìa. Nó vẫn đang rung cái bụng mỡ kìa. Kiểu chị chạm nhầm chị Giang Đinh Hương ấy. Có thế thôi mà nó cũng cười. Cái này như kiểu là thèm được cười ấy nhỉ. 50 cân quay đầu giúp em. 50 cân quay đầu giúp em nhỉ. 50 cân quay đầu giúp em. Thì lên mà chị lấy cái áo dài tay thay vào cho em không? Tối em đã không ai đắp chăn rồi nhá. Giang Đinh Hương mã cách số điện thoại để được chốt mã 8 thành công nhá chị ơi. 52 cân quay đầu cho em mà quá xinh luôn. Dưới 52, 53 cân cho em xinh nhỉ. 45 đến dưới 52 cân phố giúp bị cái đỏ này luôn. Mọi người chốt nhanh nhá. Em này em lấy 300.000 thôi. Mà K22 cực phẩm. K22 cho em phố nhá. 300k mà K22. Màu trắng này. Săn nào lông thỏ mà lại không mua màu trắng. Không mua được cái nào màu trắng thì hơi chí. Sau này cho em S mở đều vừa. Size S size M đều vừa giúp em nhá. Xuất sắc luôn. Chị nào cân nặng cho em cái này này. Đẹp nhất dưới tầm 53-54 cân quay đầu. 53-54 cân quay đầu giúp em. Chút mà K12. K12 cho em nhé. 300.000 mà K12. K22 chị 300.000 mà K12 giúp em luôn nha mọi người nha. Xinh luôn. Sau này chị nào có cân nặng SM đều vừa này. A8 chị Giang Đinh Đinh. Giang Đinh Đinh cho em địa chỉ luôn nhá chị ơi. Hai size SM đều vừa cho em nhé. M này cho em dưới tầm maximum là dưới 55 cân. Mã cho em là mã C16. C16 giúp em nhé mọi người nhá. Chốt mã C16 300.000 ạ. C16 cho em nhá. 300k mà C16. 300.000 mà C16 cho em luôn nhá. 300k cho mã C16. Chị Nguyễn ơi, check tin nhắn giúp em để ra chốt thêm mã K12 nhá. Size S cho em mặc đẹp này mọi người này. Size S cho em mặc mặc đẹp cái này mọi người nhá. Size này cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em nhá. Chị nào size S. K12 nhá. Dưới 50 cân quay đầu giúp em. Mã này là mã C6 đi ạ. C6 cho em vô luôn nhanh tay nhá. 300.000 mà C6. 300k cho mã C6 giúp em. Một em màu xanh có lớp lót rất là đẹp luôn, ấm vô cùng. Sau này cho em chị nào có cân nặng cho em này. Dưới 54-55 cân giúp em nhé. 48 đến 55 cân đi ạ. 48 đến 55 cân quay đầu cho em luôn. Mã cho em là mã K9. K9 cho em luôn nhé. Bên trong có lớp lót. Lông thỏ bên trong có lớp lót. Mã K9 300.000. K9 cho em nhé. Chị Vui Nguyễn check tin nhắn giúp em ạ. Sau này cho em nhé. Chị nào có cân nặng cho em SM đều vừa này. Size S size M đều vừa giúp em nhé. C6 cho chị Thanh Trà. Size S, size M đều vừa cho em luôn. M này cho em dưới tầm 53 cân được ạ. 45 đến 53. 45 cân đến 53 cân quay đầu giúp em. Cái này rất đẹp luôn nhá. Họa tiết của nó hơi kể kể nhẹ nhẹ ạ. Mã trên là mã C22. 300.000 mã C22. 300k cho mã C22 giúp em luôn. Size S đi kết cho em nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. C6. 40 cân đến 50 cân quay đầu. C6. C6 chị Hương Toàn. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Mã K14 ạ. 40 cân đến 50 cân quay đầu mã K14 cho em. 300.000 mã K14 giúp em nhé. 300k cho mã K14 ạ. Ủa này nữa. Ủa đâu. K14 giúp em. C22. Có. C22 chị Vương Giang. Ui. Nóng quá muốn uống nóng nóng lên là ngon tí nguội rồi. Mất ngon. Các bạn nên là
Lên đi nào, muộn rồi nào. Ở lại với bà chỉ có đau ví. Lại đi không đau ví đâu, còn lâu mới đau ví. Mà cái chỗ đau ví ấy, chị bảo ôi đau ví mà đẹp thế. Thật đấy. Mai mặc lên đau ví đã thấy không? Nó đẹp. Đẹp. Nó đẹp mê mẩn. Ok, đẹp. Đây đến 3 tầng quả này. Nào. Các chị lại tay áo dài cho em nhá. Ok chị. Đứng dậy đây. Dậy đi các bạn ơi. Mọi người chờ em một tí thôi, bố cái công chờ nóng. Lên đi, bye bye. Thơm ngày nào. Ngồi đây đúng không? Ok. À, mày thêm. Uống thêm nữa không? Uống thêm nữa. Lại uống hết một cốc to rồi. Uống một cốc to. Ánh mắt nhìn nhau hình viên đạn. Cứ để cái chị Linh đấy. Mai mẹ xử lý cái chị Linh này. Đắm trêu em à, đúng không? Ừ. Ôi ôi, cực nức. Ôi ôi, trêu con trai mẹ. Ôi ôi, yêu thế. Lên ngồi trong tối mẹ. Nhấc xuống phòng mẹ ngủ nhá. Ok. Rồi, chị lại cho em lên ngủ nạ. Bye bye. Không phải lừa không á? Thẹn mà lừa. Đi chị cho em lên ngủ. Thay áo dài cho em không lạnh nhá. Mai nhặt cái quần đấy cho em pháo đi, hắn quá rồi. Ngồi đấy, ngồi đấy. Mẹ là người, lên quần nó nhiều vậy đấy nhá. Ui rồi, uống một đơn hết thì no quá mà, không uống thì. Nào, tiếp tục nào mọi người ơi. Màu đỏ nha mọi người nhá. Cái này các chị mặc mùa này em thấy là rất là hợp luôn ấy. Eddie Gage cho em màu này. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em. Nhận hàng chất lên chia số hoạt em nhá. Xuất sắc luôn, xanh trên xào đi chị ạ. Ok, Vũ Hoàng. Mã cho em là mã A1 cho em 280. A1 280.000. Nào, ta nhạc theo yêu cầu một tí cho các bác tỉnh ngủ nhá. Xong rồi chốt mấy con siêu phẩm này xong nhớ chờ đợi em đến một like nhá mọi người nhá. Tiếp tục cho em luôn này. Ôi giời ơi, nhiều thế nhỉ. Màu xanh cho em nhé mọi người nhá. Tông màu xanh cho em luôn. Size này cho em SM đầu vừa cho em 48 đến 56 cân quay đầu. 48 đến 56 cân mà C77. 48 đến 55-56 cân chứ nó C77. 300.000 mà C77, chất rất đẹp luôn. 300k chứ mà C77 giúp em nhá. C77 300.000 nào. Tên dành cái này như mọi người yêu cầu nhá. Tông màu đen trắng đấy ạ. Kẻ ô đen trắng cho em, xuất sắc chưa? Sao này cho em, chị nào có cân nặng cho em nhá. Dưới 55 cân, dưới 53-54 cân là đẹp nhất ạ. A1 chị Nguyễn à. 48 đến 55 cân giúp em. 48 cân đến 55 cân quay đầu, kẻ ô đen trắng rích rắc luôn. 320 mà K26 á. 320.000 mà K26 giúp em nhá. K26 320. Màu hồng cho em này. Cổ lông trắng cho em đẹp nhá mọi nhá. Chiều cao cân nặng khiêm tốn cho em. Etiquette 50 cân quay đầu. Size etiquette cho em nhá. 50 cân quay đầu size S. Bắt đầu dưới 50 cân mặc size S và XS cho em. Mã cho em là mã A21. A21 cho em mọi người nhanh tay nhá. 320 mà bạn A26 chị Trang Quỳnh. 320 mà A21 cho em. Ủa cái lưng khoảng trắng đây đẹp nhờ. Chảnh vãi. Ôi xinh đấy. Rồi. Cái này mặc ba chảnh luôn cho em mọi người. Ôi xinh nhá. Làm cái viền này. Thì vít cho con béo nhìn gáo này chảnh chưa. Cổ nó đính ngọc trai chứ mọi người nhá. Các chị mặc khoác choàng như này cho em cũng ok luôn ấy. Etiquette cho em đâu rồi? Nàng nào etiquette mà không chốt được cái này thì quá tiếc luôn. Rồi, nhìn cái vai đẹp nhở. Em này cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. Em 52 cân mở nhỏ vẫn vừa nhá mọi người nhá. Em này nhanh tay cho em phổ luôn. Má cho em là má. Ôi, đẹp quá. Cô mặc cái này đẹp không? Ừ. Để lại em mặc nhá. Cô em mặc với cả mấy cái váy 2 giây của cô cũng đẹp nhở. Mặc mấy cái váy xong rồi mặc cái này bên ngoài khoác choàng. Gì đấy. Nhanh tay cho em mà vip trắng 350 phổ dự bị cái này luôn. Vừa khít size em. Chị là size S mặc đẹp nhở. Mà size S mặc siêu đẹp luôn. Em mở nhỏ vẫn bon trên được. Mã vip trắng 350 phổ dư bị luôn. Đẹp quá. Vip trắng quá đỉnh luôn. 350 vip trắng. Và nào hỏi màu xanh từ nãy giờ ấy nhở. Hồng Thúy hay là ai ấy nhở. Etiquette cho em nhở. 50 cân quay đầu cho em này. 50 cân quay đầu size etiquette. Chiều cao cân nặng khiêm tốn. Chiều cao cân nặng khiêm tốn size S với etiquette giúp em nhở. Xuất sắc chưa. 320. Mã trên là mã S39 á. S39 giúp em nhá. 320 mà S39. Các anh hùng núp của mình núp ở đâu lâu thế nhỉ? Đã thấy núp. Vip trắng chốt thì Nguyễn Hải Yến. Nguyễn Hải Yến gửi luôn địa chỉ ạ.
con deep trắng này mặc hơi xinh và sang đấy mọi người. Hơi bị xinh và sang luôn. Em cho các bác một con màu vàng nha. Size này cho em nhé chị nào. SKS tiếp này các chị ơi. Dưới 50 cân. 50 cân quay đầu. Cực xịn luôn. 320. K58. K39 chị Lương Toán. K58 size SKS nha. 320 và K58 đúng không nhỉ? K58 320. Nhịn quá đi mất thôi. Chị Lương Toán ơi, mình chốt nhiều vào cọc thêm giúp em nhé. Các bác ơi, chất nhiều cọc trước cho em một chút nha. Thấy em không có rồi, thấy nhìn thấy Dương Duyên rồi, Dương Duyên ơi. Sao này cho em luôn này, chị là size etiquette cho em xin thế. Dưới 50 51 cân quay đầu cho em bằng đẹp miệng. Dưới 50 51 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã C27. 50 51 cân quay đầu mã C27 giúp em nha. 300.000 mã C27. 300.000 mã C27 giúp em bằng đẹp luôn. C27 cho em nha. 300.000 mã C27. Thêm cái màu đỏ luôn cho bác nào hỏi màu đỏ nhá. Chị Lương Toán ơi, check tin nhắn giúp em ạ. Dáng áo cho em quá đỉnh luôn, SM đều vừa. Dưới 55-56 cân quay đầu giúp em nhé mọi người nhanh tay. 300.000 mà C2 tuyệt vời. 300.000 chất mà C2 giúp em nhé. C2 300.000 ạ. 300k chất mà C2 giúp em. Cái này đi bốt rất đẹp mọi người nhé. Cái này đi bốt thì đỉnh chót luôn. SM đều vừa cho em nhé mọi người nhé. Để riêng mã H58 thôi. Sao này cho chị nào size SM xinh chưa? C23. 55 cân quay đầu cho em này. Cái hết khuy vào cho em nhá. C27 chị Huyền Hà. Dưới 54-55 cân quay đầu cho em luôn. Đẹp quá. Hiện tại 320 mà A6. A6 320 cho em nhá. A6 cho em vừa luôn. 320.000 chị nào nhanh tay được ạ. 320 trước mà A6 giúp em. 320 trước mà A6 này. A6 320 giúp em nhá mọi người. Nên cả màu hồng cũng mũ cho mọi người này. C2 và C2 khác nào? C2 có mũ C2. Etiquette, cái này chiều cao cân nặng trung tổ. C2 cho chị Dương Duyên. Size F và size S nhé, 46-47 cân quay đầu ạ. Dưới 46-47 cân chứ em. Dưới 46-47 cân mặc size F và size S thì lấy cái này luôn cho em mà C61 này. C61 cho em nhé, chiều cao cân nặng khiêm tốn. 300.000 và C61 ạ. 300k cho nó C61. A6 chị cũng mũ. 300.000 mà C61 giúp em nhé. Màu vàng vip nữa cho mọi người. Em này cổ quá xinh luôn. Chị nào size M và size L nhỏ. 52-53 cân đến 60 cân. 52-53 cân đến 60 cân quay đầu giúp em nhé. Dưới 58-59 cân đẹp nhất. Mã trên là mã C28, 320. C28 giúp em nhé. 320.000 mã C28 ạ. 320 giúp mã C28 giúp em luôn. Size này hai chị nào có cân nặng cho em này. Bác nào cân nặng size M, size L nhỏ nhỉ? 58 chị Lương Toán. 50 cân đến 58-59 cân, chất khung đẹp hoàn em nhá. Đẳng cấp lên luôn, C41 cho em đi ạ. C41 cho em vô luôn nhanh tay. 290 và C41. 290k mà C41 giúp em nhá. Ôi cầm quần áo chất lượng luôn. Size này cho em SM đều vừa. C28 chị thỏ trắng. Size SM đều vừa, thỏ trắng mà không xuất được cái lông thỏ trắng ra thì quá tiếc luôn. C54 này. Mai đổi thành thỏ đen. Thật đấy, mai đổi thành thỏ đen luôn đấy. C54 cho em nhá. C54 giúp em, 290 C54. 290k cho mã C54 giúp em. Sau này chị nào size etiquette cho em này. Lông thỏ màu đen chất S, lên S rất là xịn luôn. Sau này chị nào cân nặng cho em nhá. Dưới 50 cân quay đầu cho em mặc đẹp. Dưới 50 cân quay đầu giúp em, chị nào size S và etiquette cho em nhá. Chưa gửi trước nha. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã A5. A5 cho em vô luôn trên tay chất mã A5 cho em nhá. 280 chất mã A5. 280.000 chất mã A5 giúp em luôn. A5 280k. Chị là size etiquette cho em nhá. Size etiquette cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. C54 chị Liễu Lê. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân quay đầu. Chị nào size etiquette cho em quá đỉnh luôn. Bác nào mặc size etiquette mã trên là mã C26 cho em nhé. 280 mã C26. Size S và size S mã C26 280. Một em lên dáng Kajikan hoa tiết màu xanh cho em này. Sau này chị nào phong size ML này. Size M size L giúp em mặc đẹp nhở. Size M size L giúp em.
size M, size L cho em cái này luôn, xinh chưa? Cái này mặc lên form kiểu rất là kiểu nhẹ nhàng luôn ấy. Size M, size L nhá. Em này 53 cân đến 60 cân. Chốt mã này cho em là mã D1 cho em. 250 mã D1 ạ. Đẹp quá. Nhẹ nhàng. D1 cho em hỏi. Đá sắc rồi. Cái gì cơ? Thỏ trắng còn giờ là thỏ đá sắc rồi. Thỏ đá sắc rồi à? C6 chị Mi Phạm. Màu này quá đẹp vào tay lên luôn cho em. Lên 2 sản phẩm cho sao đi em. Ok chị, chờ lát nhé em lên luôn ạ. Hai cái đấy á, không có lâu cần mới lên ấy, không lên luôn đâu. Thì em bảo chờ lát mà. Ờ, chờ lát nhưng mà không phải lên luôn đâu. Lâu lâu rồi mới lên. C1 chị Đào Ngọc Lan. M và L. Size to ML giúp em ạ. Size to ML cho mã C48. M và L cho mã C48 cho em nhá. 280 mã C48. 280k cho mã C48 giúp em luôn. C48 280 xinh chưa? Lông thỏ màu đen cho em. Lông thỏ màu đen size SM đều vừa. Lông thỏ màu đen SM đều vừa cho em nhá. 55 cân quay đầu cho mã này là mã S32. 55 cân quay đầu mã S32. Chị Tú ơi, mã cách số điện thoại giúp em để chốt đơn nhé. 32 280.000 mã S32 ạ. 280 chất mã S32 giúp em. Ôi. Ok, C48 chị Tú gửi luôn địa chỉ cho cầm em ạ. Cầm kéo chất lượng chưa? M và L đi ạ. 55 cân thì các chị yêu cân nặng cho em cái này nhá. Đẹp nhất dưới tầm 60 cân. 60, 62 cân đều vừa. 55 cân đến 62 cân giúp em. M và L nhá. Các bác xem M và L. 280 mã cho em là mã S34. S34 giúp em nhá. 280.000 mã S34. Lông thỏ màu xanh cho em này mọi người này. Chị em lông cùng đấy nha. Ok chị. Một em lông thỏ màu xanh cho em nhá. Kệ chị thức với em thì chị có khả năng được chốt. Size này cho em nhá. Chị nào có cái nặng size S, size M, size L, SML đi ạ. Ba size SML đều vừa nhá. Lạnh xong rồi tay nó bị teo lại nhở. Lạnh tay teo xong rồi. Thế nhưng nó cứ bị tuột. Tay như kiểu gầy lắm ấy. Thề. Toàn thấy xương. Size này cho em luôn nhá. Chị nào có cái nặng size SML. SML đều vừa giúp em nhé mọi người nhé. Mã trên này mã S35 cho em nhé. 260 mã S35 ạ. 260 mã S35 giúp em. S35 260 một cái lông thỏ. Chị đã sử dụng lông đừng lấy mấy cái lông thỏ xịn. Áo theo kia tí nhà em lên mã nhé chị Hồng Nhung Đỗ ơi. Sao này cho em nhé. Hồng Nhung Đỗ là khách quen đúng không? Khách mới. Mua lâu lắm rồi. Mới. Ờ. Em ấy có một chị Hồng Nhung Đỗ hay Đỗ Hồng Nhung gì đó. Lâu rồi lúc nào cũng thích lông thỏ. Lúc nào cũng thích lông thỏ. Sao đây cho em này một em lông thỏ xịn nhá mọi người nhá. Chị làm sử dụng lông đừng lấy mấy cái lông thỏ kiểu như này. Em có mấy cái lông thỏ kiểu lông thỏ xịn như này nhá mọi người nhá. Nhưng mà nó sẽ bị rụng lông đấy. Sao đây SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá mọi người nhá. S35 chị Lường Toán. Em này là mã C12, 280. 55 cân quay đầu mã C12. 55 cân quay đầu mã C12 cho em nhá mọi người nhanh tay chốt mã C12. 280 vâng, em bảo chị khách mới mà. Vâng. Sao cho em luôn nhá. Lông thỏ mềm mướt luôn cho em này. Màu rất là tây luôn nha. Xinh chưa? Chị nào có cân nặng cho em dưới tầm 52-53 cân quay đầu. 45 cân đến 52-53 cân giúp em nhá. 45 cân đến 52-53 cân quay đầu cho bà Q18. Q18 giúp em nhá. 280.000 bà Q18. 280k cho bà Q18 giúp em luôn. Một em màu nâu stay. Một em màu nâu stay cho em luôn. FXS cho em mà đẹp. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em nhá. Size S và size S 40 cân đến dưới 50 cân mà C94. 50 cân quay đầu mà C94 cho em nhá. 280 mã C94. 280 mã C94 giúp em nhá, màu hồng. C94, 280 mã C94. ML cho em đi này. Ấy, cây lai cũng rồi. 18 chị Bảo Ngọc. Xe như trốn ông người. Tiếp tục cho em nhé mọi người nhá. Chị khách mời ơi, mã cách số điện thoại giúp em để được cho đơn nha. Sao lại cho em size to ML đi ạ. Size to ML giúp em nhé mọi người nhá. Cái này cho chị nào size dưới 60 cân. 55 cân đến 60 cân giúp em 52 cân mặc bị rộng ạ. A17 tặng các chị luôn. 260 A17. 260k cho A17. Chị Vàng Thúy Phương, Vàng Thúy Phương ơi vào check tin nhắn giúp em nha. Bác Phương vào check tin nhắn giúp em nha. Form oversize tiếp này, SML đều vừa. SML đều vừa cho em nhá. S mặc rộng rộng như em ạ. SML đều vừa, size S mặc rộng rộng như em, mã trên là mã A10. SML đều vừa chất mã A10 cho em luôn nhá. A10 cho em vừa luôn nhanh tay. 280 mã A10 đi ạ. 280 chất mã A10 giúp em. 280 chất mã A10. A10 280, giá ngắn cho em này. 55 56 cân quay đầu ạ. 55 56 cân quay đầu giúp em nhá. Úi giời, cẩn thận đấy. Mắt.
Size này cho em nhé, chị nào có cái nặng size SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em. Mã này là mã C40. C40 cho em 290 nhá. C40 giúp em nhá. 290.000 và C40. 290k cho mã C40 giúp em, rất là đẹp. Các chị Thanh ngồi ơi, chốt nhiều vào cọc luôn giúp em để được chốt mã tiếp theo nhé các chị nhá. Đúng rồi, mọi người chốt trên một cái. Các chị dùng chốt đơn ở 2 mã. Muốn chốt đơn mã thứ 3 thì phải vào cọc giúp em ạ. Cọc cho em một chút thì chắc chắn là có lấy hàng cho em nhé. Đơn đầu tiên thôi, đơn sau mình biết nhau rồi thì không ai bắt các bác phải cọc đâu. Đọc lại hai mã kia cho Linh đi cái. À, béo. A10 chị Phương Nguyên. Sau này chị nào cân nặng cho em nhé, 40 cân. Chị Hoàng Thị Phương. Em này chị nào có cân nặng cho em nhá. Dưới 50 cân quay đầu cho em bằng đẹp. 50 cân quay đầu mà C31. C31 giúp em nhanh tay. 280 mà C31. Nên cho các chị một con VIP này, rất là đỉnh cao luôn. Quá tuyệt vời luôn này. Size này cho em luôn nhá, chị nào có cân nặng M và L. Size M và L như nào, chất không xịn vấn đề đây em. 52 đến 60 cân. 52 cân đến 60 cân mà C90. C90 cho em nhá, 300.000 một con VIP luôn. C90 cho em vô luôn. 300k cho mà C90 ạ. 300.000 và C90. Vẫn không thấy chìa khóa ở đâu. Anh em đang là mất chìa khóa của ô tô của cô rồi đấy. Chị Ninh, chị Thúy Ninh, size S. Size S và size XS cho em nhá. 50 cân quay đầu, mã này mã C59. C59 cho em luôn nhá. C59 cho em 280. C59 cho em vốn nhá. 280.000 và C59 đấy. 280 và C59 giúp em. Size to ML nhá các chị. 60 cân quay đầu. Size to ML. Cả ngày hôm nay không hút bụi đúng không? Đó, hút bụi thì nó sẽ ra ngay cái chìa khóa ấy mà. Size M size L giúp em. Size M size L. Hút bụi thì phải quét nhà, và quét nhà thì sau đó thì hút bụi thì nó sẽ các ngóc ngách, nó sẽ được hút thì kiểu gì cũng ra chìa khóa. Cái này dở quá. Chắc chắn không rơi được đường. Xe đang chỉ gì nó chỉ là đặt ở đâu đấy. Em địa chỉ luôn ạ. Trên nhà ăn hoặc là trên tầng của em chưa? Đúng rồi. Lúc ai gọi em vác cái gì, cô thang người nào đấy đặt đường để bỏ cửa. Mày như kiểu chìa khóa cửa quần đó mà ngay. Chìa khóa xe tao như kiểu chìa khóa cửa quần ấy, sợ thật. Sao tao ML giúp em nhá. 290 mã K57. 60 cân quay đầu mã K57 giúp em nhá mọi người nhá. Cho em xem con áo cái gì. Cho em xem lại con áo đâu. Cái đỏ nào. Nào thì xem lại, chưa ai chốt thì cho xem lại nào. Chốt đi cho nó xong nào. 57-58 cân quay đầu đi ạ. 50 cân đến 58 cân giúp em. 50-58 cân giúp em mà cái này đẹp nhá. Dưới 57-58 cân hoàn tiết kẻ. Mã trên là mã C33. Hoàn tiết kẻ này 280 mã C33. C33 giúp em nhá. 280.000 mã C33 giúp em luôn. Đây, mặc ăn chơi thế. Nào đây đỏ đây. Xem lại rồi. Có xem đi nữa không nào. Để xem đi xem lại nào. 50 cân quay đầu cho em nha. Mã C31 đây. C31 vừa nãy bao nhiêu tiền nhỉ? 280 ạ. 280. Ui dồi, quá rẻ. Một kèo lông tỏ 280.000. Xịn sò. Sao này cho em nhá, cực xịn luôn này. Sợ. SM đều vừa cho em nhá. Đi bốt và chấm hết luôn. Size SM đều vừa giúp em. Mã nào chốt nhanh được mấy con này. Cực kỳ đẹp. Người lông lông tuấn lông. C33 chị Chỉnh Oanh. Chỉnh Oanh gửi em địa chỉ luôn ạ. Sao này cho em luôn nhá. SM đều vừa cho em này. Ui dồi. Chỉ mở ra cổ nhanh nhỉ. Bệnh hơi. 55 cân quay đầu. Nghe kiểu chị Linh cho đi ngủ kiểu vật vã lắm. Vật lộn lắm. Sao lại cho em nhé. 54-55 cân quay đầu. Đẹp quá. Mã này cho em là mã C76 cái gì á. Rõ ràng là chị đuổi em xuống. Mà chị có thêm hơi nhỉ. Mã đỏ là xuống phòng chưa đơn C31 ạ. C31 cho chị Đặng Hồng ơi, mã cách số điện thoại giúp em nhé. C76 300.000 cực phẩm. C76 bao nào cho được sướng. Chị Quang ơi, gửi lên cho em địa chỉ ạ. C76 300k giúp em nhá. C76 300.000 cái này SM đều vừa này. C76 chị Nhung Hồng Đỗ. Hồng Nhung Đỗ. Hồng Nhung Đỗ được cái C76 đẹp lắm chị ơi. Đẹp lắm. Em thích cái C76 cực kỳ, lấy 300.000 cái đấy quá sướng. 55 cân quay đầu cho em xin nhỏ. 55 cân quay đầu giúp em mã A9 á. A9 cho em nhé, 300.000 cực đẹp.
đổi cho em con. Chị ơi em hủy tất cả đơn của chị bây giờ đấy chị, tu tu gì nhá. Nhưng em không có hàng để đổi, để hủy, để xả cái gì cả mà đổi nhá. Chị đổi một mã là em chỉ hủy luôn đấy ạ. Không có hàng hủy xả đổi đâu, các bác lưu ý nhá. Size M size L cho em mặc đẹp này. Giá áo có mũ 55 cân thì 63. 55 cân thì 63 cân giúp em, mã K35. K35 cho em 208. K35 cho em nhá. 208 mã K35. Nhà em làm xin mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất thôi các chị ạ. Chốt được một mã là chốt chắc giúp nhà em. Size S chị cho em. Đồng cách gửi cho em địa chỉ luôn ạ. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giúp em nhá. C31 chị Đặng Hồng. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em, mã trên là mã C10. C10 giúp em nhanh tay nhá. 300.000 sửa mã cho cô này. C10 300.000. Ok, nhìn chị chỉ của bác Hồng rồi. Chị Đặng Hồng bổ sung số điện thoại cho em ạ. 52 53 cân quay đầu. 40 cân đến 52 cân như em ạ. 45 cân đến 52 cân đẹp nhất ạ. 45 cân đến 52 cân giúp em. A11 cho em nhá. 300.000 chất xịn ạ. A11 cho em nhá. 300k mà A11. Etiquette cho em này mọi người này. Size etiquette cho em nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. Bác nào mặc size etiquette với 50 cân, mã trên là mã K15. 50 cân quay đầu cho mã K15 giúp em nhá. 300.000 mã K15. 300k cho mã K15. Chị Thu giúp em ạ. Màu quá sang, chất len của nó siêu phẩm luôn. Etiquette cho em mặc đẹp nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân mà K23. 50 cân quay đầu mà K23 cho em nhá. 300.000 mà K23. Etiquette tiếp này, màu quá sang, màu trắng cho em nhá. Dưới 50 cân quay đầu cho em mặc đẹp. Size etiquette cho em 208, chị là size nhỏ đấy. S53 208. S53 giúp em nhá. 280.000 mà S53. Chị Tú Tú check tin nhắn giúp em ạ. Tôi bỏ xanh cho em nhá. Dưới 51 52 cân quay đầu. Check tin nhắn giúp em dồn nào chị ơi. 51 52 cân quay đầu giúp em nhá. 51 52 cân quay đầu giúp em, lấy cái gì chắc chắn với chị ơi, dồn cái gì mà dồn. Cái mã kia còn đang muốn đổi cái gì giờ lại dồn. Còn lâu em mới chốt cho chị, chữ dồn chị cứ đổi đổi cái gì đấy, em không dám chốt cho chị đâu. C53 cho em nhá, 300.000 vào C53. 300.000 vào C53 giúp em. Ôi sao phải nó cứ tụt. Nó Đặng Hồng check tin nhắn giúp em ạ. Bên trên. No quá. Em no quá rồi. Hai bát cơm xong lại một đầy một cốc xíu to rồi kia. S53 chị Tiên Phương. Etiquette cho em nhé. Ơ, tưởng ngủ rồi vẫn thức à? Còn lâu mới ngủ chị ạ. Khi chưa được con người trên giường đúng không? Đúng luôn. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu trước má. S35 cho em nhé. 50 cân quay đầu trước má S35 cho em nhé. S35 cho em 300.000 mà S35. 280 nhé. 280 trước má S35. Chị nào size to là cái này này. Chị nào size to không? Nó là size to. Thì đưa má 10 ra nhé. SML đều vừa. Có C53 không? Có C53 chị. SML 3 size nhé mọi người nhá. SML 3 size cho em vô luôn, cho em K39. K39 cho em vô luôn nhá. 260. K39 cho em. Check tin nhắn giúp em ạ. K39 cho em vô luôn. 260.000 mà K39 á. 260 cho em K39 giúp em luôn nhá. Sau này chị nào cái nặng cho em ML đi ạ. Sau này 53 cân 54 cân trở lên ạ. 53 54 cân thì các chị dưới 60 cân quay đầu. Dưới 60 cân quay đầu giúp em, chiếc bao này là mã D67. D67 giúp em nhá. 280 D67. 280k trước mã D67 giúp em nhỉ. 280 mã D67. Không hóng con trên tường đâu. Chị hóng con nào đấy chị? Chị hóng con xanh đúng không? Xanh nào? À con đen. Xanh nào? Này cổ lông chứ chị. Rêu mà. Chiều ngủ nhiều giờ không ngủ được hóng hớt thôi. À thế à? Hóng hớt được vài con rồi xử được ghê. Ai được ngủ đâu mà biết. 55 cân quay đầu giúp em. 55 cân quay đầu giúp em, má Q75. Q75 giúp em nhá. 280 Q75. Màu hồng dáng lỡ cho em này, dáng qua đầu gối em nhá. S cho em mặc xinh này. Size S cho em mặc đẹp nhá, 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu cho em nhá, chỉ là size S đừng mặc qua cái này, rất đẹp luôn ạ. Dưới 50 cân quay đầu cho em nhá, đỉnh chóp luôn, 300.000. 300k chiếc má này trên là má Q63. Q63 giúp em nhá, 300.000 mặc Q63. Bên em có bán áo da không? Chị Phương Thanh má cách số điện thoại giúp em để được chốt đơn ạ. Sao này cho em nhé, chị nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất dưới 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân quay đầu giúp em, má trên là má 710. 710 cho em nhá. Nhanh tay, 280 mã 710 ạ. 280 mã 710. Còn một số like khăn cừu cho các bác ấy. Em còn có một số like khăn cừu nhỉ. Q63. Q63 chị lường toán. Cái gì ngày có 20 tối. SM đều vừa, hai size SM đều vừa, 54-55 cân quay đầu, 54-55 cân quay đầu giúp em nhá. Con này là má 64 á, mã 64 260,
hai size XB mã 64, 260.000 mã 64 luôn. Giá ngắn cho em này. Sao lại cho em 40 cân thì các chị yêu cái nặng cho em cái này nhá. Đang lên đâu chị, bình tĩnh. Đang bảo là tưởng đặt bắt đầu đặt gạch. 52, 53 cân, 53, 54 cân quay đầu ạ. Từ 45 đến 53 cân giúp em nhá, dáng lốp tốp cho em luôn. 280, chiếc mã này là mã 34, nó đẹp luôn. Mã 34. Có. 280 mã 34. 710 chị lường toán. Sao lại cho em 40 cân đến 51 cân, 52 cân quay đầu ạ. Dưới 51, 52 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 51, 52 cân quay đầu chiếc mã Q57. Q57 giúp em nhé, 280 mã Q57. 280 chiếc mã Q57 giúp em nhé. Size etiquette cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. Sáng dài cho mông cho em nhé. 50 cân quay đầu chỉ là size etiquette cho em. C82, 280. C82 giúp em nhé, 280.000 cho C82. Size này cho em chị nào có cân nặng etiquette tiếp dưới 50 cân. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em nhé. 50 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã G63. 260 mã G63. 260 chất mã G63 giúp em. C82 chị Hà Nguyễn. Màu đen dáng áo kéo khóa này rất là đẹp luôn này mọi này. Màu đen cho em nhá. Chị là size S, size M cho em đều vừa này. Hai size S M đều vừa giúp em mọi người nhá. Hai size S M đều vừa. Bao nhiêu cái thắt tim người em yêu? 250 ạ. Mọi người lên trên 300 tim đi. Ôi. 473 mà chỗ này lên rất cơ mình. 476 tim. À, mỗi chị xem của hôm nay có 168 được chia sẻ á? Vâng. Chắc chiều bây giờ tặng cho mọi người 5 món quà được không? Em tặng cho mọi người 5 món quà. Các bác lên cho em mỗi người một lượt chia sẻ nữa. Em muốn có 250 lượt chia sẻ được không mọi người? Hôm nay rất là nhiều team, cảm ơn mọi người. Nào. Được không ạ? Em sẽ săn. Em sẽ không tặng một cái, hai cái để mà tặng chỉ có một hai chị cùng chốt, mà em sẽ tặng cho mọi người khoảng tầm 10 cái cho 10 chị nhanh tay. Áp dụng với bác nào chia sẻ like, đúng rồi, team mạnh mẽ lên. Cuối live phải làm cái gì tí cho nó đỡ buồn ngủ chứ cuối live cứ như kiểu du nhau ngủ thế thì chán đời nhờ, đúng không mọi người? Nào, quà bắt đầu từ mã C8 đi. Hello chị Bông. Quà bắt đầu từ mã C8 đi. Chắc cho chị lên đến 200 lượt chia sẻ chị tặng 5 món, sau đến 250 lượt chia sẻ chị tặng thêm 5 món nữa. Mỗi chị em ớt cho 50, ok chưa mọi người? Chốt được cho 10 chị, 15-50 em tặng mọi người 500.000 đó. Xong cuối live tính tiếp, được chưa mọi người? Mỗi bác em bớt cho 50.000 một cái áo, được chưa? Thế là xong rồi là sao? Chia đều cho 10 chị, 15-50 là em tặng mọi người 500.000. 500.000 mà em không được nổi 150 lượt chia sẻ thì không ổn. Em tìm một công ty chạy xe, 500.000 em sẽ chạy được khoảng độ tầm 1 ca xe cơ đó mọi người nhá. Em không làm điều đấy mọi người biết thừa. Mà không bao giờ em chạy xe. Mà lúc nào em cũng là để tiền đấy để em tặng quà cho khách còn hơn. Và nhờ khách chia sẻ like, đúng không? Lần nào tặng quà cho khách được sướng hơn là tự nhiên mình mất tiền, đúng chưa mọi người? Mọi người chia sẻ like. Mỗi chị cho em có một lời chia sẻ. Lên đến 200 lời chia sẻ đi ạ. Để em tặng cho mọi người luôn. Lên 2 em là sao đi phố ơi. Em chưa lên đâu, từ từ tiếm lên chị ơi. Chị nào muốn săn hai con đấy của em thì phải thức với em đến cuối cùng. C8 bắt đầu từ mã này nhá. Nhà kia hết hết cà phê thơm, nó bắt đầu đến mùi không thơm gì cả. Nhờ mọi người ngửi được không? Nhà bên cạnh này nhắm mấy nháy nhau nhiều thật đấy. Có ngửi được mùi gì không? Không, không. Mùi này. Nào bắt đầu từ mã này nhá. Bao nhiêu chia sẻ cho béo? Dạ. Bây giờ là các chia sẻ bài viết ấy nhé. Khổ, cái bài like đang like nên bài viết làm gì? Vừa chia sẻ bài viết đâu? Các chị ơi, 181 được chia sẻ không tặng quà được đâu. 168 mà lên được 181 thì tặng làm gì? Hello chị Hiếu Phạm nhá. Nào, bao nhiêu bác chưa có logo chia sẻ bổ sung luôn cho em đi ạ. Bắt đầu tặng từ mã này để cho bác nào có logo chia sẻ bác ấy biết là bác ấy sẽ có quyền lợi như nào nhá. Mã C8 cho em này. Ok chưa? Tặng 5 món đầu tiên, 250 mỗi món áo em bớt cho các chị luôn. Hồng Nhung Đỗ chưa có logo chia sẻ luôn. Chị Hồng Nhung Đỗ chưa có logo chia sẻ nhá. Cũng thế luôn. Cúc Vũ cũng chưa có logo chia sẻ luôn. Hồng Nhung cũng thế luôn. Các chị ơi, các chị comment đã chia sẻ và trả chia sẻ cho em. Có mượn cái bấm này.
Buồn cười quá. Em nghĩ là bay chị, em sẽ mang chị một cái bông khủng long. Chị nói như hơi nhiều lần chị sẽ làm thật. Mày đừng nói. Tốt nhất là mày đừng nói, mày làm đi thay vì mày nói. Má chạy là má sẽ tạp ý là từ việc cái bờm, từ rất nhiều người khác cho đến việc cái bờm. Kiểu con người không có uy tín đấy. Xe 8 nha, 250 cho má xe 8 mọi người nhanh tay. 250 cho má xe 8 cho em Hồ luôn nhá. Em tặng 5 món với giá 250, mỗi bớt mỗi cái bớt cho mọi người 50. Và nếu lên đến 250 lời chia sẻ tặng cho mọi người 200.000 luôn. Có nghĩa là bớt thêm cho các chị nữa 50.000 một cái nữa, được chưa mọi người? Thành bớt 100.000 một cái đấy. SM đầu vừa này, size S, size M đầu vừa cho em Hồ nhá mọi người nhá. Hai size SM đầu vừa chất má C19. C19 cho em nhá. 250 chất má C19. 250 mã C19 cho em nhá. SM đều vừa, SML đều vừa cho em nhá. SML đều vừa cho em Hồ luôn. Xinh quá, giống con tự lộc quá nhỉ. SML đều vừa. SML đều vừa cho em luôn, cái này xinh dáng cardigan. Đây dáng cardigan cho em Hồ luôn, nhanh tay chốt đi, nhanh tay, nhanh tay. C8 cho chị Quỳnh Lương Tấn. Em này là mã C91. 250 mã C91. Chị Lương Toán. 250 mã C91 rồi, cái màu đen này 250 thì đúng là sung sướng cuộc đời. Em này cho em nhé, 50 cân đến 58 cân quay đầu. Thùy Ninh này, cái này đẹp quá chị ơi. 250 áp dụng đối với khách chị Lai. Mã K27. K27 cho em Hồ nhá. 250 mã K27 luôn. Sổ cháo này 250 dám ăn chưa? Etiquette cho em này. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu cho em luôn. Dưới 50 cân mã C38. C38 cho em Hồ nhá. 250 mã C38. C91. 250 mã C38 cho em. C91 chị Lương Toán. Sao này cho em Hồ luôn này. 50-51 cân quay đầu cho em nhá. Màu kem be. 50-51 cân quay đầu giúp em. Màu kem be. Mã này là mã C16. C16 giúp em nhá. 250 mã C16. 250 chất mã C16 giúp em. 48-55 cân quay đầu. C38 chị Trang Quỳnh. 48-55 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 55 cân quay đầu cho em. 250 chất mã này là mã Q8. Q8 cho em Hồ nhá. 250 đi mạnh lên các chị ơi. Q8 250 giúp em. Sau này cho em lên dáng cardigan xinh chưa? 53 cân đến 60 cân đi ạ, MBL. 53 cân đến 60 cân giúp em nhá. Hello chân ga Hải Yến. Nhìn thấy chân ga Hải Yến đã thấy ấm áp rồi nhỉ. Sau này cho em luôn nhá, MBL cho em ạ. Size M, size L giúp em luôn. 250 chất mã này cho em là mã K5, tấn tác K5 này. 250 chất mã K5. Q8 chị bông mướng bỉnh. Màu đẹp chưa? Sau này cho em nhá, chị nào có cái nặng size to ML. Size to ML giúp em nhá, 53 cân đến 60 cân. 53 cân đến 60 cân quay đầu giúp em nhá. 60 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã Q15. Q15 giúp em nhá. 250 mã Q15. 250 chất mã Q15 giúp em luôn. 250 mã Q15. Eo ơi, SM đều vừa. Dưới 54-55 cân quay đầu cho em nhá. Lông thỏ mướt dã man luôn, các chị chốt nhanh nhá. Hết, sắp hết rồi đấy ạ. À, chưa được cái nào hoặc là muốn rốt đơn thì nhanh tay vào nhá. Em này là mã 74. Mã 74 giúp em phố luôn. 250 chất mã 74 này. 250 chất mã 74. Size etiquette này các chị yêu. 50 cân quay đầu giúp em nhỉ. 50 cân quay đầu giúp em nhé. Mỗi những tay chất mã màu đỏ này cho em. Kéo khóa. 40 cân đến 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân chị là size etiquette cho em mà Q35. Q35 giúp em nhỉ. 250 mà Q35. Q35 giúp em. Chị nào thích màu hồng này luôn cho em. SM đều vừa. M này cho em dưới 53-54 cân đi ạ. 53-54 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã 10. Mã 10 cho em nhỉ. 250 chất mã 10. 250 cho em luôn. Sau này cho em nhé, dưới 50 cân quay đầu ạ. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân chất mã 93. Mã 93 giúp em nhá. 250 chất mã 93. 250 chất mã 93, nhìn cáo chất lượng chưa? Đấy dã man luôn. Sáng dài cho em trên đầu gối nhá. SM đầu vừa. Q35 chị Ngọc Khánh Hương. Hai size SM đầu vừa giúp em mọi người nhá. SM đầu vừa cho em phố luôn chất mã C58 250. C58 giúp em nhá. 250 mã C58 ạ. 250 chất mã C58 giúp em. MBL 60 cân quay đầu cho em mặc đẹp ạ. 55 cân đến 60, 63 cân. 50 chị Lương Toán. 55 cân đến 60, 63 cân chất mã C95. C95 giúp em 250. C95 cho em Hồ nhá. 250 mã C95. Đẹp chưa? Sau này cho em nhé, chị nào có cân nặng cho em cái này. 52 cân đến 60 cân ạ. 52 cân đến 60 cân giúp em. C58 chị Đào Ngọc Lan. 60 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã C2. C2 cho em Hồ nhá. 250 chất mã C2. Kịp không ạ? 250 chất mã C2 giúp em nhỉ. Sao này cho em chị nào cân nặng size M, size L cho em mặc đẹp này. Size M, size L giúp em. Quá đỉnh luôn. C8. C8 không C8. Sau lưng của nó có hàng Q nhá. Chút rồi. Em này chị nào có cân nặng cho em này. Sao này cho em chị nào có cái nặng dưới tầm 57-58 cân quay đầu. 57-58 cân quay đầu giúp em mà Q66. Đẹp quá. Q66 250. Q66
Q66 giúp em nhá. 250 mã Q66. 250 cho mã Q66 giúp em. Xuất sắc chưa? C95 chị Lương Toán. SM đều vừa giúp em nhá. Hai size SM đều vừa giúp em luôn. Mã trên là mã Q92. SM đều vừa mã Q92. 250 mã Q92. 250 cho mã Q92 giúp em mặc đẹp luôn ạ. Q92 250.000 cho em. Lông thỏ cho em mướt mượt mượt luôn cho em này. Sau này chị nào có cân lại cho em nhá, dưới 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em mã Q9, Q39, 250 mã Q39 á. 250 cho mã Q39. 250 mã Q39. Etiquette này các chị ơi, dưới 50 cân thôi nhỉ. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Dưới 50 cân quay đầu cho em mặc đẹp, mã trên là mã D72. D72 cho em nhá. 250 mã D72. C92 chị Trang Pinh. Sau này cho em tiếp tục này. Chị nào cân nặng size etiquette cho em nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Chị nào size etiquette chiều cao cân nặng khiêm tốn cho mã 86. Mã 86 cho em 250 cho mã 86. 250 cho mã 86 giúp em. Rồi. Chị Lương Toán ơi, vào cọc thêm giúp em đi chị. Ui đẹp thế nhở. Các bác ơi chốt nhiều cọc cho em nha. Chốt nhiều cọc nhiều lên cho em chút xong rồi chốt thoải mái nhá. Vào cọc thêm cho em 1 triệu nữa nhá. Sau này cho em nhá. 50 cân quay đầu cho em. Trời ơi bà nào được. Và nó sẽ ẹt được cái này thì quá đẹp luôn. Dưới 50 cân cho em. Đẹp nhỏ. Dài, ấm, xịn luôn. Nhận hàng bao sướng luôn. Con này cho em nhá. 250 thì bác nào chốt được con này phải thả cho em 10 quả tim vào. Em này cho em size etiquette cho em nhá. 50 cân quay đầu. Thả tim mạnh mẽ lên mọi người ơi. Hello An Nguyễn. Tim của em đâu rồi các chị ơi. Chị Lương Toán nào chắc tin nhắn giúp em. Thả tim cho em phổ mạnh mẽ lên. Cách tình yêu của em. Thả tim mạnh mẽ lên để mới làm được cái dáng như này. Không có là up up ở up up là up bây giờ đây mọi người nha. Để riêng mã 86 D72 Q39. D86 Q72 Q39. Mai mà giật là xong là trưa mai sẽ có một lô dạ cho trẻ con đẹp buốt cái nách nha mọi người nha. Các chị ơi nếu mà giật xong kịp được rồi là trưa mai cuối tuần thứ bảy em sẽ lên cho mọi người cái lô dạ cho trẻ con đẹp quên sầu dạ kẻ nha mọi người nhá. Dạ kẻ cho các con. Làm giá cho các con hơn 100.000 một tí. Nhưng mà đảm bảo mẹ nào mua cho các con thì nhớ cô phố đúng không? Không hiện hơi phí. Đẳng cấp luôn. Mà quan trọng nhất là không có số nào có cái dạ kẻ cho các con cơ. Được chưa nào? Sau này cho em luôn này. Chị nào có cân nặng cho em nhá. Xinh xíu luôn. Etiquette cho em này. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 250 cái này bảo này em sẽ chốt ưu tiên. Mã cho em là mã H15. H15 giúp em nhá. 250 mã H15 cho em luôn. 250 cho mã H15 giúp em. Nhà này lắm mùi thế. Hơi hơi có một vị mùi sa cá. Đúng. Sao này cho em SM đều vừa. Chị đi như kiểu con đố mấy. 52 cân quay đầu. Mùi này bắt đầu không ngửi được rồi đấy. 52 cân quay đầu giúp em. 52 cân quay đầu giúp em cái này nha. Cái này hợp với cái đợt nữa quá. 40 cân này 52 cân giúp em. 250 chiếc mã S1 này. Tập trung vào 215 chị Thanh Thương. S1 hay cái gì 1 đấy nhỉ? S1 ạ. S1 giúp em. Ủa rồi cái màu đẹp chưa này. Rồi. Quá xinh luôn cho em nhỉ. Sau này chị nào cân nặng cho em SM đều vừa này. Hai size SM đều vừa giúp em luôn nhé mọi người nhỉ. 55 56 cân quay đầu giúp em. Cái lông của nó mướt dã man luôn. 250 chiếc nó này là mã 100. 250 mã 100 giúp em. Để dã man luôn. Sau này dưới 57 58 cân giúp em màu xinh nhá. Chốt em ơi. 100 cho em nhỉ. 250 mã 100. Q39. 250 mã 100 giúp em. Uy tín luôn. Uy tín luôn. Được của nó đấy. Sao lại cho em nhá. S với test cho em đẹp. Sao lại cho em luôn nhá. 51 52 cân quay đầu cho em. Đỉnh của lá chót luôn. 250 mã E84 250. Lúc tiệp cho em. Rồi, màu xinh chưa này. Chị nào cân nặng SM đều vừa. Size S, size M đều vừa. Size S, size M đều vừa. Má cho em luôn này. Xinh nhỏ lên dáng cardigan. H15 chị Lương Toán. Hai size SM đều vừa. H15 chút rồi. Ok, H15 chút rồi. Bán người Pháp. Lấy tiếp đâu. Đây có biết. Lúc mình tự, nói đúng thì chả thấy ai nói gì. Tự lấy tay vào mồm mình. Mã Q38. Q38 cho em. Chị Lương Toán. 250 mã Q38. 250 mã Q38 giúp em. Tháng này béo không bị phạt, không bị trừ lương hơi phí. Tháng này béo không bị trừ lương không phải là chị. Sau này cho em nhá, MVL. MVL giúp em.
Sương Sương với một chị kia 2 triệu 6. Một chị 8 triệu. 8 triệu với 2 triệu 6 là 10 triệu 600 rồi. Lương toán. Tháng được tầm 15 triệu trừ đi 10 triệu 600 nhá. Sao này cho em nhá, chị Đào Phong sẽ tao ML. Úi dồi ôi, bà làm được cái này. Quá mệt rồi. Quá mệt rồi, quá lù rồi. Chị biết chiều nay nghĩ đến cái đấy mà em không làm được gì đúng không chị? Chốt đơn không có lỗi, lỗi là do các chị bom. Có 7 triệu. Ừ. 8 triệu con. 8 triệu. Chưa thấy gì thì là bắt. Thế bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lấy sao cắm sao gọi cho chị đi. A84 chị Lương Toán. Con kia nhà em nó làm tháng nó được mười mấy triệu, nhưng mà tháng này nó đang làm mất của em mất 10 triệu 600 rồi. À chị kia, ôi, chị cộng 500 thì là còn 10 triệu 100 đúng không? Chị kia cộng 500 mà 2 triệu 6 đúng không? Là còn đâu cộng 5 cả 2 triệu 6 cộng 500 thì 2 triệu 6 cộng 500 thì còn 2 triệu 1 còn gì. Vâng. 2 triệu 1 với 8 triệu thì không phải là 10 triệu 100 đâu. 8 triệu 150 sao 8 triệu 150 mà có bị mẹ u mê không đấy? Của chị là 8 triệu 150. À thôi tao có tính 8 triệu tròn đi. Chiều này đang vất vưởng như con dở rồi. Mày nên vất vưởng như con điên luôn đi. ML cho em này, 55 cân thì 63 cân đi ạ. 55 cân thì 63 cân mà K17 250 thì em nói thật mọi người là đúng là cuộc đời nở hoa các chị ơi, nhận được cái áo của em nhỉ. Ôi rồi ôi, tại sao 250 lại được cái áo xịn như thế này đúng không mọi người? Ok chị, rồi khắc lên chị ạ, không cắt đi đâu yên tâm. Sao lại che nhá, cố không ác đến mức là câu hai cái này xong đến cuối xong rồi tắt like rồi cất hai cái này để mặc đâu các chị ơi. Nhưng mà có đơn bây giờ chốt từ đến cuối like mới chốt cho. Cái này cho em nhá, etiquette. Chị Nhung ơi, hôm nay mình chưa có đơn nhà. 50 cân quay đầu chị nào? Chị Vũ Hồng Nhung. Chị Vũ Hồng Nhung mà chưa có cái đơn nào thì hai cái đằng sau thì tập xác định là không có đâu. Từ đầu like chỉ thấy lên hàng siêu phẩm đi em. Từ đầu like đến giờ chỉ đòi hai cái đằng sau thì hơi bị khó đấy nha. Chốt đi ạ. 50 cân quay đầu giúp em luôn. 250, mã trên là mã Q41. Q41 giúp em nhá. 250 chất mã Q41 giúp em luôn, màu trắng. Hai lớp rất xịn luôn. Các chị mua 4-500 nghìn trên thị trường Hà Sinh, những cái dòng lông thỏ VIP như nhà em đây này này. Không có giá 300 nghìn như nhà em đâu. Cuối lan tặng mọi người 250 luôn đây này. K17 sáng kim khách mời. Hai size M đều vừa. Hai size M đều vừa. Chất má này cho em là má C24 giúp em nhỉ. 250 mà C24. 250 mà C24. Hiện là sung sướng cuộc đời luôn. Các chị ơi lấy má nào chắc giúp em nhá. Lại các cô chị vừa mới chuyển khoản đơn lúc chưa. Size S, size M đều vừa. 55 cân quay đầu. Chất má này cho em là má C43. C43 nhanh tay 250 mà C43 đúng thỏ xịn. Không nghe tiếng tinh tinh à? Không, chuông điện thoại của em có bao giờ tinh tinh đâu, toàn chế độ im lặng. Sao này cho em luôn nhá. MVL 55 cân đến 60 cân nhá. 55 cân đến 62 cân. 55 cân đến 62 cân giúp em, mã trên là mã Q10. 55 cân đến 62 cân giúp em, mã để avatar hình nền của chị nhá. Mày để mấy cái nhung nhăng bọn Hàn Quốc làm gì? Không. 60 cân, 62 cân quay đầu. Để toàn idol. 62 cân quay đầu chất má Q10. 250 chất má Q10. 250 chất má Q10. Tôi hiểu ngày xưa chị thần tượng ai chị không C43. Hình đền. C43 chị Vân Anh. 2 size XM đều vừa. 2 size XM đều vừa. Nào, nhanh tay cho em mọi người ơi. 2 size XM đều vừa. Tặng các chị luôn cái này. 220, má cho em là má C24. C24 giúp em nhỉ. 220.000 mà C24. Ôi, sao to đấy chị. Chị Lương Toán. Sắt to cho em mọi người nha. Các chị tốt từ từ rồi các chị. Mắn mé lên các chị. Mắn mé lên. Sắt to ML. Sắt to ML giúp em nha các chị nha. 53 cân, 54 cân trở lên đến 60 cân quay đầu. Chất má này là má Q9. Q9 cho em nha. 250 chất má Q9 á. 250 chất má Q9. 250 chất má Q9 cho em. Cái áo này kéo khóa. Ấm và đẹp cực kỳ. Sau này SM đều vừa cho em biết này. Gì đấy? Size SM đều vừa giúp em. Hai size SM đều vừa cho em luôn nha mọi người nha. Sao mọi người mạng chậm thế nhỉ? Sao mạng chị chậm thế nhỉ hay sao mọi người? Sao mạng chị chậm thế nhỉ? Okay. Mà K48. K48 thì mạng chị đang không độ chị. Mà K48 giúp em mọi người nha. K48 cho em 250. SM đều vừa mà K48 250. Etiquette thôi ạ. Dưới 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em. Cho mã này là mã Q27. Q27 giúp em nha mọi người. Chị Trang Nguyễn.
Q27 giúp em. 250 mà Q27 nhà mình nhiều chị Trang Nguyễn nó không nhớ chưa. Các bạn em xem ảnh của chị Trang Nguyễn chụp ảnh mà em cười gần chết. Sao lại cho em luôn. SM đều vừa. 48 đến 55. cân quay đầu. Các chị ơi, mua hàng si thì nó không được mới, không được mới tinh hàng gì. Hàng mới đâu các chị. Các chị soi nhiều kỹ quá em không dám chốt cho các chị luôn á. C20, 55 cân quay đầu ạ. 55 cân quay đầu mà C20, 250 mà C20. 250 mà C20 giúp em. Úi dồi ôi, bà nào được cái dài này. Thả tim vì cái sự xịn xò này. Cái này mà đi bốt vào để chấm hết luôn. Sợ. Cứ áo nào thích thì bên kia các chị đã lên đơn mã rồi. Chị mới nghe đọc mã. Siêu chậm luôn. Sao lại cho em này? SM đều vừa. SM đều vừa, không phải móc đâu. Em móc ra thật đấy. SM đều vừa cho em nhá. Xin chào mời này cho em dưới 53 cân cơ đầu thôi. Dáng trên đầu gối em, đẹp chưa? 280.000 mã H44, đỉnh chóp. 280 chất mã H44 nè. Tắt đi. 280 mã H44. Chị chốt thì có 20 cái rồi. Chị cọc rưỡi. Chị lại chốt tiếp. Lại cọc tiếp. Chị lương toán vào cọc thêm cho em 1 triệu nữa để tự tin là tháng này em bị phạt 10 triệu sợ lắm rồi. Chắc chắn tháng này em sẽ phạt tiền của con béo chị các chị ạ. 244 chị Hồng Nhung Đỗ. Sao lại cho em này. Em đi kết cho em 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giúp em nhá. 50 cân quay đầu. Em tính xương xương qua 20 cái nhân với 26 cái chị ơi. 26 cá nhân với cả 200 rẻ nhất là 250 đi. Nó ra là bao tiền? Giờ cầm chị ở chị cọc hẳn cho mấy triệu nửa giá trị đơn hàng đi. Mà là bác chuẩn trừ chuẩn chuyển tiền đúng không? Uy tín mà. Đúng không chị? Chị lương toán đó chị có nghe thấy không ạ? Vào cọc thêm giúp em nhá. Cọc thêm một chút thoải mái đi chị ơi. Bao nhiêu tiền? Để em còn ít còn sống đến tháng sau. Sao lại cho em luôn nhá. Chị nào có cái nặng cho em 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giúp em. Má cho em là má L34. 250 má L34 cực phẩm. Mãi xem bóng đá giờ mới vào xem có còn kiếm được cái nào không. Kiếm nhiều luôn chị Lương Toán ơi. Chị nghe thấy không ạ? Kiếm được nhiều. Bác Lương Toán vào cọc cho em 2-3 triệu nữa xong rồi chốt thoải mái đi chị ơi. Chị chốt được 20 mấy cái rồi mà đúng không? 20 ạ. Chốt được 20 cái rồi mà. Cọc đi cho em nhá. L34. Sao lại cho em SM đều vừa. L34 chạy Sino. SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em. Mã K68, 250 mã K68 á. 250 chất mã K68 luôn giúp em. Có bác là size to này. Chị đặt size to ML giúp em. Size to ML cho em nhá. 60 cân quay đầu. 53 đến 60 cân. 53 cân đến 60 cân giúp em. Mã C91. 250 mã C91 luôn. 250 mã C91 đi ạ. 250 mã C91 giúp em nhé mọi người nhá. C91 250 cho em luôn. Chị đã cân nặng etiquette, 40 cân đến 52 cân quay đầu. 40 cân đến 52 cân quay đầu giúp em. Mã T14. T14 giúp em nhá. 250 mã T14. 250 chút mã T14 giúp em luôn nhá. T14 250. Sao này cho em nhá. Chị nào có cân nặng cho em là 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân quay đầu chút mã này là mã. Mã. C91. Chị Ngọc Khánh Hương S30. S29 giúp em nhá. À quên vừa đầu là S30. S30 cho em nhá, mỗi nhanh tay cho máy S30 250. Bình thường. Sao lại cho em nhá? Có những chị còn lấy một like nhà em 200 cái cơ mà. Một like chút 200 cái cơ mà chị. Về chị để mặc với cả đi cho mọi người thôi, cho người thân thôi. Chả có buôn bán cái gì cả. Một like chút 200 cái áo luôn. Bình thường mà. 200 cái là bình thường. Cái nhà này lắm mùi thật đấy. SM đều vừa. Xinh nhở. Lên giá Gavigan 260. Trên mã này là mã K30. 52 cân quay đầu mã K30. 260 mã K30. 260 trên mã K30 giúp em nhá. Sa SM đều vừa cho em này. Hai sa SM đều vừa giúp em nhé. Tặng mọi người cái này 200.000. Cọc cho em 2 triệu đi chị. Q14 200.000 mà Q14. 200.000 mà Q14. He. Đang mà chuyển khoản. Cọc 1 triệu ạ. Sao này cho em luôn nhá. Chị nào có cân nặng cho em nhá. Đẹp nhất cho em SM đều vừa. Sa SM đều vừa 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em chất má 761 250. 761 giúp em nhá. 250 chất má 761 giúp em. 250 chất má 761 cho em luôn nhá mọi người nhá. Xin chưa. 56 57 cân quay đầu.
56, 57 cân quay đầu giúp em nhỉ. Dưới 56, 57 cân quay đầu cho em. Cao 48 còn không? Còn. Cao 48 chị lường toán. C84 250, hai size SM đều vừa. C84 250 cho mã C84 ạ. Cái này thì mời các chị có thể lấy tặng người thân của mình nhé, rất là ok la luôn. Q27. Q27. 40 cân đến 52 cân quay đầu, bao ẩm luôn. Có. 40 cân đến 52 cân. Q27 chị lường toán. 40 cân đến 52 cân quay đầu trên mã Q73. Q73 cho em với nhá. 250 mã Q73. 250 cho mã Q73 giúp em. Thì con gấu rất là xinh luôn. Dưới 52, 53 cân quay đầu. Dưới 52, 53 cân quay đầu ạ. Dưới C84. Dưới 52, 53 cân quay đầu giúp em. C84 chị Đào Ngọc Lan. Q42 cho em 220. Q42 220.000 mà Q42. 220 cho mã Q42 giúp em nhé mọi người nha. Dưới 52, 53 cân. Dưới 52, 53 cân quay đầu ạ. Dưới 52, 53 cân quay đầu giúp em. Chất lông thỏ rất là sướng. Mã Q16. 250 mã Q16 á. 250 chất mã Q16 giúp em mọi người nhá. Q16 250. Màu xanh cho em này. SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhá. 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em mã Q28. Q28 250 mã Q28. 250 chất mã Q28 giúp em mọi người nhá. Q28 250. M và L cho em này. Size M size L giúp em mọi người nhá. Size M size L cho em phố luôn. Chị nào có cân nặng cho em 58 cân, 50 đến 58 cân mà Q17. Q17 dáng lốt tốt, 250 mà Q17. 216 chị Minh Phạm. 250 chất mà Q17. Em có một cái hồng này các chị. Mặc mấy áo màu trắng bên trong rất là nổ luôn ấy. Lên dáng Kajikan, F và M nhỏ, xinh chưa? F và M nhỏ đều vừa cho em nhá, rất đẹp. 250 chất mã 13, quá xinh, lông thỏ xịn. 250 chất mã 13. 250 chất mã 13 giúp em nhé mọi người nhá. Mã 13 cho em. Q28 chị lường toán. 250 chất mã 13 giúp em nhá. Sau này cho em một luôn nhá, chị nào có cân nặng 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 55 cân giúp em 250 chất mã K37. K37 giúp em nhá. 250 chất mã K37. SM đều vừa. Sau này cho em 55 56 cân quay đầu màu kem be. 55 56 cân quay đầu chất mã 49. Mã 49 cho em nhá. 250 chất mã 49. 250 chất mã 49 giúp em. Chị nào size to ML chốt đi. Chuẩn bị lại. Cho cái chat vào đầu bây giờ. Q17 chị lường toán. Cái gì? Chị lường toán ơi. Chị vào cọc thêm giúp em 2 triệu nữa đi chị. Chị chốt bao nhiêu cũng được. 49 cho chị Anh Dương đi. 49. Sẽ tao mời lời giúp em. Sao bà không chuyển hẳn 5 triệu đi cho nó tự tin, nó chốt cho bà nhở. Bà cái tít bà lại xón 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 xón. 49 chị Anh Dương. Chị Lương toán vào chuyển khoản thêm giúp em nhé. Để em tự tin chốt tiếp nào chị ơi. Để còn mấy triệu em đỡ bị mất nữa nào. Còn bấy hết đi em. Để riêng K37. Để riêng K37 cho em. Sau này cho em nhá, 56, 57 cân quay đầu cho em, màu trắng. Đấy, 56 chuyển khoản hẳn em 3 triệu, chị muốn chốt bao nhiêu em chốt, chị bấy nhiêu. Q43, Q43 giúp em nhé mọi người nhá. Q43 cho em vào luôn lên tay, 250 mà Q43. 250 mà Q43 giúp em. Anh Dương gửi luôn địa chỉ chị ơi. Nào, phúc tiệp. Rồi, mình chỉ thích cực. 58 cân quay đầu giúp em. 280, con này cực phẩm. Mã trên là mã K4. K4 cho em 280 nhá. Size M bằng đẹp mã K4. 280.000 mã K4 á. 280 chốt mã K4 giúp em. Sau này cho chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em nhá. 50 cân. Q43 chị Bảo Ngọc. 50 cân trở lên nhá. 50 cân để các chị yêu có cân nặng cho em 58, 59 cân. 50 cân đến 58, 59 cân giúp em mà K3. K3 cho em mọi người nhanh tay chất mã K3. 280 mã K3 luôn. 280 mã K3 giúp em. 280 chất mã K3 giúp em. Size cho em cái này nhá. ML. 50 cân đến 60 cân quay đầu.
50 cân đến 60 cân giúp em. Người cần dén thì không dén, người không cần dén thì dén. Người chuyển khoản 500 nghìn chốt cho thần lực bơm thì thật ác vào. Đây là bài học đầu đời chị ạ. Cao mọi thứ trên đời này đều được trả giá bằng tiền mặt. Ok. Sao lại cho em ML 50 cân để các chị ơi, 58 cân cho em một đẹp. Ok, bác lường toán C36, hôm trước có một chị khách hàng khách mới tinh tình luôn, cọc của nó 500 nghìn. Mà các chị biết cái la chân váy của nhà em, chân váy len của nhà em, khách tranh nhau chốt không mua được. Chị cọc của 500 nghìn mà nó trước là chị 26 cái và bây giờ chị bom. Các chị thấy không? Nên là bác lường toán thông cảm, và tất cả các bác khác mà muốn chốt nhiều thì thông cảm của em, cứ cọc đi ạ. Không có là nó chốt nhiều là nó sẽ bị trừ lương. Em nói rồi, chốt khách chốt quá nhiều là phải yêu cầu cọc, còn nếu không cọc thì sai ba cho người khác. Rất nhiều người chốt bởi vì em không bị ế, nếu như em bị ế đã đành. Em mà không ai chốt thì em chấp nhận chốt cho một người như thế đúng không? Nhưng mà khách cứ tranh nhau chốt, chúng nó cứ dồn dập bạn nó chốt cho một người, chúng nó chốt cho các chị như thế. Thế xong rồi thành ra là các chị không lấy hàng là rất là mệt em luôn. Sao SM đều vừa nhá, xin cho, con này đỉnh chóp luôn. Nhanh tay cho em luôn nhá, 280 chất mã C80, đẹp nhỉ? C80, 280, cực phẩm. Bà nào vừa soi giá này từ đằng sau đấy nhỉ? C80 cho em nhá, 280 C80, 20 mấy cái chân váy? 26 ạ. 26 cái chân váy, chưa mai để về đấy, chưa mai hoặc để tối mai tao tặng, tao bảo tao sống tế bài lên. Sao này SM đều vừa tranh nhau chốt, lao vào chốt như con tiêu C36 chị lường toán. Xong bây giờ lại gọi điện, tao tí che. Mà K2 các chị ơi, K2 cho em nhá, 55 cân quay đầu mà K2, quá đẹp luôn. K2 cho em vừa luôn, 250 mà K2. 250 chút mà K2 giúp em nhá, có đai ở dưới này. Sao này cho em luôn, SM đều vừa, lớp lắc bên trong rất xịn nhở. Hai size SM đều vừa, 55 cân quay đầu giúp em. Chị cười cái gì? Nhìn mặt chị là biết đi tím rồi. Nhìn mặt chị là biết đi tím rồi. Lại mày. Đây là má V1 cho em nhé, màu đẹp bắc. K2 chị Vương Giang. Má cho em là má V1, 250, ghi má V1 đi. V1, 250 giúp em. Size SM đều vừa, hai size SM đều vừa giúp em. Hai size SM đều vừa giúp em. Cái gì Phương bảo gì cơ? Tin Phương bảo gì? Không lấy sao nó rất nhiều vậy? Thế, thế mới là khách hàng. Thế mới đau đầu, thế mới khổ nhân viên nhà em. Nhẹ dạ cả tin, khách nói thế nào cũng tin. Em ơi cứ chốt đi, mai chị chuyển khoản. Mai thì chị ngủ trong rừng luôn, ngủ không còn dậy nữa. Gọi điện không nghe máy. Chốt cho nhiều vào rồi các chị không nghe máy. Ví dụ như em ế đã lành, em không ai chốt đã lành. Má nào cũng có người chốt, cứ chốt thật được cho một chị. Có, chị lương toán. Có chị mà bom cho thì khổ. SM đều vừa, hai size SM đều với giúp em mà Q46 250 thôi các chị nhanh tay. Q46 250 giúp em. Lên lại con xanh á. Hay là lên con xanh. Ê chị ơi. ML. Size M size L giúp em. Size M size L giúp em. Size M size L cho em nhá, 60, 62 cân quay đầu đều vừa chất mã S36, 250 cực đẹp. S36 á, 250 chất mã S36 giúp em. Đây, bác lường toán lấy cái màu xanh này cực vip luôn. Cái màu này bên ngoài line đẹp hơn trên line nhá, mọi nhá. Đây này. V1 màu này. Lường toán. Màu này bên ngoài line nhá, nó đẹp cực kỳ và cái lông nó mướt dã man luôn. Em này 280 chất mã K4. Mã cách số điện thoại đi chị Ngoanh ơi. Mã K4 cho em nhá, 280 chất mã K4 á. 280 chất mã K4 giúp em. Size S cho em mặc xinh ạ. Size S cho em mặc đẹp nhá, 40 cân đến 50 cân quay đầu, lông thỏ đen, ú đen, thiên nga đen, 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em. Mã cho em vừa luôn là mã S33. S33 cho em luôn nhá, 250 chất mã S33. 250 chất mã S33 giúp em luôn. Chị nào cân nặng S là mới nhỏ tiếp này. 40 cân đến 51 cân quay đầu cho em màu đỏ. Nhìn vào cái màu đấy là thấy Tết rồi, Noel rồi nhà mội nhá. Mã cho em là mã K51 cho em nhá, 250 chất mã K51. 250 mà K51 giúp em. Lông thỏ dáng lốp stop cho em. S33 chị Quỳnh Lung Tấn. SM đều vừa, size S, SM đều vừa giúp em. Hai size SM đều vừa giúp em. Mã 94. Mã 94 giúp em nhá. 250 chất mã 94. S36 lường toán. 250 chất mã 94. Sao đây cho em? Tiên Phương hôm trước có săn được áo dạ 2 mét không nhỉ? Tối mai có dạ 2 mét nhá mọi người nhá. Tối mai em có dạ S một lớp lông cừu. K4 chị lường toán. Xinh nhỉ? Này những yêu nhỉ. SM đều vừa, có dây rút ở phần dưới này. Đó. Sao này cho em SM đều vừa. Sao SM đều vừa giúp em nhé, bo gầu cho em này, cầm mũ cho em. 55 cân quay đầu cho em luôn, 250 chất mã E12.
E12 cho em luôn nhá. 250 chất mã E12. 250 chất mã E12 giúp em. S33 chị Đường Toán. Sau này cho em vào nhá, cực đẹp. Hai size SM đều vừa. Hai size SM đều vừa, 48 đến 58 cân cho em mặc xinh ạ. 48 đến 58 cân giúp em. Tôi không thích mặc dạ bà ơi, thế à. Thích mặc len mặc cái đồ khoác khoác ngắn ngắn kia đúng không? Size SM đều vừa, tưởng thích dạ tối mai vào săn dạ. Tất cả các bác tối mai vào săn dạ handmade của em phù hợp với giá. K51 Đường Toán. Với giá gọi là thị trường hàng xi. Khóc thét luôn. Ok mọi người, mã T1. T1 58 cân quay đầu. T1 cho em nhá, 58 cân quay đầu trên mã T1. 250 mã T1. Úi giời ơi, mặt này đẹp nhỉ. Sau này cho em. Sau này cho em, không nhớ. Không nhớ, không nhớ. 94 chị Lương Toán. Em này cho em nhá. Đẹp nhất là chị nào có cân nặng cho em này. Dưới 56 cân, 57 cân cho em. Em thì em rất thích tông màu đen trắng kể cả tông sạch tông với cả đối xử với người. Gì? Cái gì? Mình rồi còn nốt này không lên này còn SM đều vừa. SM đều vừa gì? Mã này cho em là mã C41. C41 208 cực phẩm. C41 chị Lương Toán. Em này cho em nhé, lên dáng bomber. Có họa tiết hơi kẻ kẻ cho em một chút như này nhé. Lông tỏ xịn mọi người nha. Kiểu thích ngắn ngắn, khỏe khỏe. Kiểu già rồi nhưng mà vẫn thích nhìn kiểu ấy. Ok. Thế xong những cái dòng khoác ngắn của em là ok là được. SM đều vừa. Size SM đều vừa cho em hồ luôn nhá mọi người nhá. 5556 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã Q11. Q11 cho em nhá. 250 chất mã Q11 cho em. Xinh chưa? Sau này cho em etiquette này, 40 cân đến 50 cân nhìn cái này mặc lên rất là chảnh chảnh ấy nhỉ. Q11 chị Mi Phạm. Nó mic một chút kiểu chít chít ấy. Dưới 50 cân quay đầu giúp em. Dưới 50 cân quay đầu giúp em nhá. 50 cân quay đầu giúp em. Lương Toán. 50 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã C3. 250 mã C3. 250 chất mã C3 giúp em. Tông màu xanh cho em, chất hơn nước cắt luôn. 5556 cân quay đầu. Dưới 55-56 cân giả ngắn ngắn một chút cho em nhé. Lên con rất đẹp. 55-56 cân quay đầu giúp em nhá. C3 chị Quỳnh Tấn Lương. Đẹp quá, các chị nhanh tay cho em. Mã cho em vô luôn là mã K31 cho em nhá. C41 cho em nhá. 250 mã K31. Có C41 không? Có. C41 chị Lương Toán. Cái này chị còn đẹp này. Chị thích cái này. Em rất thích cái này luôn ấy. Sau này cho em nhá, dưới 52-53 cân cho em ạ. 45 cân, 43 cân đến 52 cân cho em mặc xinh nhá. C3 chị Trang Vinh. Lên dáng khỏe khoắn này. Tiên Phương là cái này đẹp này. Lên dáng rất là ok la luôn. Nhanh tay cho em luôn. Mã cho em là mã C16. C16 cho em, 260 mã C16 cực đẹp. C16 260.000. C16 260k. Khoác mỏng nhẹ, cardigan rất là xinh luôn. 55-56 cân quay đầu. 55-56 cân quay đầu giúp em. Tặng các chị cái này 200.000 chốt nhanh. 200k. Mã cho em là mã C63 200.000 nhá. C63 200.000 giúp C16 em. C16 chị Ngọc Diệp. C16 cho ai? Ngọc Diệp ạ. Ok. Thì xem đi C3 chứ ở dưới. Có C3 mà. Đâu đâu đâu, quay đây quay đây quay đây. Có C3 mà. Không có C3 cơ đâu. Chắc chắn luôn, đảm bảo. Dưới em đây đi. Em cũng chắc là có C3 luôn. Chắc chắn có C3. Dưới cả cái mã trắng kia nữa. Nữa. Đây này, C3 này bà. SM đều vừa. Qua đây cô xem, qua đây cô xem, qua đây. Đúng rồi, cô đọc mặt đây là C3 mà. C3 này, K31 xin lường toán. C16 trước trên. Trước rồi ạ. Ok. Đủ chưa? Xong chưa? 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em nhá. Mã trên là mã 05. 220 và 05. 220.000 mà 05. 220 và 05. Úi dồi ôi. Đẹp nhờ. 5657 cân quay đầu. 5657 cân quay đầu giúp em nhá. C63. Có. 5657 cân quay đầu giúp em ạ. Dưới 56-57 cân quay đầu giúp em phố nhá mọi người nhá. Đẹp chưa? C63 chị Lương Toán. 5657 cân quay đầu giúp em chất mã E5. E5 cho em phố cực phẩm nhá mọi người nhá. Chất mã E5 cho em 208 đỉnh chót. E5 cho em nhá. 208 chất mã E5. 208 chất mã E5. E5 208. 208 chất mã E5. Cái này etiquette 50 cân quay đầu. 52 cân mười nhỏ như em vẫn vừa. 40 cân đến 52 cân quay đầu. Dưới 51-52 cân quay đầu giúp em chất mã K14. 250 mã K14 á. 250 chất mã K14 giúp em luôn. E5 chị Phương Nguyên. Sau này cho chị nào có cân nặng dưới 55-56 cân ạ.
dưới 55, 56 cân quay đầu. E5, các chị ơi, không phải 05 đâu ạ. Có 05 mà. Có 05 chị Đường Toán. Sai cho em nhé, SM đều vừa. Dưới 53, 54 cân đi ạ. 45 đến dưới 53, 54 cân giúp em nhé mọi người nhé. Lông thỏ, mã trên là mã C1. Mã C1 cho em nhé, 250 mã C1. Bác Đường Toán không được xảo mã nào của em đâu nhé, chị Đường Toán nhá. Chị Lương Toán lấy cả E5, lấy cả 05 mà chị ơi. Lấy thì ok giúp em nhá. Bác lấy cả E5 mà cả 05 đúng không? Lấy nhiều thế nhưng lấy với chắc chắn nhá. Không được xả mã nào của em đâu nhá. Tuy nhiên vì chị cọc cho em mấy triệu rồi nhỉ? 23 triệu. Ủa lạnh đấy à? Khép bớt cái cửa lại, lạnh quá. Điều hưởng một tí cho thoảng tháo. Etiquette này, 50 cân quay đầu ạ. 50 cân quay đầu cho mã K20. 50 cân quay đầu cho mã K20 cho em nhá. K20 cho em một luôn. 250 mà K20 giúp em. Chị nào size etiquette chiều cao cân nặng khiêm tốn, em M6 mà cái này bị ngắn tay đấy. Các chị cao dưới 1m55-56 thôi, size etiquette. Dưới 50 cân quay đầu giúp em, chất rất xịn luôn. C61 250 này, lót cả bên trong luôn, xịn chưa? C61 250. K20 chốt chưa? 20 chưa. Bà Hồng Nhung Đỗ cái. K20 chị Hồng Nhung Đỗ. Sa này màu xanh đẹp chưa? 50 cân đến các chị ơi, 58 cân. 52 cân đến 58, 59 cân ạ. 52 cân đến 58, 59 cân giúp em. Chuyên mã C77. C77 cho em một luôn nhá. 270 mà C77, đẹp quá. C77 giúp em nhá. 270k mà C77. C1 chị Lường Toán. Sa này chị nào? C1 E5 luôn. Sa này cho em chị nào có nặng dưới 52, 53 cân đi ạ. 52, 53 cân quay đầu giúp em. Chuyên mã này cho em là mã C73. C73 giúp em nhá. 270 mà C73. Chắc của nó xịn đã mang mấy con này. Chị nào sao etiquette cho em một đẹp. 40 cân đến 52 cân quay đầu. 45 cân đến 52 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 52 cân quay đầu chất mã A1. A1 cho em hồn luôn nhanh tay nhá. 250 chất mã A1. 250 chất mã A1 giúp em. A1 250. Sủa. Etiquette một con VIP này. Sao etiquette cho em một con VIP rất là đẹp luôn nhá. Sao etiquette chị ơi. Chị ơi chị chốt những mã lên trước đi chị lên nào ạ. Xong rồi thích cái nào thì em ưu tiên. Chị chưa có cái nào mà chị đỏ ra sau thì chắc chắn không có đâu. Em này cho em là mã A21 nhỉ. 40 cân đến 52 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân là đẹp nhất. Rất đẹp, chị nào chiều cao cân nặng khiêm tốn lấy cái này cho em. Mã E A21 chứ. A21 giúp em nhá, 280 con này cực phẩm. A21 280.000 giúp em luôn. Rồi. SM đều vừa. 55 cân quay đầu ạ, từ 45 cân đến dưới 55 cân đi ạ. 45 cân đến 55 cân quay đầu giúp em. Mã cho em là mã K12. K12 cho em hồi luôn nhanh tay. A21 chị Đoàn Thùy Phương. 280 K12. Xuất sắc, lông thỏ xịn. ML cho em mặc đẹp này. Size M, size L giúp em nhé. Màu xanh rất là đẹp luôn, năm nay rất hot nha. Mã trên là mã S34, 250. Size M, size L. S34 cho em 250, size M, size L. Etiquette cho em 50 cân quay đầu. K12 chị Nhi Phạm. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân mã S26. S26, 250. S34 chị Phương Nguyên. Sao lại cho em nhé, dưới 53, 54 cân quay đầu. 53, 54 cân quay đầu giúp em nhé. Dưới 53, 54 cân, màu rất đẹp, lông mướt luôn. Q18, 250. Q18 nhé, 250 mà Q18. A21 chị Lường Toán. 250 cho mà Q18 giúp em. Lông thỏ VIP này các chị ơi. Lông thỏ siêu VIP luôn cho em mọi người nhá. Sao này cho chị nào có cân nặng cho em này. Đẹp nhất cho em dưới 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu giúp em luôn nhá mọi người nhá. Má cho em là mặt C54. C54 siêu xịn luôn. 250 mà C54. E26 chị Quỳnh Lương Tấn. Sao này cho em S mặc đẹp này. 40 cân đến dưới 50 cân cho em mặc xinh nhở. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. Dưới 50 cân quay đầu cho em mã này là mã A5. Etiquette mã A5, 250 mã A5. 250 chất mã A5 giúp em luôn. C54 chị Thùy Thúy. Dáng lên dáng cardigan nhá. Con này rất đẹp luôn các chị này. 2 size SM đều vừa cho em nhá. 250 cái này thì sung sướng. C14, 250 cực phẩm. C14, 250 giúp em. C14 cho em nhé, 250 trên mã C14 giúp em. Sao này cho em etiquette 50 cân quay đầu. A5 chị Bảo Ngọc. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50 cân trên mã C94. C94 cho em nhé, 250 mã C94. C14 chị Lường Toán. Sao này cho em nhé, SM đều vừa. Sao SM đều vừa giúp em nhé mọi nhá. 55 cân quay đầu giúp em. 55 cân quay đầu mã T26. 55 cân quay đầu mã T26, 250. T26. 250 mà T26. T26 250.
T26 250 giúp em. Mai tao bảo tụi con cho mình cá có buồn cười nhỉ. 5758 cân cơ đỡ giúp em. 5756 cho đường toán. Ờ. 5758 cân cơ đỡ giúp em nha. Chân dài quá này, mai cắt nguồn nó đi đâu, hôm qua đi robot một tí mà nó đau kinh khủng luôn. Sao lại cho em nhá, M và L. Size M, size L giúp em, mã này là mã 37. Cứ để vào đấy đi. Mã 37 cho em nhá, 250 mã 37. Ủa ôi, con hồng thì xịn thế. Bên trong nó bắp của nó xịn lắm. K12 chị Hương toán. Sao lại cho em em được mà lệ của mình đã chín lắm. Áp lực mà nó dồn xuống vào cổ nhiều đờm hẳn lên. A9 này, hai size SM trên mã A9 này. 37 chị Lương toán. Đẹp quá, hai size SM đều vừa cho em, chị nào chút được cái màu hồng này quá xinh. Mã trên là mã A9. A9 280 cực phẩm, cũng dự bị A9 luôn. A9 280 nhá. A9 280.000 giúp em luôn. Anh chị nghỉ sớm, các em đến phố. Ok sớm. Sao tao ML 1 giờ là sớm nhất còn gì nữa. A9 chị làm toán. Am sao M sao L. Quyền này A. Sao M sao L giúp em. Mã trên là mã D67. M và L chất mã D67 cho em nhỉ. D67 250. Anh Huyền mai sẽ được trải nghiệm đầu đời. Ai? Anh Huyền. Sao này SXS cho em. Vào mai chị béo làm đơn. Em đã bảo rồi. Size SXS cho em 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân chị nào size SXS, mã cho em vô là mã G63. 250 mã G63. 250 cho mã G63. G63 cho em nhá. 250 cho mã G63. Sao này SM đều vừa. Hôm mai thứ 7 nhỉ? Vâng, mai cho nó đi đủ mà chị. Ờ, sáng mai các phụ, sáng mai chiều mai các phụ đi. Sáng mai đi chị ơi. Sáng à? Chiều. Sáng như hôm nay tao vật vừa, tao mệt lắm. Cho tao ngủ sáng đi. Không sống được. Còn làm. Ừ, còn dạ. Chết rồi, con này mai tao mang về đúng không? Ôi, tao mang bọn tao đang dạ kiểu gì. Ê, ê, ê. Thì chắc đang nặng nè. Ô, dài dài. Ừ. Hay đi thuê bạn mình chắc đây. Bạn sao lên mặc cái này. Thảo. Không, con khác. Thảo nó đi dạy ấy. Ờ, cho một con sang mặt cho chị. Sao này cho em SM đều vừa. SM đều hả? SM đều vừa giúp em. Mã 64 chưa vượt được cái nào. Mã 64 250. 63 chị Phương Nguyên. Mã 64 250, cái màu này đẹp nhờ. Sao này SM đều vừa. Sao SM đều vừa giúp em, xin chào các chị ơi. Nó không biết quên đâu. Con game không được nào về đúng không? Không phải, bố nó bị ốm. SM đều vừa. Mã 14. Mã 14 250. Mã 14 cho em nhá. 250 mã 14 điện chiều nay. Rồi. Chiều nay bố nó lên những cá cảnh lại bị ốm. Bố nó bảo là về thì về được rồi mà. Thôi để tuần sau bố đẹp ôm. Nó bảo là cho về đi. 64 chị Quỳnh Lương Tấn. Đang bận. À bố đang bận à, đúng rồi. Sao lại cho em chiều nay không nghe nói? Có. Nghe rồi. 54 50 cân quay đầu đi ạ. 40 cân đến 50 cân. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. S72. S72 cho em nhỉ. 250 mã S72. S72 250. Sau này cho em luôn nhá. SM đều vừa. Dáng laptop. SM đều vừa dáng laptop cho em nhỉ. Dáng laptop size SM đều vừa chất mã 34. 250 chất mã 34. 250 chất mã 34. S72 chị Bảo Ngọc. Sổ. Cái này không chốt thì cực kỳ tiếc luôn đấy chị ơi. SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em ở nhá. Hai size SM đều vừa cho em vừa luôn nhá. 55 56 cân. Sau đi các bác, cái này phải từ 50 đến 62 cân đều vừa nhé. 50 là mốc cân mặc như em mặc này. Chị nào thích mặc rộng rộng vẫn ok nhé. Sao to 34 chị Đoàn Thùy Phương. Mã A10 cho em 250. A10 cho em vốn nhé. 250 chất mã A10. Ui cái màu đỏ này đẹp chưa. Chuẩn Noel luôn. Gì đấy? Là cái gì? Lông thỏ. Lông thỏ hả? Chị chưa được nghỉ hả? Đó đi. Anh đổ nó vào đây cho em. Đó. Bây giờ ngồi mặc được không? A10 chị Lường Toán. Ôi giời, cái lưng của tôi. Sao này cho em luôn nhá. M và L cho em này. Sao M, sao L giúp em. Bây giờ đang bán 200.
Size M, size L mà T 19. Ui. 250 mà T 19. Gì? 250 mà T 19, con này thì cực VIP luôn rồi. 57 58 cân quay đầu trên cực phẩm. 57 58 cân quay đầu cực phẩm. Mã trên là mã C 94. C 94 giúp em nhá. 280 mã C 94. Chị buồn ngủ quá. Em còn buồn các loại buồn rồi. Chị buồn ngủ quá rồi. SM đều vừa này, dáng lốp tốp này. Dáng lốp tốp size SM đều vừa giúp em nhá. Lốp tốp SM đều vừa chất mã C40. C40 cho em nhá. 250 mã C40. C19 chị Lương Toán. Màu xanh đẹp trên này. Lông mướt mượt mượt luôn giúp em. Vip 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 luôn. Nhà SM đều vừa giúp em nhá. Gì? Em nhìn thấy thôi mà. Ờ. T33. C94 chị Ly Hà. Anh xin lỗi chừng hoàn tiền à hay gì đấy? Chắc chắn rồi, chắc em mà chị. Ừ. Thấm nhỉ? Nhìn cái mặt nó nhìn cái vải nó cái chị ấy. Là kiểu người đít à. T33 cho em nhỉ? T33 giúp em. 250 và T33 luôn. Sao? Quá uy tín. Sao lại cho em? Chị Hoàng Toán. ML cho em nhá. Mình vừa chỉ phải là ok Hạnh. Hạnh ơi vào chốt thêm nha. Size M, size L cho em này. Size M, size L giúp em chốt mã 92. Mã 92 250. Các chị cứ chuyển khoản cọc nhiều vào. Bạn nhà em bạn ấy chốt đơn bạn ấy đỡ bị rén. Sau này cho em size to ML tiếp này các chị ơi. Size 33 chị Lương Toán. Size to ML giúp em này. Em này 55 cân đến 63 cân. 55 cân đến 63 cân giúp em. 55 cân đến 63 cân quay đầu giúp em. Chị là size M, size L. Mã 624 lông thỏ xịn. 624 cho em nhá. 250 mã 624. Cái này như kiểu là rơi mất cái đai ấy. Đúng không? Chắc chắn cái này nó phải có cái đai. Đó, có cái đai. Em tặng mọi người cái này nhá. Cái này nó có cái lỗ được các chị luồn cái dây đai vào này. Nếu mà không thể cái dây đai thì em sẽ bớt tiền cho mọi người và mọi người về mặc theo kiểu là mọi người mix thêm cho em một cái đai ra ngoài ấy. Mix thêm cho em một cái đai ra ngoài ở chỗ này này. Bởi vì chỗ này nó đúng ra là có một cái dây đai luồn vào nhưng mà 624 chị Lương Toán. Không thấy cái dây đai, em tặng mọi người cái này luôn. Ok cho mọi người 150 cho các chị à. Bớt cho mọi người 100.000 để mọi người mua một cái dây đai tầm 100.000 nhá. 100k luôn này. 150, 250 một cái đúng không? Em bớt cho mọi người 100.000. Mọi người về nếu mua cái dây đai mọi người thắt đai về đây cho em nhé. Để che cái phần mất cái dây đai đây này. Nên rằng áo váy cho em nhá. Chị Lương Toán ơi, mai tổng đơn chuyển khoản hết giúp em nhá. SM nhỏ cho em nhá. SM nhỏ cho em mặc đẹp nhá. Mã cho em vốn luôn là mã Q100 tặng các chị 150. Q100 150 luôn nhá. Lông thỏ cho em này. Lông thỏ size to ML, dáng ngắn. Dáng ngắn size to ML. Dáng ngắn size to ML giúp em. Dáng ngắn size to ML giúp em. Dáng ngắn size to ML giúp em nhá. Size to ML mã trên là mã Q95. Q95 giúp em nhá, 200.000 vào Q95. Này làm sao? Q95 200.000. Đây. Q100 chị Thúy Thúy. Này có cái tai thỏ kìa. Xinh quá. Này rất xinh luôn đó mọi người. Q95 chị Lương Toán. Size to ML xinh nhỉ. Size to ML giúp em nhé mọi người nhá. 250 màu trắng tinh. Mã trên là mặc Q70. Q70 có mũ tai thỏ rất xinh. Q70 giúp em nhỉ. 250 mặc Q70. 250 chắc mặc Q70 giúp em nhé. Size to ML. Đội à. Sắp tao một lờ. Con lồng đấy, Linh nó bảo Linh nó để tặng con méo uy tín. Méo của làm sao mà chị? Đẹp mà. Sắp tao ML giúp em nhé. Sắp tao ML giúp em nhé các chị nhá. 55 lên 70 chị Lương Toán. Sắp tao ML cho em nhá. Đẹp nhất là mã cho em dưới tầm 60-63 cân đi ạ. Mã S29 cho em nhá. 220 mã S29 bắn tắt. S29 220. Màu đen và ngắn, dài trúng mông. 50 cân quay đầu. Size S đi kép nha. Size S đi kép cho em. 50 cân quay đầu giúp em. 250 chiếc bán này là mã C82. C82 cho em nha. 250 mã C82. S29 chị Quỳnh Tấn Lương. 55-56 cân quay đầu giúp em nhá. 55-56 cân quay đầu giúp em mã Q91. 250 mã Q91. 250 chiếc mã Q91 giúp em. Lông thỏ này cho chị nào. C82 chị Ngọc Khánh Hương. Em này cho bác nào cân nặng cho em nha. Đẹp nhất cho em dưới tầm 52-53 cân. Sau đây bác 50 cân đến 58 cân nhé. 50 cân đến 58 cân giúp em nhé. 50 đến 58 cân chất mã 03.
50 đến 58 cân chất mã 03 cho em nhỉ. 250 chất mã 03. 250 chất mã 03. Q91 chị Lường toán. Sao này cho em màu đen đẹp nhỉ. Màu đen cho em nhé. Sao này cho em từ 48 đến 58 cân. 48 đến 58 cân nữa. Quay đầu giúp em nhỉ. Đây mình chiếc cần đắt trong giày. 48 đến 58 cân quay đầu giúp em. Chất mã này là mã Q75. 48 đến 58 cân mã Q75. Mã Q75 250. XML. Mình chả nói nên mình ăn hai bát cơm, một cốc sữa nên mình no quá. Mình ngủ đến giờ lai như vậy. Sao được ngủ đâu mà bộ. Sao này cho em XML chứ giờ chị buồn ngủ lắm, chị không ngủ được chứ giờ. K39. K39 giúp em nhở. K39 cho em 250. XML 3 size luôn. K39 250 giúp em. Ủa rồi, con này vip thế. Cuối đời gặp Lan này các chị ơi. Đẹp chưa. XM đều vừa, xuất sắc. Con này dáng ra đến đầu gối. Q75 chị Lương toán. Cực kỳ xịn sò, con này 300.000 đỉnh của chót luôn. C30, C45 sorry các bác. C45 300.000, con này thị trường không bán 5-600.000 hơi phí. 300k giúp em, đẹp cả lời đằng sau của nó này. Sửa. Em này có mũ nhá mọi nhá. Mã trên là mã C45, 300.000, đẹp ơi đẹp. Mua nhiều chuyển khoản nhiều chút cho nó yên tâm à. Quá đúng luôn chị cô Vũ. Chuẩn luôn, bác cũng chỉ được cái nơi đúng nhưng mà bác ấy chị Lương toán. Bác Lương Lương toán bác ấy cũng chuyển khoản mấy triệu rồi em? 3 triệu rưỡi à? Chuyển khoản lên thành 5 triệu đi bác ơi. Chuyển khoản 8 triệu đi chị, bây giờ hơn chục rồi ạ. Hơn chục triệu rồi, chuyển thành 8 triệu đi. Sợ, đẹp chưa này. Có màu đen xịn nhá. SM đều vừa, xinh quá. Size SM đều vừa giúp em nhá. Uy tín nhá. Mặt này là thấy uy tín rồi nữa này. Đúng không chị? C45 chị Lường toán. SM đều vừa giúp em. Cái đen này rất là xịn nhá mọi người nhá. Cái lông của nó mất kinh khủng luôn. 5556 cân quay đầu giúp em nhá. Lên tay 208 mã 161. Em 161 này cực phẩm. 161 208 chất mã 161 giúp em nhá. Set to ML 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu giúp em nhá. 55 cân đến 62, 63 cân đều vừa. K57 250 mã K57. 250 chất mã K57 giúp em. Chị vừa đến mua đông một tay chị nó cứ teo lại trong nhẫn nó cứ đeo nó cứ vòng vòng. 161 chị cũng cũ. Co tay đúng không? Cứ uy tín như chị Cúc Vũ là được. Con đừng toán chuyển 3 triệu mấy đâu, uy tín mà. SM đều vừa này. 55 cân quay đầu cho em mặc đẹp nhỉ. Dưới 5556 cân quay đầu chất mã M20. 5556 cân quay đầu chất mã M20 cho em nhỉ. 250 chất mã M20. Chị Lương toán ơi, tí bây giờ không cọc nữa, không cần cọc nữa đâu. Tí nữa chứ kết thúc live cọc thêm em 7-8 triệu đấy nha. Để tối nay em ngủ ngon với. Không tối nay em không ngủ được đâu. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến dưới 50 cân cho em nhá, ổ nhá. Dưới 50 cân, 50 51 cân cho em đi ạ. Cái này 250 thì nhắm mắt chốt bừa. Mã K23 chị ok, cái cho em yên tâm chị. K23 cho em nhá. 250 mã K23. 250 mã K23 giúp em nhá. Màu hồng S. Dưới 50 cân quay đầu cho em xinh nhỉ. Chất của nó cực xịn, bên trong của nó da lộn xịn nhá mọi nhá. 50 cân quay đầu cho em, 40 đến 50 cân đi ạ. 40 cân đến dưới 50 cân giúp em. Mã cho em vốn là mã A11 cho em nhá. 206 mã A11 quá đẹp luôn. 206 chất mã A11 giúp em nha. Hết chưa? Hết rồi ạ. Sao lại cho em nhau mọi nhá. Ok. Sao lại cho em? K23 chị Lường toán. Đéo thở phào nhẹ nhõm. A17. Size to ML chất mã A17. Size to ML giúp em chất mã này là mã A17 cho em nha. A17 250 60 cân quay đầu. A11 chị Lường toán. Cho em này. 50 cân quay đầu giúp em nhá. 40 cân đến 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân chị là sao etiquette cho em. Mã trên là mã Q57. 250 mã Q57. Chưa. 250 mã Q57. Sắp hết. Xịt. Về hết là phải cho em. 52 cân quay đầu. Linh nó có chỗ giữ lưng rồi nó vào tiếp đấy. Lửa đấy. Lửa đấy. 40 cân đến 50 cân chị khổ ta rồi mỏi lưng quá đấy. Em cũng khổ lắm chị ạ. 50, 52 cân quay đầu quá xinh, lông thẳng mướt mượt mượt luôn, sờ cái lông sướng tay luôn. Anh ta cho em nhá. Dạ ok chị Cúc ạ. Em này là bát T23. T23 giúp em nhá. 250 bát T23. Tôi cho các chị đi ngủ. Bao nhiêu con lỗi là kia đấy? Q57 chị Ngọc Khánh Hương. Sao này cho em luôn nhá.
Con nhắc ở chỗ này ra đi, để chị lấy chút con lỗi ra đây. Bốn mươi cân thì 50 cân quay đầu, 40 cân thì 50 cân quay đầu, size bé là các chị 220, mã S, mã C 35, 220, C 35 giúp em nhỉ? 220 và C 35 gì đấy? Tao táng cho cái bây giờ mới lên. Bao nhiêu con đẹp giấu hết ở đấy. Nào lên cho mọi người một con cực phẩm rất là xịn sò luôn, da beo chúng nó cất đi này. C 23 chị Nguyễn Thúy. Nào con beo này cho em nhá, xuất sắc. Size cho em M và L, size M cho size M size L cho em nhá, đẹp lắm. Size M size L cho em. Trời ơi, lấy thì lấy, không lấy phố để lại mặc lên phố thì ngất ngây luôn. Em này size S em mặc cũng ok nhá, SML dưới 60 cân đi ạ. SML cho em dưới 58 cân cực phẩm luôn. Bản này 300.000. Chốt bản này là mã S28 đẹp quá. S28 300k. C35 chị Bảo Ngọc. S28 300.000 mã S28 ạ. 300.000 chốt mã S28 giúp em nhá. S28 300.000 giúp em. Em còn 3 con VIP lên nốt cho mọi người, 3 con VIP này rất là đẹp luôn nhá. Đẹp lắm. Sau này chị nào có cân nặng dưới 50 cân quay đầu cho em. S28 chị Thùy Ninh. 40 cân đến 50 cân, Thùy Ninh cái đấy cực đẹp luôn. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em. 40 cân đến 50 cân quay đầu giúp em nhá. 208 mã S27 đánh tác này. S27 cho em nhá. 208 mã S27 giúp em. Đây một con cực phẩm màu đen đây này. Xuất sắc luôn. Sau này cho em vô luôn nhá, chị nào có cân nặng cho em này. Sửa. SM đều vừa 55 cân quay đầu. 55 S27 chị Trang Quỳ. 55 cân quay đầu cho em vô luôn nhá. 300.000 đỉnh chóp. S85 bắn tắc ra đây này. S85 300.000 này. S85 giúp em nhá. 300k trước mà S85. Cho chị lại đi. 300.000 mà S85 giúp em. Chúng ta còn mấy cân bíp rất là đẹp. S85 300.000 hộ em luôn. Sau này cho em nhá. 52 cân quay đầu. Dưới 51, 52 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 51, 52 cân quay đầu giúp em luôn. Mã S26. S26 giúp em nhá. 260. S85 chị Lương Toán. S26, 260 bắn tắt nhá. S85 là con đen đi đã con. Đây, S85 là con này rồi. Ok, nhanh. Màu hồng. Rồi, đẹp chưa? Mình yêu không có lỗi. Đây là sao chúng ta thôi. S26 có. S26 chị Lương Toán. Đây, đẹp đấy. S mày đều vừa, hai size S mày đều vừa cho em màu hồng xinh nhau. 208 đỉnh của chóp luôn. 208 mã T27 bắn tắc T27 con ơi. T27 208 cho mấy con này vào trong đây, đằng sau đây. Con beo kia là gì đây? Đen trắng cho em nhá, cực kỳ hot luôn. SM đều vừa, 45 cân đến dưới 55 cân cho em nhé, siêu phẩm, màu rất nhanh. S24 cho em nhé, 208 mấy con này cực VIP. S24 280 bán tắt con ơi. S24 280.000. Con da beo này chị nào vừa trượt con beo kia lên con beo này luôn. Đẹp chưa? SM đều vừa, sang chảnh luôn. M này cho em thoải mái dưới 57-58 cân, 50 cân đến 58 cân giúp em. T27 chị Lương Toán. Đẹp dã man luôn. 300k mà S23 bán tắt con ơi. S23 nhé, 300.000 mã S23. 300.000 chốt mã S23 giúp em, tuyệt vời. Màu đỏ này các chị này. S24 chị Lương Toán. Màu đỏ cho em ngồi nhá, chất rất xịn luôn. Sợi. Cái lông của nó sờ mướt tay hết. 5556 cân quay đầu. 5556 cân quay đầu giúp em, đỉnh của chóp. S22 208. S22 bằng thắt này. Có mã S2 không? Không có S2. S23 chị Thùy Ninh. S22 208. Đen trắng đây là chấm sao đen trắng. Size to ML các chị ơi, lông thỏ xịn nhá. 53 cân đến 60 cân. 53 cân đến 60 cân giúp em nhá. 53 cân đến 60 cân giúp em lên tay. Em này là mã S17 cho em nhá. S17 cho em 250 này, bắn tắc S17. 250 chất mã S17. 250 chất mã S17 giúp em. Chị nào size SXS cho em này. Bẩn một tí đây đúng không? Em bớt tiền mọi người luôn. Cái này giặt ra mọi người nhá. Em bớt tiền cho các tí một tí này. Một ít này.
bị một tí cái phần vặt áo ấy. S17 chị Phương Nguyên. Size etiquette nhá. Cái này nó bị một tí ở đây. Em bắt cho mọi người còn 190 đi. Cái này cực phẩm luôn đấy. 200.000 đi, thôi giờ 190 đi. 50 cân quay đầu giúp em mà S18 190 nhá. Bị bật một tí đây, mọi người dặn lại nhá. S18 190k ghi DB đã báo rồi con nhá. S17 đấy. S18. S18 190 đã báo, ghi nhớ ghi đã báo đấy các bạn thì không phải hỏi. Bớt tiền nữa sủa. Etiquette này, xinh chưa? S17 chị Quỳnh Lương Tấn. 40 cân đến 50 cân cho em cái cổ lông mướt chưa? 40 cân đến 50 cân quay đầu chất mã S21 này. S21 cho em 270. S21 cho em 270, hồng hồng với mấy cái hai màu. S18 chị Lương Toán. Mất cúc này em. Mất cúc này xin lại được cái cúc mà. Sao lại cho em luôn nhé, chị nào nhanh tay được này. 55 cân quay đầu đi ạ. 54-55 cân quay đầu cho em, chất rất đẹp. 54-55 cân quay đầu giúp em mà S20 nhá. S20 giúp em luôn nhanh tay, 250. S20 chị Lương Toán. S20 250. Ôi mấy cái màu này đẹp nhỉ. Hồng cho em rất là xinh luôn. Sao lại cho chị nào có cân nặng dưới 50 cân quay đầu. 40 cân đến dưới 50 cân quay đầu giúp em nhá. Dưới 50 cân chị đã sẽ etiquette cho em C72 260 cực phẩm. C72 260. C72 260.000 luôn. 260 mã C72 đẹp chưa? SM đều vừa. Hai size SM đều vừa cho em phổ luôn mã T32. SM đều vừa chất mã T32 260 quá đẹp. T32 260.000 giúp em luôn. C72 chị Bảo Ngọc. Size to ML. Size to ML giúp em nhá. Size to ML giúp em luôn nhá. Chị nào size M, size L. Em này là mã Q21. Q21 cho em nhá. 250 mã Q21. C72 chị Lương Toán. Điểm ra. Ui giời. Nhìn thấy không? Thế này phải tính lỗi à? Tao đánh cho con hỏng người bây giờ. Đâu rồi? Tìm chỗ nào? Đây. Ô, em không nhìn thấy gần đâu. 32 chị Lương Toán. Etiquette cho em lông thỏ. Size etiquette lông thỏ cho em mọi người nhá. Nhanh tay cho em, bạn ấy bảo là có một nút chấm đằng sau đó nhưng mà cái này không tính lỗi đâu. K41 cho em nhá mọi người nhá. K41 250. Hàng xin quá bình thường. K41 cho em 250. K41 cho em sụn lưng thế nhỉ. K41 cho em nhá. 250 mà K41. Mà sao mà cái vết đấy không phải là vết bẩn. Xinh chưa? Màu xanh đẹp nhờ. Không, màu xanh nó mít thôi em. Đâu, bị làm sao? Sao không treo không chích lỗ, không rắn, không dính vào. Rồi lại đi tìm. Bị bẩn một tí ở tay thôi đúng không? Bị bẩn một tí ở chỗ cái gấu tay này mọi người này. Bị bẩn một tí ở chỗ cái gấu tay nhá. Em bớt tiền cho các chị luôn cái này. Cái này chị luôn 200.000, cái này rất đẹp. Bẩn thì chắc chắn sẽ ra được mọi người nhớ. Hai size SM đều vừa, xinh không? Hai size SM đều vừa 200.000 nhá, vì bẩn một tí ở cái gấu tay. Mã cho em là mã S16 ghi chữ DB nhá. S16 200.000. K41 chị Ngọc Hạnh Hương. Xem lại cho em nhá, SM đều vừa. Thật có mệt mỏi. Đâu, ôm đâu? Bên chị em mang cái này không? Tí chị đặt xuống dưới, kiểu gì có mà. Nhìn con đây là chuẩn hết luôn. Đâu? Ôi dồi ôi, chú lấy kính hiển vi nó soi ở đâu ra, em chưa thấy cái lỗi lầm gì kéo đây cả. S16 chị Hà Bon. 50 cân quay đầu đi ạ. 50 cân quay đầu giúp em mọi người nhá. 50-51 cân mà S15. S15 cho em luôn nhá, 220 đi. Cái này bị lỗi một trượt da một tí đây này. Trượt da ở cái dây đai này mọi người nhé. Em bớt tiền cho mọi người luôn. Lấy các chị luôn cái này. Lông thỏ màu trắng cho em rất mướt luôn. Nó trượt da một tí ở cái phần đai nhé mọi người nhá. Sau này cho em 52 cân quay đầu giúp em. Mã trên là mã C64. C64 em lấy mọi người luôn 200.000 đi. S15 chị Đoàn Thị Phương. C64 200k giúp em. Cái này làm sao? Cốp chỗ này. Sau lưng này. Sau lưng thôi đúng không? Hay là trước bị nào? Bớn đây. Ừ, chị nhìn ra. Bị ốp màu cái này nhá. Em tặng mọi người cái này luôn. Rất đẹp. Sở thôi. Mờ lắm. Siêu mờ luôn ở cái phần đây này.
hơi 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 C64 chị Nghi Phạm. Nhìn kỹ thì hơi hơi ánh hồng lên một tí thôi nhá. Một chút ở chỗ này này. Mở lắm, nói chung là không không lộ. Size etiquette cho em nhé, em tặng mọi người cái này 100.000. Etiquette tặng 100.000 mà S15. S15 giúp em tặng 100k và bị ốp nhẹ nhá mọi người nhá. Lông thỏ màu trắng này. S10 đầu vừa cho em nhá. Size S size 10 đầu vừa giúp em. Chị lấy con thực phẩm này. Xong nốt gần đấy hết rồi đúng không? Sao đây cho em nhé, S dưới 52 cân, 53 cân quay đầu, chất mắt này là S14 này. S14 cho em 200.000 nốt để nghỉ like. S14 200.000 nốt để nghỉ like nhé. S15 chị Phương Nguyên. S10 đầu vừa này, 2 size S10 đầu vừa giúp em, mã cho em là mã C33. C33 cho em nhé, 230 mã C33. 230.000 mã C33. 230 mã C33, có màu đây nữa, màu trắng khác nhau ấy. Đó, hai con này chuẩn luôn. Nào, lên con mà các chị hỏi thở tối nay đây này. Ngủ với chồng xong dậy cô vẫn đang ai. Các chị còn khoe. Khó chịu dã man. Chịu khó dã man. Người ta bảo mình chịu khó. Còn... em khó chịu. Lươn. Hình văn vừa. Xinh đê nhở, xịn, lông xịn dã man, đẹp chưa? Sao lại che nhá? Chán mặt bỏ cái gì cả? Chán nhở? Đọc là chịu khó quá, bài bảo là khó chịu sợ. Kiểu nó nghĩ tới chị bảo là chị ngủ với chồng nên là nó khó chịu. Nó bảo là ai có chồng đâu mà biết? Đấy, ai có chồng đâu mà biết lại còn ngủ với chồng lại còn khoe. Chị thì bảo bọn em là chịu khó quá đi, nó bảo là khó chịu quá đi. Xinh chưa? Coi cái này nhá, đỉnh chóp luôn cho em này. Xuất sắc luôn ạ. Chị bảo cái nặng 52 cân quay đầu. Chọc cả mẹ đây. Đấy cả diện chuyện. Sao lại cho em luôn nhá. 52 cân quay đầu giúp em. Cái này siêu đẹp luôn mọi người nhá. Và này thì đương nhiên các chị phải có chữ CK bên cạnh và tinh tinh luôn cho em. Rồi. Một cái này siêu đắt luôn nhá mọi người nhá. Má trên là má C78, 500.000. C78 cũng riêng mình cái lông này các chị mua còn tầm mấy trăm nghìn rồi. Chị xu thế hộ em cái. Đấy giờ là xu thế. Em đấu chị xu theo xu thế rồi đấy. Mã này là mã gì cơ? C78 ạ. C78 500.000. Chị là lấy thì comment chữ C78 xem chữ CK bên cạnh nhá. Ôi dồi ôi. Anh đúng. Size S10 đều vừa này. Chị vẫn chưa ngủ à chị Thoa? Size S10 đều vừa giúp em. Hai size S10 đều vừa cho em. Bác nào lấy mã C78 kèm chữ CK bên cạnh em. Kèm chữ CK bên cạnh cho em nhá. Để chuyển khoản luôn thì em mới chốt cho. Size S M đều vừa này. 55 cân quay đầu cho em nhá. Màu đen cho em luôn này, 250 mà C8 này. 250 chất mã C8. 250 chất mã C8. C78 chị Thoa Trần. Sao lại cho em S10 đầu vừa này. 55 cân quay đầu này. 55 cân quay đầu giúp em, mã cho em là mã C24. 55 cân quay đầu mã C24, 250. C24 giúp em nhỉ. 250 mã C24. Thôi. Triệu. Triệu. Triệu thì bán không đâu để lại mặc nữa. Rồi. Mà con này bà thì chất phát nhất luôn. Chị chờ siêu phẩm mà. Hiểu ít. Đó, lệ nó là con này không bán triệu thì để lại mặc luôn chị ơi. Tôi bốc của chị không có ở dưới đây đúng không? Trên phòng đúng không? Thôi chị. Thôi chị. Thôi lấy định làm sao không? Không ạ. Không bị bẩn. Ok. Rồi. Cá nhân em thì so với cái tuổi của em ấy thì em thích cái áo này hơn cái áo kia. Cái kia thì xịn xáo hơn cái này một chút. Nhưng em thì em thích cái này với cái này nó rất là thời trang. Rất là ăn chơi luôn. Thật chưa? Bình chóp luôn cho em mọi người nhá. Má trên là má C15. C15 cho em hồi nhá. Siêu phẩm C15 giúp em. Đẹp dã man đẹp luôn. C15 giúp em. Các chị nhanh tay chất mã C15 nhá. 650. Em cũng dự định luôn. 650. Thêm chữ CK bên cạnh. Đẹp nhở. Bán 650 vẫn tiếc. Thề danh dự là bán 650 tiếc.
cá nhân em đi mua những cái áo mông tiki 1.6 triệu cơ, chứ không có giá chuyện làm một cái áo khoác về 650. Để em mặc đi. Thôi mọi người đừng chốt cái này đi. Thôi mọi người đừng chốt cái này cho em để làm cái mặc. Thế chị đã để được một cái LV kia đúng không? Cả cái line để được đúng cái LV. Chị Hạnh, à quên chị gì kia, chuyển khoản cái bạn kia chị ấy. Chị nào? Em vừa chốt chị Thoa Trần hay chị gì đấy đúng không? Chưa. Ơ, 78 chốt chưa? Thì đâu hỏi từ đó chốt ra nữa. Chị Thoa Trần. C15 650. Em thì em thích con C15 này hơn. Em thích cái màu này hơn màu kia. Này em đi bốt rất xinh luôn. Thôi, nghỉ lai vào chân lắm rồi. Kế hết cả chân rồi. Ngày đứng gần chục tiếng đồng hồ. 4 tiếng rồi. Ai mà chị ngủ với chồng. Chết định đi nghỉ nào em ơi. Ca này khó ha. Sướng tên như kiểu sướng tên hoa hậu à. C15 chốt cho chị Hồng Nhung Đỗ. Chị Hồng Nhung Đỗ đã vào vòng chung kết. Wow, tiếp tục. Nice stream. Vâng, vâng, giải quán quân. Ôi, cả live mai em để lại được mỗi con. Không gì đặc sắc cả. Hồng Nhung Đỗ tinh tinh giúp em nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Chúc các chị ngủ ngon. Hẹn gặp mọi người trưa mai nha.